Chương 3095, Diệp Phàm cậy thế ép người. Trợ lý Diệp, di chuyển thủ phủ là việc quá lớn, liên quan đến nhiều vấn đề, nói ví dụ như. Các bộ, ngành liên quan của thủ phủ Giang Hoa quy mô lớn hơn rất nhiều so với một huyện. Huyện Lăng Hà là địa phương nhỏ bé, nói khó nghe một chút thì quy mô của huyện này chẳng bằng được với Trấn Hoành không ở Thiên Vân. Một huyện nhỏ như vậy bây giờ muốn cơ cấu mấy chục ban ngành cấp dưới về cơ bản sẽ là rất nặng nề. Đạp đổ rất dễ, nhưng kinh phí kiến thiết lại chính là trở ngại lớn nhất. Không bột sao gột nên hồ, không có tiền, không thể bảo chúng ta đi làm được. Bí thư Thành ủy Giang Hoa Lưu Nhất Đa nói đến đây dừng lại một chút, nhìn Diệp Phàm nói. Bởi vì, không có tiền mua gạch. Đúng vậy, di chuyển địa điểm của thủ phủ là đại sự. Đương nhiên, đây là quyết định của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, chúng ta là đơn vị cấp dưới chỉ có thể phục tùng vô điều kiện. Nhưng tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ là ra quyết định, không hề nói đến việc kinh phí của toàn bộ việc di chuyển này. Một nửa số tiền này phải do chúng ta tự bỏ ra, những 30 tỷ thì lấy đâu ra? Thu chi tài chính của địa khu chúng ta không cân đối. Hàng năm còn phải gánh một khoản nợ nhất định, tình hình này, ngân sách địa khu căn bản không lấy đâu ra tiền. Không có tiền thì chúng ta chẳng có cách nào để khởi động chứ đừng nói gì đến hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh giao cho. Tôi cho rằng, việc này chúng ta nên lấy danh nghĩa ủy ban nhân dân địa khu Giang Hoa để báo cáo lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Liệt kê ra những khó khăn thực tế, không phải là chúng ta không di rời mà thực sự là không có tiền để di rời. Phó Chủ tịch địa ủy kiêm Bí thư Chính trị Pháp luật đồng chí Triệu Nhất Thác thẳng thắn nói, thực ra chính là phản đối. Việc này chúng ta đã báo cáo rồi, còn cần phải làm lại hay sao? Bí thư Khương Nguyệt nói. Đúng vậy, tôi nhớ là đã từng trên danh nghĩa cơ quan hành chính báo cáo cụ thể tình hình rồi. Nhưng tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh vẫn quyết định di rời. Điều này thể hiện quyết tâm rất lớn của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, khó khăn tồn tại của chúng ta bọn họ cũng đã rõ nhưng vẫn quyết định di rời, chứng tỏ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chán các vấn đề có liên quan rồi, cảm thấy việc di rời sẽ có lợi cho địa khu Giang Hoa chúng ta. Việc có lợi nhất định phải làm, dù tạm thời gặp khó khăn, chúng ta phải tự nghĩ cách để khắc phục có phải không nào. Không thể gặp khó khăn liền đẩy cho cấp trên, như thế sẽ để lại cho lãnh đạo cấp trên một gánh nặng lớn. Việc không thành sẽ tạo nên ấn tượng xấu. Phó Bí thư địa ủy Mâu Đồng Xuân nói. Có lẽ Võ Đông Sơn đã sớm chào hỏi ông ta rồi. Trước kia hai người này chẳng để ý đến ai, bây giờ thấy có lợi có lẽ đã quyết định nghiêng về phía Diệp Phàm. Còn Bí thư địa ủy Diệp Phàm cũng đã hỏi qua, vốn là người của nguyên Bí thư Thái Tín Lâm. Tuy nhiên, Thái Tín Lâm bây giờ đã được chuyển đi rồi, Khương Nguyệt đương nhiên là theo chân Diệp Phàm. Nếu không, rất có khả năng sẽ có kết quả bị ghét bỏ, bị đẩy sang một bên. Việc này rất dễ xảy ra đối với một trợ thủ. Nếu Khương Nguyệt ngươi không nghe lời thì khi đó phó chủ nhiệm ban địa ủy được đưa lên thì tuy ngươi vẫn là một trợ thủ của ban địa ủy. Nhưng lãnh đạo có việc gì cũng đều giao cho phó trợ thủ làm. Ngươi chiếm một vị trí mà không có quyền gì thì còn ra cái gì nữa. Thậm chí một số lãnh đạo còn muốn tìm cách đẩy ngươi đi, thế thì càng nghiêm trọng hơn. Vì thế, Khương Nguyệt nhất định phải nắm bắt lấy thời gian, tranh thủ thời cơ, tạo ấn tượng tốt đối với Diệp Phàm. Đương nhiên, danh tiếng của Diệp Phàm gần đây rất lớn. Nhân vật số 1 và 2 của tỉnh Điền Nam đều đánh giá hắn rất cao, nếu mình không nghe lời, phải thay đổi vị trí chắc chẳng phải là việc khó. Việc này cũng là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy Khương Nguyệt trong thời gian ngắn phải hạ quyết. Báo cáo rõ một lần cũng không có nghĩa là không thể báo cáo lần hai mà. Trước đây chúng ta đã lấy danh nghĩa cơ quan hành chính. Lần này nếu có thể lấy danh nghĩa địa ủy thì trọng lượng đương nhiên không như nhau. Đây cũng là quyết định của Ban chấp hành địa ủy Giang Hoa. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh nhất định sẽ coi trọng hơn. Trưởng ban tuyên giáo Ngọc Thanh Thanh nói. Ý kiến này của trưởng ban Giang rất hay. Chu Gia Sinh đột nhiên nói, sau đó dường như liếc nhìn Diệp Phàm, tỏ vẻ bức cung. Ra vẻ như bên Chu Gia Sinh có 4 người tán thành. Còn Diệp Phàm tạm thời mới có 3 người. 10 ủy viên địa ủy, 7 người đã phát biểu, còn lại 3 đồng chí vẫn chưa lên tiếng. Bí thư Tôn, anh thấy thế nào? Diệp Phàm hỏi bí thư quần chúng Tôn Lệ Phương, có lẽ trước kia Tôn Lệ Phương là người của Thái Tín Lâm, hoặc nói Tôn Lệ Phương thuộc về phe thứ 3 hay là phe trung lập cũng không hẳn, Diệp Phàm muốn thăm dò một chút. Di rời thủ phủ địa khu là đại sự, là việc lớn mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Đương nhiên, trước mắt mà nói công văn phê chuẩn vẫn chưa xuống, chúng ta hãy trao đổi thảo luận một chút. Đối với chúng ta mà nói, di dời có lợi mà cũng có hại. Lợi chính là có thể phối hợp với tập đoàn Hoành Không, nắm bắt cơ hội tốt cho việc tái phát triển tập đoàn Hoành Không, đáp chuyến xe cuối cùng này. Thủ phủ mới của địa khu hòa nhập với con người, lịch sử và di lịch, đương nhiên đẹp hơn so với thủ phủ cũ, đó chính là tôi chỉ ra cơ sở hạ tầng rất tốt của việc di dời. Một khi di dời thành công, sẽ mang lại cho người dân của địa khu Giang Hoa sự đãi ngộ rất lớn. Nhưng hại thì cũng không ít, ví dụ cũng như nhiều đồng chí đã nói, vấn đề không có tiền. Việc này đương nhiên cũng là vấn đề lớn nhất, không có tiền chắc chắn khó khởi động. Tôn Lệ Phương nói những lời này cũng như chưa nói, mặt có lợi là ủng hộ Diệp Phàm còn có hại thì lại là ủng hộ Chu Gia Sinh. Không đắc tội với hai bên, cũng chẳng nói rốt cuộc là ủng hộ báo cáo với tỉnh ủy hay là không ủng hộ. Cô ta đi con đường trung dung điển hình. Diệp Phàm nhất thời không thể phân biệt được hướng đi của cô ta. Đúng vậy, ví dụ như văn nhân lịch sử gặp được trong khi di rời so với huyện Lăng Hà thì thủ phủ của địa khu Giang Hoa bây giờ có lịch sử lâu đời hơn. Có kiến trúc cổ điển, lợi chính là không cần phải bỏ thêm tiền để di rời. Có thể tiết kiệm được tiền di rời để đầu tư cho công trình dân sinh và những mặt liên quan đến cuộc sống của nhân dân Giang Hoa. Đương nhiên, hại cũng không ít. Cứ như vậy tuy là ổn định, nhưng cũng mất đi cơ hội lớn cùng phát triển tập đoàn Hoành Không. Về lâu dài mà nói, đối với sự phát triển của địa khu Giang Hoa là không có lợi. Việc này, có lẽ là tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã nhìn thấy. Nhưng, sự thực lại rất tàn khốc, chúng ta không được cầm tất cả khoản tiền di rời. Trưởng ban tổ chức Đỗ Tử Khải nói giống với Tôn Lệ Phương, đứng ở phe trung lập. Tuy nhiên, so với Tôn Lệ Phương, Đỗ Tử Khải lại nói ngược lại. Lợi là ủng hộ Chu Gia Sinh, còn hại thì ủng hộ Diệp Phàm. Đến bây giờ, 10 ủy viên chỉ còn lại Chiến Nhất Cương, trưởng ban võ trang kiêm tư lệnh quân khu chưa phát biểu. Mọi người đều nhìn thấy ông ta. Tôi cũng nói mấy câu, bất kể di rời hay không, tôi kiên quyết phục tùng quyết định của lãnh đạo cấp trên, cũng phục tùng quyết định của hội nghị ban bí thư địa ủy. Chỉ cần yêu cầu bộ đội chúng tôi sẽ lập tức tham gia xây dựng. Bộ đội là vì nhân dân. Chỉ cần việc có lợi cho dân, chúng tôi đều làm. Chiến Nhất Cương đúng là một quân nhân, nói lời dường như rất có sức mạnh, thực ra cũng chẳng có thực chất gì, không có tính khuynh hướng. Cả hội trường lập tức im lặng, Chu Gia Sinh uống một ngụm trà, Dư Quang Tả liếc nhìn Diệp Phàm. Ha ha, xem ra các đồng chí đều có cách nghĩ riêng của mình về việc di rời thủ phủ của địa khu. Có đồng chí đề nghị báo cáo rõ ràng lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Có đồng chí lại cho rằng việc di rời có lợi cũng có hại, cũng có đồng chí cho rằng di rời là lợi nhiều hơn hại. Tuy nhiên, tôi muốn biểu quyết một chút, có mấy đồng chí tán thành việc báo cáo rõ ràng lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thì giơ tay. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Tôi tán thành việc báo cáo cụ thể tình hình thực tế của chúng ta lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Chu Gia Sinh giơ tay đầu tiên. Tôi cũng tán thành ý kiến của Chủ tịch Chu. Lưu Nhất Đa nói. Tiếp theo là Ngọc Thanh Thanh, Triệu Nhất Thác cũng giơ tay. Chu Gia Sinh đưa mắt nhìn trưởng ban tổ chức Đỗ Tử Khải nói. Lão Đỗ, nếu không báo cáo thì e là khó khăn sau này chúng ta rất dễ bị động. Rõ ràng, Chu Gia Sinh đang ép Đỗ Tử Khải, còn Diệp Phàm cũng thầm cảm thấy dường như hai người này trước kia đã từng tiếp xúc với nhau. Bốp một tiếng đập trên bàn vang lên khiến cho vài đồng chí giật mình, tất cả đều ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Báo cáo cái gì? Di rời thủ phủ địa khu là việc trọng đại, đã được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh xem xét kỹ lưỡng. Thảo luận trên nhiều phương diện, hơn nữa đã quyết định trong hội nghị ban bí thư. Đã sớm báo cáo lên chính vụ viện, văn bản phê chuẩn sắp được đưa xuống. Các anh cho rằng văn bản được chính vụ viện phê chuẩn chỉ là để xem hay sao? Các anh cho rằng chúng ta báo cáo thì có thể làm thay đổi được quyết định trọng đại của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh hay sao? Còn muốn lấy danh nghĩa của ban bí thư địa ủy, đây là việc đẩy ban bí thư địa ủy vào bước bất nghĩa. Đây là việc chúng ta thầm chống lại quyết định của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Là biểu hiện đẩy việc cho lãnh đạo cấp trên khi gặp khó khăn. Không có tiền thì không làm được việc sao? Thế thì tỉnh ủy, ủy ban nhân dân thành phố gọi chúng ta đến địa khu Giang Hoa này làm gì? Văn bản phê chuẩn của chính vụ viện đưa xuống, chúng ta lại báo cáo với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Thế chẳng phải là không muốn di rời hay sao? Các anh nói xem, lẽ nào tỉnh ủy, ủy ban nhân dân thành phố lại phủ quyết quyết định của mình,
để cho lãnh đạo chính vụ viện đến đánh vào mặt mình hay sao? Diệp Phàm nói đến đây, hai mắt lạnh lùng đảo qua toàn thể mọi người, hừ. Nếu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh không thể phủ quyết định của mình thì chúng ta còn báo cáo làm gì nữa, thế chẳng phải là chúng ta khiêu khích tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh hay sao? Cánh tay của chúng ta có thể vươn tới đâu mà dám khiêu khích đối với quyền lực của tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh? Thật là nực cười, việc ngu ngốc lấy trứng chọi đá như thế mà các anh cũng muốn làm, rốt cuộc các anh muốn làm gì, không di rời, vậy thì hãy giơ tay lên để trực tiếp nói rõ là không đồng ý di rời. Tôi cũng sẽ báo cáo ý của các anh lên trên. Bốn đồng chí, các anh nói đi, có phải là không đồng ý di rời hay không? Bị Diệp Phàm nói cho một trận, cánh tay của Ngọc Thanh Thanh không biết đã buông xuống từ lúc nào. Chương 3096, tranh phong. Diệp Phàm nhìn thấy lập tức lại nắm bắt thời cơ, nói tiếp. Có thấy không, trưởng ban Ngọc đã nhận ra việc vừa rồi mình giơ tay là không hợp lý. Tuy nhiên, sai thì sửa cũng là đồng chí tốt. Việc này vẫn chưa báo cáo lên tỉnh ủy, cũng coi như là việc chưa xảy ra mà. Lời của Diệp Phàm vừa nói ra, mặt của Triệu Nhất Thác và Lưu Nhất Đa căng đỏ lên, hai người này cũng từ từ bỏ tay xuống. Chỉ còn lại Chu Gia Sinh vẫn giơ tay, tuy nhiên, sắc mặt đã có chút thay đổi. Trợ lý Diệp, chúng ta chỉ là báo cáo chỉ ra những khó khăn thực tế với tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh. Việc này, không phải là chống lại quyết định của tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh. Lại càng không phải là muốn thoái thác việc di rời. Hai điểm này phải phân biệt cho rõ, về quyết định của tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền địa ủy Giang Hoa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh. Nhưng, khó khăn thực tế chúng ta phải báo cáo cho lãnh đạo cấp trên biết. Nếu không, tự chúng ta không giải quyết được mà lại cứ ôm trong lòng, đối với việc di rời mà nói ngược lại sẽ là rất bất lợi. Ví dụ như hết tiền rồi mình vẫn muốn nắm lấy, đến lúc đó thì phải di rời thế nào? Nói suông thì chẳng có tác dụng gì cả, không có tiền khởi động cũng không thể tiến hành được, nói gì đến di rời. Chu Gia Sinh giơ tay mình lên như muốn thách thức Diệp Phàm. Đương nhiên trong lòng ông ta đang mắng chửi ba người Triệu Nhất Thác nhát gan. Vừa bị dọa cái là đã rụt đầu lại rồi. Nói suông, vừa rồi tôi đã nói rõ rồi. Việc này là việc trọng đại được tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Đã ra quyết định rồi, chúng ta phải chấp hành nghiêm chỉnh. Địa khu chúng ta thực sự nghèo tới mức tiền khởi động cũng không có rồi sao? Gọi cục trưởng tài chính tới đây hỏi xem, có phải là tài khoản đã hết rồi không? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Đương nhiên vẫn còn một chút tiền vốn quay vòng, chỉ là thiếu khoản tiền lớn. Chu Gia Sinh giật mình nói. Các đồng chí, làm một phép suy luận, chúng ta không có tiền, lẽ nào làm lại không làm sao? Nếu chúng ta làm không nổi, các anh nghĩ xem. Tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh sẽ làm thế nào? Diệp Phàm dịu đi hỏi. Có lẽ sẽ cho rằng bộ máy chúng ta đây chẳng ra gì. Đỗ Tử Khải nói. Nếu không ra gì thì sẽ làm như thế nào? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Thay người. Chiến Nhất Cương không nhịn được nói. Nhất thời, cả phòng họp yên lặng. Hai chữ thay người đúng là có liên quan đến lợi ích của mỗi vị ngồi ở đây. Đến lúc chọc tức tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh thì không chừng lại có một đợt thay máu trong ban lãnh đạo, chiếc mũ của mọi người sẽ đều bị lắc lư. Việc này tôi nghĩ còn phải tích cực hưởng ứng quyết định của cấp trên, không những chấp hành nghiêm túc mà còn phải chấp hành cao độ. Ví dụ như việc này đại cục đã định rồi, thì chúng ta phải nghĩ cách đi trước một bước. Gần đây đã có những bài học rồi, hiện tượng xây dựng, chiếm dụng bừa bãi rất nghiêm trọng ở huyện Lăng Hà. Nếu không ngăn chặn, đến lúc đó việc di rời khi vừa triển khai sẽ dẫn đến mối họa khôn lường. Vì thế bộ máy địa ủy phải tiến hành chặt chẽ. Trước tiên hãy ngăn luồng gió này lại mới được. Mâu Đồng Xuân nói. Đồng chí Đồng Xuân nói rất có lý. Tôi thấy phải lập tức thành lập một tổ công tác về việc di rời. Do tôi là tổ trưởng, đồng chí Gia Sinh là tổ phó thường trực, đồng chí Lệ Phương, đồng chí Đồng Xuân là tổ phó. Thành viên ngồi trong ban bí thư chúng ta đây đều phải tham gia. Mỗi đồng chí phụ trách một mảng, chia huyện Lăng Hà thành nhiều khu vực, phân công từng đồng chí phụ trách. Đồng chí nào công việc làm không được đến khi đó trách nhiệm đổ vào người đó, không làm được thì phải chịu xử phạt. Diệp Phàm nắm lấy thời cơ, gật đầu nói. Về vấn đề kinh phí cũng xác định là một vấn đề lớn, tuy nhiên, bây giờ chúng ta phải dựa vào cơ sở hiện có. Sau này có nhiều nhà đầu tư, đến lúc đó chúng ta sẽ tự biến mình thành ăn mày. Chỉ cần có ngửa tay ra có tiền thì chỗ cũng phải đi.
Tiền chúng ta muốn có được không phải là để nhét vào túi của mình, mà là vì nhân dân Giang Hoa. Còn sau khi phân chia từng khu vực thì xây dựng nào thì người chịu trách nhiệm nơi đó đến phụ trách. Ví dụ như trưởng ban Ngọc phụ trách xây dựng khu phía đông nam huyện Lăng Hà, phía đông nam còn có mấy khu của mấy ban, ngành khác nữa. Cô phải dẫn dắt mấy ban ngành đó nghĩ cách kiếm ra tiền, xây dựng cho được khu vực đó. Đồng chí nào có thể kiếm ra tiền, tiền đó sẽ được đầu tư vào khu vực người đó phụ trách. Đồng chí nào nếu không hành động, không kiếm ra được tiền, khu vực của anh không có tiền thì chẳng có cách nào khởi công được. Đến lúc đó, nếu những nơi khác xây dựng xong rồi còn anh thì vẫn đang chờ đợi. Thì Diệp Phàm tôi phải giơ đao lên. Đương nhiên quy hoạch tổng thể của thủ phủ thì phải thống nhất, kinh phí giao cho từng người nhưng về quy hoạch thì phải do tổ công tác đảm nhiệm. Không thể nói là anh kiếm được tiền rồi thì muốn làm thế nào thì làm, phải thông qua quy hoạch của ban quy hoạch thuộc tổ công tác, đồng ý thì mới được xây dựng. Nếu không chấp hành nghiêm quy hoạch của ban quy hoạch, nếu như mỗi nơi đều xây dựng tùy ý thì chẳng phải là lộn xộn hết cả sao. Còn tôi và đồng chí Gia Sinh phụ trách toàn diện, đồng chí Gia Sinh phụ trách công việc cụ thể, tôi phụ trách việc chủ tính chung. Đương nhiên tôi và đồng chí Gia Sinh cũng không thể đứng ngoài để xem được, việc xin vốn hai chúng tôi còn phải xin nhiều hơn các vị rất nhiều. Mọi người vốn sắc mặt đang tối đen lại câu nói sau cùng của Diệp Phàm mới khiến cho mọi người thở dài nhẹ nhõm. Trợ lý Diệp, tôi làm công tác tổ chức, mà bên tổ chức thì lấy đâu ra tiền? Chúng ta lại không phải đơn vị kinh doanh sản xuất. Việc này, nếu phải phụ trách một khu vực, trên thực tế khó khăn tồn tại quá nhiều. Sắc mặt Đỗ Tử Khải tương đối khó nhìn. Làm không nổi có phải không nào? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Đỗ Tử Khải hỏi. Việc này, việc xây dựng này không phải là công việc chuyên môn của tôi. Không phải là không làm được mà là không có cách nào để hoàn thành nhiệm vụ này. Sắc mặt Đỗ Tử Khải đỏ lên. Được, nếu anh không hoàn thành được thì anh có thể nói với lãnh đạo tỉnh mà. Nếu lãnh đạo cấp trên thông cảm, đồng ý cho anh không cần phải hoàn thành nhiệm vụ này thì Diệp Phàm tôi cũng chẳng có gì phải nói có phải không nào. Lời nói của Diệp Phàm khiến cho Đỗ Tử Khải thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu. Tôi làm. Đỗ Tử Khải nghiến răng nói ra hai chữ. Còn có đồng chí nào không làm được không? Nếu không làm được bây giờ hãy nói ra. Vừa khéo tôi muốn lên tỉnh báo cáo công việc thì sẽ báo cáo luôn. Diệp Phàm lạnh lùng đảo mắt qua tất cả mọi người, lúc này chẳng còn ai dám làm rùa rụt đầu nữa, thế chẳng phải là tự tìm phiền toái hay sao? Bí thư Diệp, năng lực có cao có thấp, có thể phân công phụ trách khu vực theo danh sách trong đảng được không? Hơn nữa, công việc của phân quân khu chúng tôi đều nằm trong hệ thống quân đội. Là hai cấp lãnh đạo, đương nhiên tôi cũng là một trong những ủy viên của địa ủy. Là một ủy viên địa ủy, một nửa công việc của chúng tôi là ở địa ủy. Vì thế, tôi được sắp xếp phụ trách một nửa công việc. Chiến Nhất Cương nói, người này bây giờ đã tìm được một chủ đề để nói. Đồng chí Nhất Cương, chẳng lẽ đồng chí không biết, phân quân khu địa phương là phục vụ địa phương? Ví dụ như quân phân khu Giang Hoa mà nói, phụ trách chủ yếu là công tác xây dựng dân phòng, binh dịch và dự bị động viên. Còn đường biên giới của huyện Điền Nam chúng ta tương đối dài, vì thế các anh còn phải đảm nhiệm việc phòng thủ biên giới. Không thể nói là hai cấp lãnh đạo thì các anh chỉ làm một nửa. Thực tế công việc chủ yếu của các anh vẫn phải là ở địa phương. Đương nhiên, ý kiến phân công phụ trách khu vực theo sự sắp xếp của đảng có thể thảo luận. Diệp Phàm nói, ha ha ha, Tư lệnh Chiến, ý kiến của anh rất hay. Dựa trên sự sắp xếp trong đảng, anh là được xếp sau cùng. Khu vực phụ trách đương nhiên cũng phải là nhỏ nhất, tuy nhiên, trước trong một số công việc, tôi thấy giọng nói của anh trong đảng dường như cũng không bé hơn chúng tôi mà. Tôn Lệ Phương châm biếm cười nói, giống như đang cười nhạo. Đúng đấy, việc này có thể phân công theo sắp xếp trong đảng sao? Chúng ta ngồi ở đây, ngoài trợ lý Diệp và chủ tịch địa khu Chu gia, những đồng chí còn lại đều là cấp phó phòng mà. Hơn nữa, cũng đều là ủy viên địa ủy Giang Hoa. Mà khi đang quyết định chuyện gì lớn, mỗi đồng chí ủy viên đều là một phiếu quan trọng. Khi bỏ phiếu thì chẳng có phân biệt theo sự sắp xếp trong đảng nào cả. Một phiếu là một phiếu, không thể nói phiếu của đồng chí nào nặng, nhẹ hơn đồng chí nào. Dù là trợ lý Diệp là cấp tham mưu phó bộ, chủ tịch Chu là cấp cục. Khi bỏ phiếu trong đảng chẳng phải đều chỉ có thể là một phiếu chứ không thể nói là cấp bậc cao thấp. Vì thế, phiếu nào cũng như nhau. Làm sao lại nói phân công công việc theo sự sắp xếp trong đảng được? Triệu Nhất Thác nói. Ha ha, Chiến Nhất Cương tôi bình thường chẳng mấy khi nói.
Ngay cả khi hội họp cũng rất ít nói, tuy tôi là ủy viên địa ủy. Nhưng theo quy định của chúng ta, chức ủy viên này của tôi là không can thiệp vào nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Còn nói giọng nói của Chiến Nhất Cương tôi to thì chỉ có thể nói là do trời sinh như thế, có khi giọng nói to một chút cũng là vì nhiệm vụ trong quân khu. Xây dựng quân khu tốt cũng là vì bảo đảm sự bình an của địa phương mà. Chiến Nhất Cương cũng thật khôn ngoan, lập tức phản kích. Ha ha ha, việc này chẳng có liên quan gì đến đảng. Nếu phải phân công dựa theo cái gì đó thì bí thư chính pháp tôi chẳng phải cũng phải nói như vậy sao? Hệ thống công an cũng là hai cấp lãnh đạo mà, một nửa trên tỉnh, một nửa ở các cấp địa phương. Chẳng phải khu vực tôi được phân công chỉ bằng một nửa so với những đồng chí khác là đủ rồi sao? Triệu Nhất Thác châm biếm nói. Trợ lý Diệp, nếu theo cách nói này, anh nói thế này, anh nói thế kia, thế thì điều kiện phân chia quá nhiều. Đến khi đó khiến cho vấn đề càng nhiều hơn, nếu quyền lực của ủy viên địa ủy là quyết định đại sự của địa ủy. Mà khi quyết định đại sự của địa ủy thì hãy nhìn vào quyền bỏ phiếu. Sự quan trọng của quyền bỏ phiếu là như nhau, còn phân công khu vực đương nhiên cũng phải phân công như nhau có phải không nào? Tôn Lệ Phương nói. Đồng chí Nhất Cương, nếu ý kiến của các đồng chí không giống nhau, việc này không cần nói nữa, tôi tin đồng chí Nhất Cương cũng sẽ không để ý việc này nữa. Đến khi đó, không chừng khu vực của anh ấy quản lý xây dựng lại nhanh hơn, tốt hơn. Diệp Phàm nói. Trợ lý Diệp yên tâm, Chiến Nhất Cương tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của thành ủy giao cho. Chiến Nhất Cương vẻ mặt trầm xuống hừ nói. Mọi người đều phê bình, đả kích khiến ông ta không chịu được. Đêm đã rất khuya. Nhà tưởng niệm Bạch Ứng Đông vẫn đang sáng đèn, một người đang quỳ trước một bức tượng ở trung tâm nhà tưởng niệm. Bố, di nguyện của bố bây giờ đang gặp phải sự trở ngại rất lớn. Tuy nhiên, xin bố hãy yên tâm, Vạn Thăng nhất định sẽ thực hiện. Ai cũng không thể ngăn cản được, hôm nay Vạn Thăng sẽ nhổ cây kim này đi. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Điền Nam Bạch Vạn Thăng mặc bộ đồ tôn trung sơn màu đen, quần đen, vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Vạn Thăng sau khi dập lại ba cái mới đứng lên đi về phía sau viện. Chương 3097, lĩnh giáo đến Thái tử đảng. Đứng ngoài cổng là bốn đồng chí Chu Gia Sinh, Lưu Nhất Đa, Ngọc Thanh Thanh và Triệu Nhất Thác. Ngồi đi. Sau khi Bạch Vạn Thăng ngồi xuống cũng mời bốn người Chu Gia Sinh ngồi. Đích thân giám đốc nhà tưởng niệm Bạch Đông Lưu đứng bên cạnh pha trà cho năm người. Tuy nhiên, Bạch Vạn Thăng cầm chén trà lên một mình uống. Bốn người Chu Gia Sinh vẫn đứng không dám ngồi. Trưởng ban Bạch, chúng tôi chưa làm xong công việc, anh hãy phê bình chúng tôi đi. Chu Gia Sinh ngập ngừng hồi lâu rồi mới dám nói. Trưởng ban Bạch, anh hãy mắng chúng tôi đi. Triệu Nhất Thác cung tối mặt lại nói. Ngọc Thanh Thanh và Lưu Nhất Đa cũng vội vàng nói theo. Bốn người đều là người cũ, cuộc họp thường vụ đảng ủy đầu tiên lại để cho một hậu sinh mới đến thiếu chút nữa đánh ngã tất cả. Mấy năm làm quan của các người vô ích rồi, lẽ nào các người là một lũ vô dụng? Bạch Vạn Thăng vẻ mặt nặng nề. Trưởng ban Bạch phê bình rất đúng, bọn tôi đã quá khinh địch. Chu Gia Sinh nói. Không sai, chúng tôi đã quá khinh địch, chúng tôi đã nghe ngóng rồi, cảm thấy một tên miệng còn hôi sữa có thể làm được cái gì. Có lẽ hai tỉnh Điền Nam, Thiên Vân chiều chuộng hắn như thế, đơn giản là người này có chỗ dựa ở kinh lý rồi. Một thái tử đảng mạ vàng xuống dưới thì có gì phải lo lắng. Hơn nữa, Giang Hoa là địa bàn của chúng tôi, hắn chẳng là cái gì cả. Triệu Nhất Thác đỏ mặt nói. Bây giờ đã lĩnh giáo được sự lợi hại của thái tử đảng rồi sao? Bạch Vạn Thăng hừ lạnh lùng, bốp một tiếng đập chén trà lên bàn. Lĩnh giáo được rồi, tuy nhiên, lần sau hắn sẽ không có cơ hội nữa. Chu Gia Sinh nói trước, ba người còn lại cũng gật đầu. Còn muốn lần sau, lần này các người bị ép như thế, đầu tiên đã bị thua về ưu thế so với người ta rồi. Bạch Vạn Thăng nói đến đây giơ ngón tay gõ gõ xuống bàn. Bốn đồng chí, người ta vừa đến. Bốn người các người là người cũ ở Giang Hoa. Một đồng chí mới đến, hơn nữa còn xuất thân từ xí nghiệp nhà nước. Hắn có thể làm được gì nào? Hắn có căn cơ ở Giang Hoa. Trong 10 ủy viên địa ủy hắn quen mấy người. Các người khen ngợi ngược, lợi hại lắm đấy. Bốn người cũ lại bị một người mới đến toan tính, còn để người ta ép cho đến mức thiếu chút nữa còn không ngẩng đầu lên được. Đây không phải là khinh địch, không phải là thất bại nhỏ mà là thất bại rất lớn. Có biết không, thất bại rất lớn. Đáng tiếc người của chúng tôi còn hơi ít một chút, nếu có thêm hai đồng chí nữa đứng về phía chúng tôi thì hôm nay kết cục hoàn toàn không phải như thế.
Chu Gia Sinh thở dài, cúi đầu không dám ngẩng lên. Người quá ít, có phải là Bảo Bạch Vạn Thăng tôi đề nghị với tỉnh ủy cử thêm cho các người hai người nữa? Rõ ràng là đảo lộn toàn bộ địa ủy Giang Hoa lên, thay bằng tất cả người của chúng ta. Các người thực sự cho rằng Bạch Vạn Thắng tôi là bí thư tỉnh ủy hay sao? Ngay cả bí thư tỉnh ủy Trần cũng chẳng có cách nào để hoàn thành nhiệm vụ này, càng không nói đến Bạch Vạn Thắng tôi. Huống chi như tình hình của các người bây giờ, kể cả có cho thêm hai người thì cũng chẳng được việc gì. Người ta vừa mới đến đã có thể áp đảo các người, bốn người các người còn không đấu lại được một. Cái miệng của bốn người đâu mất rồi? Bạch Vạn Thắng quát lên. Bộ trưởng Bạch, chúng tôi biết lỗi rồi. Sai lớn lắm, chúng tôi sẽ sửa chữa. Chu Gia Sinh nói. Biết sai rồi, biết sai ở chỗ nào sao? Bạch Vạn Thăng hừ nói. Cục diện bên phía tỉnh ủy Bạch Vạn Thăng tôi không thể nào nắm được, trên đã có quyết định xuống rồi. Nhưng đồng chí ở dưới các người phải nỗ lực, một khi di rời sẽ xảy ra rất nhiều tình hình, cũng sẽ khiến cho tỉnh ủy nhìn thấy được những vấn đề tồn tại của việc di rời. Khi di rời không được thế chẳng phải lại có thể điều chỉnh trở lại sao? Khi đã đình chỉ việc di rời, như thế ngược lại sẽ dùng khoản tiền vốn để dùng vào việc di rời đầu tư vào việc xây dựng thành phố Giang Hoa. Tỉnh ủy đã dự tính chi ra 3 năm 3 tỷ, hôm nay đầu tư giai đoạn đầu là 1,5 tỷ, nếu không di rời được thì ít cũng phải để lại cho Giang Hoa các người 1 tỷ. 1 tỷ đấy có thể làm được biết bao nhiêu việc lớn. Ba người Chiến Nhất Cương, Tôn Lệ Phương, Đỗ Tử Khải lúc này vẫn đang đứng nhìn, bọn họ còn dễ giải quyết một chút. Còn biểu hiện của hai người Mâu Đồng Xuân và Khương Nguyệt rất khó đoán. Lúc này Diệp Phàm mới xuống được một ngày, hai người bọn họ đã lập tức đứng về phía Diệp Phàm, đúng là không có khí tiết. Mâu Đồng Xuân còn dễ nói một chút, trước kia mọi người không coi trọng hắn ta. Nhưng Khương Nguyệt thì sao, căn bản chính là một người ba phải. Lãnh đạo cũ vừa đi, có lẽ chiếc ghế vẫn còn hơi ấm, cô ta đã lập tức đổi chủ. Người đàn bà này tôi thấy phải dạy cho một bài học. Triệu Nhất Thác giận dữ nói. Bây giờ anh đã thấy kết quả rồi hả? Bạch Vạn Thăng trợn mắt nhìn Chu Gia Sinh. Ôi, trước kia có chút ân oán với hắn ta. Bộ trưởng Bạch anh bảo tôi hãy thoải mái một chút đừng suốt ngày nghĩ đến. Nhưng khúc mắc trong lòng tôi không thể giải tỏa được. Mất đi cơ hội trói buộc hắn ta. Nếu lúc đầu có thể trói buộc được hắn ta thì cục diện bây giờ đã khác hoàn toàn. Hôm nay nếu là 5 người chúng tôi hợp lại, còn bên phía Diệp Phàm chỉ nhiều hơn Khương Nguyệt. Chu Gia Sinh nghiến răng. Mâu Đồng Xuân khi mới lên nhậm chức, trong khi họp vô ý lại cường điệu nhắc đi nhắc lại ba chữ qua thứ nhi. Mà hắn không biết, Chu Gia Sinh trước kia khi còn ở dưới huyện bị người ta ngầm đặt cho cái tên qua thứ nhi. Mâu Đồng Xuân cứ nhắc đi nhắc lại ba chữ này trong cuộc họp, phê bình một số đồng chí chính là qua thứ nhi, nếu là qua thứ nhi thì phải gay gắt chỉ ra. Lời này nói ra, tất cả các đồng chí phía dưới đương nhiên sẽ cười thầm. Việc này khi đó Mâu Đồng Xuân chẳng hay biết gì. Tuy nhiên, tự nhiên là đưa cả Chu Gia Sinh vào trong đó. Chu Gia Sinh cho rằng đây là do Mâu Đồng Xuân cố ý chơi xấu mình, đó là rất bất kính đối với mình. Là công kích con người Chu Gia Sinh tôi, bởi vì, Chu Gia Sinh sợ nhất người ta nhắc đến ba chữ qua thứ nhi. Vì thế mà ân oán này đã được kết lại. Bây giờ nói những thứ này thì có tác dụng gì, nhìn thư thế của Mâu Đồng Xuân vươn ra như cành ô liu về phía Diệp Phàm. Là Diệp Phàm khi đang cần sự ủng hộ trong các ủy viên. Đương nhiên Mâu Đồng Xuân có ý như thế thì hai người họ sẽ phối hợp ăn ý với nhau. Mâu Đồng Xuân nghiêng về phía Diệp Phàm thì đã có kết cục, đồng chí này sẽ không cần phải suy nghĩ. Bạch Vạn Thăng khoát tay. Nói về Khương Nguyệt, là trưởng ban thư ký địa ủy. Từ chức vụ của cô ta mà nói, có lẽ cũng chẳng còn cách nào. Cô ta không ủng hộ Diệp Phàm thì sẽ có nguy cơ bị trừ bỏ. Cô ta không còn lựa chọn nào khác, còn Đỗ Tử Khải, người này có thể làm công việc của anh ta. Nói về Tôn Lệ Phương thì bằng cấp của người này tương đối cao. Có lẽ muốn thuyết phục cô ta thì cũng có khó khăn. Tuy nhiên, nếu Diệp Phàm muốn kéo Tôn Lệ Phương về có lẽ cũng không thể. Người đàn bà này đừng thấy cô ta là phụ nữ mà coi thường, phía sau cô ta không đơn giản đâu. Bạch Vạn Thăng nói đến đây thì lạnh lùng hừ một tiếng. Bộ trưởng Bạch. Đỗ Tử Khải là thủ hạ của anh. Người này hôm nay biểu hiện quá kém, có phải là phải dạy dỗ một chút không? Triệu Nhất Thác nói. Dạy dỗ anh ta thì đơn giản, để xem biểu hiện sau này của anh ta đã. Bạch Vạn Thăng hừ một tiếng. Tuy nhiên, bây giờ ván đã đóng thuyền, các người muốn lật đổ cũng không dễ.
chỉ có thể ra tay từ một phương diện nào khác. Các người phải thay đổi tư duy, không nhất định cứ phải nhắm vào hội nghị đảng ủy có phải không nào. Việc di rời này, quyền chủ động vẫn là trong tầm khống chế của các người. Diệp Phàm chỉ ở đứng trên đài nhảy nhót, xúi dục, những đồng chí bên dưới không làm theo thì hắn cũng vô dụng. Tuy nhiên, không thể cứng rắn được, bởi vì đây là việc mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, vì thế chỉ có thể khéo léo, phải không để cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh phát hiện ra mới được. Thực tế trong quá trình di rời khó khăn tồn tại rất lớn, chúng ta sẽ linh hoạt tạo ra một số việc. Một khi việc di rời rơi vào giai đoạn đình trệ thì đã làm tốt rồi. Hơn nữa, Diệp Phàm thân kiêm mấy chức vụ, chủ yếu hắn tập trung vào tập đoàn Hoành Không chứ không phải là địa khu Giang Hoa chúng ta. Vì thế, hắn nhất định không có nhiều thời gian ở Giang Hoa. Chỉ cần người ở bên này không nhiều, hắn lập tức sẽ bị che mắt. Chu Gia Sinh nói, kéo dài đi, kéo dài cũng có thể giết chết hắn. Chẳng phải hắn muốn nhanh chóng di rời sao, chúng ta thì kéo dài. Việc này rất dễ làm. Triệu Nhất Thác nói. Ý kiến này của Nhất Thác không tồi. Tuy nhiên, kéo dài cũng phải kéo cho khéo, kéo để người ta không có gì để nói mà cũng không có cách nào để nói các người mới được. Đây chính là vận dụng thủ đoạn. Tranh đấu thì có tác dụng gì, phải dùng đến trí tuệ. Đấu tranh có trí tuệ cao minh hơn rất nhiều so với trực tiếp dùng tay chân. Hơn nữa, sự tổn hại mà nó gây ra lại lớn. Bạch Vạn Thăng khẽ gật đầu. Mà 5 giờ trước lúc ăn tối, một chiếc xe quân sự rất to chạy vào phân khu Giang Hoa. Trương Cường chui ra từ chiếc xe đó, quân hàm trên vai hắn là thiếu tướng, rất oai vệ. Tư lệnh chiến Nhất Cương ra nghênh đón cười ha hả nói. Trương tướng quân trên đường dẫn quân đi qua Giang Hoa chúng ta nhất định sẽ đến chỗ tôi, đúng là rồng đến nhà tôm rồi. Mấy ngày trước tướng quân bận, chiến mỗ không dám quấy rầy. Hôm nay vừa khéo gặp được tướng quân rảnh rỗi trong thời gian đưa quân đi huấn luyện dã ngoại. Thật khéo. Nói gì thế, có bữa tối miễn phí mà Trương Cường tôi không đến thì chẳng phải là tên ngốc sao. Hơn nữa, tôi tin là bữa tối này tư lệnh chiến nhất định có thứ đặc biệt trên bàn. Trương Cường cười ha hả nhiệt tình bắt tay chiến Nhất Cương. Tuy nhiên, Trương Cường có chút nghi ngờ, trong lòng thầm nói lẽ nào chiến Nhất Cương đã đánh hơi được điều gì. Nếu không đâu phải long trọng như thế. Bởi vì, bộ chỉ huy phân khu Giang Hoa đều xếp hàng nghênh đón Trương Cường. Tuy Trương Cường là thiếu tướng, sư đoàn trưởng sư đoàn ma bộ, nhưng cũng chẳng hề quản lý một chút nào ở khu vực của tư lệnh chiến Nhất Cương. Mấy người ra nghênh đón một chút là đã không tồi rồi. Chiến Nhất Cương lại bày ra cứ như là đón thủ trưởng quân khu, tự nhiên khiến Trương Cường trong lòng rất nghi ngờ. Hai bên sau khi hàn huyên đội ngũ nghênh đón giải tán. Còn Trương Cường được tư lệnh chiến tiếp đón nhiệt tình trong phòng riêng của nhà khách quân khu. Vừa nhìn thấy hương thơm nghi ngút bốc lên từ bàn ăn, Trương Cường cười nói. Quả nhiên có đồ ngon mà, tư lệnh chiến ở đâu ra thế? Hôm qua đi săn được, không tốt lắm, bây giờ đã lâu không luyện, đã để chạy mất 2 con gà rừng. Cuối cùng chỉ săn được 2 con thỏ, ngoài ra còn có 1 con lợn rừng nhỏ. Tư lệnh chiến cười nói, đích thân đứng dậy gắp cho Trương Cường một bát đầy thịt thỏ. Vừa nói chuyện vừa uống, Trương Cường vừa uống canh vừa nghĩ cách dẫn dắt đề tài để truyền đạt việc mà Diệp Phàm đã dặn dò. Lúc này, lại phát hiện chiến Nhất Cương quay đầu hướng ánh mắt về phía phó tư lệnh Dương Hữu Toàn. Trong lòng Trương Cường giật mình nói, liệu có phải là có việc gì? Dương Hữu Toàn thầm hiểu được, đột nhiên thở dài. Chương 3098, vừa hợp ý. Sao anh lại thở dài thế Hữu Toàn? Tối nay sư trưởng Trương đến thì chúng ta phải vui vẻ mới phải. Nếu không sư trưởng Trương lại cho rằng chúng ta nhỏ nhen, một bữa cơm cũng thở dài có phải thế không nào? Chiến Nhất Cương vừa cười vừa nói. Đúng vậy lão Dương, kinh phí của phân khu dù có khó khăn vẫn có khả năng trả cho một bữa cơm. Hơn nữa tướng quân Trương là khách từ xa tới, chúng ta dù có bỏ tiền túi ra cũng phải vui vẻ. Một thượng tá ngồi bên cạnh cười nói. Trương Cường cười trong lòng, biết là mấy người này đang đóng kịch. Tuy nhiên, vì sao Trương Cường cũng không rõ. Cũng giả vờ chờ bọn họ nêu ra vấn đề. Hai, lão Lý, không lo lắng cũng không được. Anh quản lý huấn luyện quân, còn tôi lại quản lý hậu cần. Không có tiền, khó làm lắm. Họa đều là di tiền. Dương Hữu Toàn vẻ mặt khổ sở. Có phải là gặp phải khó khăn không? Trương Cường vội vàng nói, thầm nghĩ trong lòng vừa khéo, cơ hội của ta đến rồi. Không phải là khó khăn nhỏ, là tôi đang lo lắng thay cho tư lệnh chiến thôi. Dương Hữu Toàn vẫn tỏ vẻ. Lão Dương,
đang vui vẻ trên bàn rượu, đừng nhắc đến những chuyện không vui. Tư lệnh Chiến nhíu mày, tỏ vẻ có chút bất mãn. Tư lệnh Chiến, hôm nay tướng quân Trương đến đây. Sư đoàn ma bộ là con cưng của quân khu thiên phủ chúng ta. Kinh phí mỗi năm quân khu rót xuống tương đương với 3 sư đoàn cộng lại. Việc này tâm sự với sư trưởng Trương thì có gì mà không thể. Không chừng sư trưởng Trương vui vẻ, khi gặp thị trưởng quân khu lại nêu vấn đề, đến lúc đó 10, 20 triệu cũng không thành vấn đề có phải thế không nào. Phó tư lệnh Dương nói. Tôi đâu có như thế, ngay cả sư đoàn ma bộ chúng tôi cũng khó khăn về kinh phí. Gần đây lại thêm khá nhiều khí tài huấn luyện. Trương Cường cố ý nói, tuy nhiên, sau đó lại hỏi. Tuy nhiên, rốt cuộc các anh gặp đã phải phiền phức gì? Việc này nếu thực sự là vấn đề kinh phí, hoàn toàn có thể xin chính quyền địa phương một ít mà. Tuy là việc xin xỏ hơi ngại, nhưng cũng còn tốt hơn nhiều khổ sở. Ôi, lần này tư lệnh Chiến gặp phải phiền phức lớn rồi. Không phải là việc chỉ 10, 20 triệu là có thể giải quyết được. Tư lệnh Dương thở dài. Rốt cuộc là chuyện gì thế hả? Chúng ta đều là quân nhân, cứ che che đậy đậy như đàn bà làm gì? Trương Cường cố ý nghiệm mặt. Chuyện là như thế này, sáng nay mới mở hội nghị đảng ủy viên địa ủy, tư lệnh Chiến được sắp xếp. Dương Hữu Toàn đem chuyện hồi sáng kể một lượt. Việc này tương đối phức tạp, tư lệnh Chiến phụ trách xây dựng một khu vực di rời trước kia. Nếu theo các anh tính ra bây giờ có 10 ủy viên. Đúng vậy, còn trừ đi bí thư Diệp và chủ tịch Chu thì chỉ còn lại 8 ủy viên. Chia huyện Lăng Hà thành 8 khu vực, mỗi khu vực xây dựng bình quân phải 4-500 triệu mới làm được. Nếu không may được phân khu vực mà có nhiều hạng mục của các ban, ngành phải xây dựng thì có khi phải 6-700 triệu. Cứ tính tổng là 500 triệu đi, trừ đi một nửa tỉnh cấp, địa khu cũng cấp một ít. Có lẽ tư lệnh Chiến vẫn phải chạy được hơn 1 tỷ nữa. Chúng ta là quân nhân, là hệ thống quân đội. Chạy được tiền chỉ có thể xin cấp trên, nếu cấp trên thực sự đồng tình cấp cho 10 đến 20 triệu là hết cỡ. Cần 100 triệu, nếu nói là công trình quân sự hoặc là dùng cho quân đội thì cấp trên còn có thể xem xét, tuy nhiên khó khăn cũng rất lớn. Nhưng việc sử dụng của các anh lại không phải cho quân đội mà là dân sự. Chắc chắn là không thể được. Trương Cường nói. Đúng là thế, tôi là ước tính, xin lãnh đạo bộ chỉ huy tỉnh, lãnh đạo quân khu, rồi ép xuống bộ chỉ huy quân sự các huyện, nhiều nhất có thể gom chưa được 30 triệu. 1 tỷ, căn bản là không thể được, Chiến Nhất Cương tôi tuy phía dưới có lính, nhưng cũng không thể đi cướp ngân hàng. Mẹ kiếp, mang tiếng là ủy viên địa ủy, chẳng được cái gì, việc phiền phức cứ đẩy ra. Việc xây dựng thị chính là của cơ quan địa ủy, làm sao lại có thể phân chia lên đầu Chiến Nhất Cương tôi được. Phân công một chút thì còn được, dù sao tôi cũng mang danh là ủy viên. Sao quá nhiều như thế? Chiến Nhất Cương cuối cùng đã mở lời, gã nhíu mày, tỏ vẻ rất là đáng thương. Đúng vậy, tôi thấy địa ủy Giang Hoa làm như vậy không đúng. Yêu cầu chúng tôi làm những việc vừa sức thì không sao. Đằng này lại bảo chúng tôi đi kiếm tiền, việc này có phải là quá đáng không? Chúng ta là quân nhân cũng không phải là bộ đội ăn mày. Việc này... Hay là tư lệnh Chiến phản ánh lên các thủ trưởng quân khu tỉnh một chút. Không thể cứ làm như thế có phải không nào? Dương Hữu Toàn tỏ vẻ tức giận. Việc này không phải nhắc nữa, ở hội nghị đảng ủy bọn họ ép tôi, Chiến Nhất Cương cũng là cha sinh mẹ đẻ, bọn họ có thể làm thì ta cũng có thể làm được. Dù có lăn lộn cũng phải kiếm được tiền. Hơn nữa, tôi thấy có vài đồng chí ủy viên dường như cũng chẳng tốt hơn tôi mà. Chiến Nhất Cương hùng hổ. Đó là đương nhiên. Ví dụ Đỗ Tử Khải của ban tổ chức, Ngọc Thanh Thanh của ban tuyên giáo cũng không dễ gom tiền. Ban tổ chức càng khó khăn, còn ban tuyên giáo càng không cần phải nói. So với bọn họ, dường như việc gom tiền của phân khu còn dễ hơn một chút. Dương Hữu Toàn nói. Tuy nhiên, tư lệnh Chiến cũng phải sớm có công tác chuẩn bị. Nếu chúng ta muốn đứng lên thì không thể để người khác nhìn vào cười nhạo được. Vì thế phải nhanh chóng mở hội nghị ban chỉ huy phân khu. Tất cả mọi thành viên của ban chỉ huy phải cố gắng, tất cả đều phải gom được một ít. Tuy nhiên sư trưởng Trương đã đến đây rồi, cơ hội gặp thủ trưởng quân khu của anh ấy nhiều. Việc này, hay là nhờ sư trưởng Trương khi nào gặp thủ trưởng thì nói với cấp trên về những khó khăn thực tế của chúng ta trước. Việc này không tiện lắm. Chiến Nhất Cương ra vẻ khách khí. Mẹ kiếp, người vừa muốn làm kỹ nữ lại vừa muốn lập miếu thờ. Trương Cường thầm chửi một câu, cố ý do dự một chút, nói. Việc này khi tôi gặp thủ trưởng quân khu có thể đề cập đến một chút, tuy nhiên,
tám phần là lãnh đạo không quản đâu. Quản hay không thì cứ nói cũng tốt rồi, hơn nữa, sư trưởng Trương nói thì hơn phân khu chúng tôi rất nhiều. Dương Hữu Toàn đã bám lấy Trương Cường. Trương Cường cũng đã hiểu, mục đích Chiến Nhất Cương mời mình đến có lẽ là đây. Cũng có thể giải thích tại sao vừa rồi lại bày ra nghi lễ đón tiếp thủ trưởng để đón mình. Đơn giản chẳng phải là muốn mình giúp hắn ta. Tuy nhiên, Trương Cường cũng cười thầm, bởi vì, cũng vừa khéo Diệp Phàm đã dặn dò anh ta khi tiếp xúc với Chiến Nhất Cương. Kéo người này vào hội của Diệp Phàm, đến lúc đó trên hội nghị đảng ủy đã lại có thêm một phiếu nữa. Đúng rồi, làm sao tôi lại quên mất ông ta cơ chứ? Đúng lúc này Trương Cường đột nhiên vỗ đùi nói. Quên ai thế? Chiến Nhất Cương cuối cùng đã ngồi không yên, vội vàng hỏi. Ha ha ha, Tư lệnh Chiến, anh đúng là, đúng là. Trương Cường chỉ Chiến Nhất Cương cười. Chiến Nhất Cương cũng gượng cười nói. Sư trưởng Trương nói thế là sao, anh làm tôi thấy mơ hồ quá. Sư trưởng Trương nói đi. Đúng vậy, chính là ông ta. Tư lệnh Chiến, anh đúng là ôm núi vàng mà không biết. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trương Cường cười nói. Sư trưởng Trương, núi vàng này ở đâu thế? Tôi chỉ phát hiện được một cái bát vỡ chứ lấy đâu ra núi vàng. Nếu có núi vàng thì Chiến Nhất Cương tôi sao phải khổ như thế này? Chiến Nhất Cương cười khổ sở. Ông chủ Diệp của địa ủy các anh đấy. Trương Cường cười nói. Nói hắn thì có tác dụng gì, việc phân chia này chính là do hắn làm. Có lẽ bây giờ tất cả các đồng chí ủy viên cũng đang thầm oán trách ông chủ Diệp của chúng ta đấy. Làm sao hắn lại có thể đưa tiền cho tôi? Hơn nữa, ở hội nghị địa ủy hắn cũng đã ba hoa rồi. Nói tiền kiếm được còn phải nhiều hơn chúng tôi. Hắn thì dễ dàng rồi, tập đoàn Hoành Không bây giờ có tiền, ủng hộ trực tiếp 100-200 triệu là chuyện nhỏ. Khổ là những tiểu lâu la chúng tôi đây này. Chiến Nhất Cương không vui vẻ hừ nói. Anh xem, Tư lệnh Trương, tôi có bảo anh trực tiếp đi hỏi mượn tiền của ông chủ Diệp đâu. Trương Cường cười nói. Không mượn tiền thì mượn cái gì, thứ khác lấy thì có tác dụng gì? Chiến Nhất Cương hỏi. Đương nhiên có tác dụng, mượn tay của anh ta đi vay tiền. Cũng không thể nói là mượn tay, nên nói là nhờ quan hệ. Trương Cường nói. Mượn tay, mượn thế nào, xin sư trưởng Trương chỉ rõ cho. Đến khi việc này thực sự thành Chiến Nhất Cương tôi sẽ mời liền sư trưởng Trương nửa tháng. Chiến Nhất Cương lên tinh thần, nhìn Trương Cường như nhìn hoa cô nương. Ha ha, đừng nhìn tôi như thế, tôi buồn nôn đấy. Trương Cường cười, uống một miếng súp cuối cùng xong. Nào, 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 lấy đầu vào. Súp gà rừng này rất bổ, sư trưởng Trương uống nhiều một chút cho bổ thận. Chiến Nhất Cương đứng dậy múc thêm cho Trương Cường súp và thịt gà. Có lẽ các anh không biết quan hệ của ông chủ Diệp, tuy nhiên, Tư lệnh Chiến, quan hệ của anh ta tôi cũng không thể nói lung tung được. Tuy nhiên, anh đi tìm anh ta, bảo đảm có tác dụng. Trương Cường thừa cơ nói. Mối quan hệ này cũng là có liên quan đến quân đội có phải thế không? Chiến Nhất Cương vừa liền rất vui mừng. Đó là đương nhiên, anh chỉ có thể xin tiền từ quân đội. Nếu là mối quan hệ khác, người ta cũng phải dùng mà. Tuy nhiên, mối quan hệ trong quân đội chỉ có thể có tác dụng trong quân đội, sử dụng ở những chỗ khác cũng không có tác dụng. Tiện cho anh còn gì? Trương Cường nói. Có thể tiết lộ trước một chút được không? Chỉ một chút thôi, cũng tốt cho tôi có chút yên tâm. Tư lệnh Chiến không đợi được. Việc này, Trương Cường cố ý liếc mắt lên bàn, những đồng chí khác nghe xong thì cũng ngầm hiểu. Lập tức từng đồng chí mượn cớ người thì nói có việc, người thì về nhà, người thì đau bụng đi lấy thuốc, vì thế chỉ một thoáng 10 đồng chí ở bàn chỉ còn lại Trương Cường và Chiến Nhất Cương. Phó Bộ trưởng Kiều Hoành Sơn. Trương Cường liền nói ra mấy chữ. Cảm ơn Sư trưởng Trương, chén này tôi kính anh, nhất định phải uống. Chiến Nhất Cương không hỏi gì nhiều nữa, đứng lên rót hai chén rượu đầy, nâng một chén cho Trương Cường. Ha ha ha, không cần nói câu đó đâu. Trương Cường vỗ vai Chiến Nhất Cương, đỡ lấy chén rượu, hai người cũng ly keng, keng. Chiến Nhất Cương lần này thực sự rất có khí thế, vì thế 3 giờ chiều ngày hôm sau anh ta đã xách cặp đến địa ủy Giang Hoa, sau đó đi thẳng đến phòng làm việc của Diệp Phàm. Ha ha ha, đồng chí Nhất Cương mời ngồi. Diệp Phàm chỉ sang chiếc ghế đối diện, cười vui vẻ chào hỏi, trong lòng cũng biết rõ người này đến muốn gì, bởi vì Trương Cường đã gọi điện thoại qua. Bí thư Diệp, việc phân công đã có chưa thế? Chia thành mấy khu, mỗi khu cần phải xây dựng như thế nào và tôi phụ trách khu vực nào? Chiến Nhất Cương hỏi liên hồi.
Chương 3099, đi theo vào. Việc này không nhanh như thế được, quy hoạch tổng thể của Hoành Không đã có rồi. Nhưng quan trọng là sau khi thủ phủ di rời đến huyện Lăng Hà thì quy hoạch phải phối hợp với khu du lịch núi Thiên Thông. Mà tất cả những việc này lại cần phải có thời gian để tiến hành điều tra. Ví dụ như ở huyện Lăng Hà không phải là những nơi nổi tiếng như Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng, Trường Đại học, Ngũ Thế Đường. Những nơi này ở đâu, thuộc khu vực nào, làm thế nào để triển khai mở rộng mà có tính bảo vệ và ban, ngành nào phụ trách, ví dụ phòng công an đặt ở chỗ nào, phòng tài chính ở đâu. Không thể nói phòng tài chính vốn là ở phía đông thì phải đặt ở phía đông, việc này phải căn cứ vào yêu cầu thực tế để quyết định. Những việc điều tra này đều đã rõ ràng, sau đó mới có thể căn cứ theo kết quả điều tra để quyết định quy hoạch. Diệp Phàm nói, cứ như thế có lẽ thời gian sẽ không ngắn đâu, cũng phải mấy tháng đấy. Chiến Nhất Cương hỏi, không cần nhiều thời gian như thế, thực ra giai đoạn điều tra đã được triển khai từ trước rồi. Bây giờ cũng đã sắp kết thúc rồi. Có lẽ khoảng 10 ngày sơ đồ quy hoạch thủ phủ mới chắc sẽ có. Việc này tôi sẽ nhắc nhở cơ quan hành chính làm nhanh một chút. Tuy nhiên, bất kể sơ đồ quy hoạch thủ phủ mới lúc nào mới có, việc phân công phụ trách đã định rồi, vì thế các không thể chờ đợi, phải nghĩ bằng nhiều cách để gom tiền đi. Đương nhiên, có điều phải chú ý, không thể phân chia lung tung và thu tiền lung tung được. Còn tiền rót xuống từ trên tỉnh có lẽ phải chờ phê chuẩn xuống thì mới có thể nhận được. Vì thế, tiền vốn của giai đoạn khởi động phải tài chính địa khu rút ra trước đã. Tình hình tài chính của địa khu mọi người đều đã rõ. Tiền khoản không còn bao nhiêu. Vì thế tiền vốn trong tay các vị ủy viên có thể gom được mới là sự bảo đảm lớn nhất cho việc khởi động di rời thủ phủ. Diệp Phàm nói, hôm nay chính vì chuyện này mà đến. Chiến Nhất Cương vừa nói vừa lấy ra tập tài liệu trong cặp ra nói tiếp. Đây là một số biện pháp chuẩn bị gom tiền và một số công văn xin tiền của phân khu chúng tôi. Tôi nghĩ, huyện phía dưới nhất định phải đầu tư một ít. Còn xin trên mới là chủ yếu. Tuy nhiên, phân khu là thuộc hệ thống quân đội, nếu lấy danh nghĩa việc dân sự là di rời thủ phủ để xin thì nhiều lắm cấp trên cũng chỉ có thể rót xuống cho một ít tiền quyên góp hoặc theo hình thức quân dân cùng xây dựng. Số lượng này sẽ có hạn. Còn nếu lấy danh nghĩa là phân khu xin, ví dụ có phải là bộ chỉ huy phân khu Giang Hoa chúng ta cũng phải di rời đến huyện Lăng Hà hay không? Có phải cũng phải xây dựng hay không, nếu cấp trên có thể đảm nhiệm toàn bộ số tiền xây dựng? Về cơ bản đã giải quyết được một vấn đề rất lớn cho địa ủy. Chỉ vì hạng mục này mà đêm hôm tôi cũng đã cử người đi điều tra qua, nếu xây dựng phân khu ở huyện Lăng Hà thì khu vực của trung đội võ cảnh cũng đủ lớn. Nếu mở rộng ra ngoài một chút nữa thì đủ, tuy nhiên, làm như thế nếu không có 2, 3 tỷ thì sẽ không làm nổi. Chiến Nhất Cương nói, anh nghĩ như thế rất hay, một là phân khu di rời cần có tiền, hai là phương diện quân dân cùng xây dựng cũng cần tiền. Anh có thể chia ra mà, ví dụ, hạng mục lớn thì xin trên bộ tổng, nhỏ thì xin quân khu. Còn nhỏ nữa thì có thể xin quân khu tỉnh, hơn nữa, còn có thể khai thác theo con đường mới. Ví dụ như anh nhất định phải có bạn bè có chức sắc trong quân đội ở một sư đoàn hoặc quân khu ở địa phương nào đó. Đem hồ sơ của anh in ra thành nhiều bản để gửi đi. 100.000 là tiền, 1 triệu cũng là tiền mà. Gom ít thành nhiều, mở rộng con đường tài chính. Đường là do chúng ta đi nhiều mà thành, cách là do chúng ta nghĩ ra mà. Diệp Phàm cười nói. Hạng mục nhỏ, hạng mục trung bình tự tôi có thể nghĩ cách, chỉ là vấn đề lớn nhất là ở chỗ Tổng cục Hậu Cần. Dù sao, nếu dựa vào cấp bậc của tôi mà đi xin Tổng cục Hậu Cần thì có lẽ sẽ rất khó để mà qua được cánh cửa đó. Các tướng quân, đại tá trên đó đâu có thể để ý đến một người phụ trách một phân khu nhỏ như tôi có phải không nào? Chiến Nhất Cương bắt đầu giả bộ. Hướng Diệp Phàm dẫn mình lên Tổng cục Hậu Cần. Phân khu chúng ta còn phải đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ đoạn đường biên giới nhất định, có bộ đội địa phương của mình. Đều là quân quốc phòng cả mà, Tổng cục cũng phải bình đẳng một chút chứ. Diệp Phàm đương nhiên không dễ dàng mở miệng, phải lôi kéo người này. Nghĩ thì đương nhiên cũng nghĩ, nhưng người ta không hề làm như thế. Nha môn kinh thành không dễ vào, có mấy ai mà chui được qua nha môn của Tổng cục. Trợ lý Diệp cũng đã đi kinh thành làm việc rồi, không cần phải nói gì chứ ngay cả cấp phó chủ tịch tỉnh đến kinh thành gặp một vị cục trưởng thậm chí là trưởng phòng cũng đều phải khom lưng cúi đầu ấy chứ. Người ta ở trên cao, hơn nữa việc phê duyệt phải được thông qua cơ quan, không có lộ phí nhất định thì không thể nào làm được. Huống chi kinh phí liên quan cho việc di rời phân khu lại lên đến 2, 3 tỷ.
Dựa vào tầm cỡ của phân khu Giang Hoa chúng tôi, căn bản đây chính là việc chúng tôi không thể nào làm được. Dáng vẻ của Chiến Nhất Cương hơi chút ủ rũ, diễn cho Diệp Phàm xem. Việc này tôi nghĩ. Diệp Phàm nói, mắt khép hờ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn làm việc, ậm ừ. Còn trong lòng Chiến Nhất Cương thì cũng thấp thỏm. Chiến Nhất Cương cũng hiểu rõ mối quan hệ có trong tay của ông chủ Diệp. Đó là mối quan hệ của người ta có muốn dùng hay không thì đó là việc của ông chủ Diệp. Muốn người ta sử dụng quan hệ của họ có lẽ còn có nhiều vấn đề liên quan. Ví dụ như thường xuyên nghe lời ai trên hội nghị địa uy, vấn đề ủng hộ ai. Tuy nhiên, Chiến Nhất Cương cũng không thể hoàn toàn là vì việc xây dựng phân khu. Con người mà, ai chẳng có tính cá nhân. Chiến Nhất Cương vì sao lại phải vội vàng qua đây như thế, không chỉ là vấn đề cạnh tranh. Những cái đó chỉ là một phần, ngoài ra còn có một phần tương đối kín đáo, đó chính là mượn cơ hội này để vươn lên trong chính trị. Nếu làm tốt thì Chiến Nhất Cương tôi trong mắt cấp trên chẳng phải là có thể tỏa sáng hay sao? Ít nhất, nếu có thể đuổi kịp Diệp Phàm, người ta có mối quan hệ tốt như thế. Đến lúc đề bạt nếu nói mấy câu thì Chiến Nhất Cương tôi chẳng phải là cơ sở nữa mà là trụ cột. Thấy Diệp Phàm cứ chừng mắt nhìn lại không nói gì, cầm chén trà lên, Chiến Nhất Cương biết nếu không thể hiện một chút gì đó thì ông chủ Diệp sẽ không dễ dàng mà nói ra. Người này nghiến răng, nắm lấy thời cơ, nói. Trợ lý Diệp, anh hãy chỉ cho tôi một con đường. Anh chỉ đông, Chiến Nhất Cương tôi tuyệt đối sẽ không hướng sang Tây. Lời nói của Chiến Nhất Cương là một lời hai ý, bên ngoài thì muốn chỉ dẫn con đường kiếm tiền sau này. Trên thực tế lại là nói sẽ lăn lộn theo anh. Đường thì có đường, thế này nhé, anh cứ đi một chuyến đến Tổng cục trước đi. Vài ngày nữa ở bên này yên ổn một chút tôi sẽ đi kinh thành một chuyến. Đến lúc đó, nếu anh không thể chạy nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho anh quen một vài đồng chí. Diệp Phàm nói, được, vậy tôi sẽ đi trước. Chiến Nhất Cương tôi nói được làm được, lập tức sẽ đứng lên liền. Ha ha, giả dụ như những đồng chí khác trong địa ủy cũng đều có tinh thần như đồng chí Nhất Cương, lo gì thủ phủ không thể di rời thuận lợi được. Diệp Phàm cười bắt tay tiễn. Buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Phàm gọi điện cho Chu Gia Sinh, hỏi. Đồng chí Gia Sinh, tình hình trước quy hoạch ở bên huyện Lăng Hà điều tra thế nào rồi? Đang triển khai. Tuy nhiên, trợ lý Diệp, anh cũng biết đấy, việc xây dựng lớn như vậy, không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Nó liên quan đến nhiều vấn đề, ví dụ như ngũ thế đường mà nói, nơi đây thuộc phạm trù văn vật, hơn nữa còn được tỉnh công nhận là di sản văn hóa cấp tỉnh. Điều tra thì điều tra, nhưng di sản văn hóa không thuộc quản lý của địa khu chúng ta mà là do phòng văn hóa tỉnh trực tiếp quản lý. Muốn bảo trì, muốn tu sửa thế nào? Quy hoạch thế nào đều phải thông qua bọn họ phê duyệt, đồng ý mới được làm. Hơn nữa, di sản văn hóa cấp tỉnh của huyện Lăng Hà không chỉ có một là ngũ thế đường, còn có học sĩ phủ tổng cộng có 4 cái. Những cái này đều phải thông qua bọn họ phê duyệt mới được. Nếu muốn khai thác du lịch thì cũng phải được sự đồng ý của bọn họ mới được. Đây chỉ là một trong những vấn đề gặp phải trong quá trình điều tra trước quy hoạch. Còn vấn đề lớn nhất chính là các đơn vị đều cần phải mở rộng. Một khi đã mở rộng thì phải mở rộng ra những khu đất vốn không phải thuộc về các đơn vị. Việc này lại liên quan đến việc thu hồi đất đai, phá bỏ và bồi thường nhà dân, còn có cả ruộng vườn trưng dụng thế nào cho hợp lý mà lại không mâu thuẫn với việc bảo vệ ruộng đất của quốc gia. Sáng ngày mai khi kết thúc hội nghị trở về lập tức tôi sẽ tuyên bố quyết định của địa ủy trước ban lãnh đạo. Bên này cũng đã nhắc nhở người phụ trách của các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra rồi. Tuy nhiên, bọn họ đã nói. Ít nhất phải tầm mấy tháng mới có thể điều tra rõ ràng. Dù sao, phạm vi cũng quá lớn, quá nhiều vấn đề liên quan. Mà nếu bước vào giai đoạn quy hoạch lại cần phải có thời gian nhất định. Vì thế việc quy hoạch thủ phủ mới cần phải kết hợp với việc quy hoạch khu du lịch của Hoành Không, điều kiện yêu cầu phải cao. Đương nhiên, thời gian cần thiết sẽ cần càng nhiều. Chu Gia Sinh nói, tỏ vẻ vẫn đang rất nỗ lực. Mấy năm trước trên tỉnh đã có dự định này rồi. Nghe nói mấy năm trước đã triển khai điều tra tình hình ở huyện Lăng Hà rồi. Mà giai đoạn trước tỉnh đã quyết định báo cáo với chính vụ viện. Mà việc điều tra của địa ủy Giang Hoa bên dưới đã triển khai thời gian không ngắn. Tôi đã xem qua văn kiện có liên quan, 2 tháng trước cơ quan địa ủy Giang Hoa đã triển khai điều tra đối với huyện Lăng Hà. Đã 2 tháng rồi, những đồng chí này rốt cuộc đã làm được gì? Ban lãnh đạo chẳng phải là đã sớm thành lập bộ chỉ huy quy hoạch rồi sao? Anh bảo bọn qua chỗ tôi muốn hỏi xem,
Còn nữa, người phụ trách bộ chỉ huy quy hoạch thành lập trước kia là ai, bảo bọn họ qua đây, tôi muốn nghe báo cáo. Diệp Phàm nói, Chu Gia Sinh cố ý khuếch đại sự thật. Muốn làm cho người này cố gắng, trong việc di rời thủ phủ này, căn bản là không thể nào. Có lẽ rất nhiều trở ngại chính là do người ta sắp đặt ra. 2 tháng trước thực sự cơ quan hành chính thực đã hưởng ứng lời kêu gọi của địa ủy và ủy ban nhân dân tỉnh thành lập bộ chỉ huy, người phụ trách bộ chỉ huy là do đồng chí phó chủ tịch đại ủy thường trực Tiền Thành Quý đảm nhiệm. Bên dưới có các ban ngành như công an, kế toán, xây dựng, quản lý đất tổ chức thành tổ điều tra liên hợp. Chu Gia Sinh nói. Trong lòng Diệp Phàm cười nhạt, cố ý giả vờ không biết, hỏi. Thế thì gọi đồng chí Thành Quý qua đây, tôi muốn nghe báo cáo. Việc này e rằng không thể được rồi, đồng chí Tiền Thành Quý đã được điều đến đảm nhiệm phó trưởng phòng thường trực phòng giao thông tỉnh rồi. Có lẽ Chu Gia Sinh đang thầm cười ở đầu dây bên kia. Đã có quyết định chưa? Diệp Phàm hỏi. Có lẽ chỉ trong 1-2 ngày nữa sẽ có, việc này đã được quyết định rồi. Chu Gia Sinh nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3100, Diệp Phàm ra tay. Nói thế nghĩa là anh ta vẫn chưa đi mà, không sao, tôi gọi điện gọi anh ta đến. Diệp Phàm nói rồi lập tức gác điện thoại, dặn dò Đỗ Vệ Quốc lập tức gọi điện thoại cho Tiền Quý Thành. Tuy nhiên, Đỗ Vệ Quốc không lâu sau đã gác điện thoại, nói. Phó Chủ tịch Tiền nói thực tế nửa na nay ông ấy danh nghĩa là ở cơ quan hành chính địa ủy Giang Hoa, nhưng người lại đi làm việc ở phòng giao thông tỉnh. Bởi vì khi đó phòng giao thông cần người, nên đã tạm điều qua trước. Nhưng khi đó cơ quan hành chính lại cứ giao cho ông ta chức danh người phụ trách bộ chỉ huy. Chỉ có điều ông ta không có thời gian rảnh để về. Phòng giao thông thì cả đống việc, vì thế việc điều tra rõ ràng của Ủy ban Nhân dân địa khu Giang Hoa đối với huyện Lăng Hà thì ông ta không hề rõ chút nào. Nếu trợ lý Diệp muốn nghe báo cáo, có lẽ phải gọi người phụ trách đơn vị của tổ điều tra liên hiệp khi đó đến. Người đã được mượn đi rồi nhưng vẫn để cho ông ta đảm nhiệm chức vụ, đây rõ ràng là sự đùn đẩy của Chu Gia Sinh. Một cái được gọi là tổ điều tra liên hợp không có người phụ trách thì có thể làm được cái gì? Có lẽ có hay không việc xuống dưới điều tra cũng không ai biết. Diệp Phàm liếc nhìn Đỗ Vệ Quốc cười nhạt, bảo gã gọi Khương Nguyệt tới. Khương Nguyệt vội vàng vào. Thư ký Khương, cô lập tức thông báo. Gọi tất cả những người phụ trách các đơn vị liên quan đến tổ điều tra liên hợp mà thủ phủ địa ủy thành lập để điều tra đối với huyện Lăng Hà đến. Sáng ngày mai bảo tất cả bọn họ đến phòng họp của địa ủy. Tôi muốn nghe họ báo cáo. Còn nữa, ngoài ra cũng thông báo cho tất cả các ủy viên địa ủy cùng đến, không được thiếu một ai. Diệp Phàm hừ nói. Nhưng đồng chí Tiền Quý Thành chẳng phải đã được điều đi rồi sao? Khương Nguyệt hỏi. Có cần phải thông báo cho ông ta? Quyết định đã có chưa, đã công bố chưa? Diệp Phàm cứng rắn hỏi. Vẫn chưa có, nghe nói đây là việc ngày một ngày hai. Hơn nữa, đồng chí Tiền Quý Thành nửa năm nay không đi làm. Ông ta đã sớm được điều đi rồi. Mượn thì mượn, trước khi cấp trên vẫn chưa có quyết định điều anh ta đi thì anh ta vẫn là cán bộ của địa khu Giang Hoa chúng ta. Hơn nữa, vẫn là ủy viên địa ủy Giang Hoa. Anh ta không có bất kỳ lý do gì để từ chối việc tham gia họp đảng ủy đại khu. Bảo anh ta đúng 9 giờ sáng ngày mai tới họp. Không được nghỉ, cũng không được vắng mặt. Diệp Phàm nói, Khương Nguyệt vội vàng đi. Trong lòng Diệp Phàm hiểu rõ. Có lẽ việc này liên quan đến Chu Gia Sinh và Tiền Quý Thành đã có thỏa thuận với nhau. Hai người này dở trò bịp bợm, thế thì phải trảm Tiền Quý Thành trước. Hoàng hôn dần xuống, mấy người Chu Gia Sinh đang ngồi trong một phòng riêng của nhà hàng Trương Ký. Chủ tịch Chu, họ Diệp cứ làm như thế chẳng phải là hung hăng quá sao? Triệu Nhất Thác có chút lo lắng nhìn Chu Gia Sinh. Đúng vậy, ngày mai hội nghị thường vụ. Lại còn gọi đầy đủ những người phụ trách các đơn vị trong tổ điều tra liên hợp khi đó đến. Tiền Quý Thành đến, người này nhất định sẽ đem trách nhiệm đẩy ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta sẽ rất bị động. Tôi thấy Diệp Phàm cố ý làm như thế, chứng tỏ muốn làm mất mặt các ủy viên địa ủy. Mục tiêu của hắn chẳng phải là Chủ tịch Chu sao? Lưu Nhất Đa nói. Dụng ý của hắn đương nhiên tôi hiểu, tuy nhiên, hắn có cách của hắn, tôi cũng có tính toán của tôi. Chúng ta... Ngày mai gặp sẽ biết. Chu Gia Sinh rất bình tĩnh, khiến cho ba người Triệu Nhất Đa trong lòng rất buồn bực. Thấy Triệu Nhất Thác có vẻ muốn hỏi, Chu Gia Sinh cười nói. Tối nay chúng ta không nói những chuyện này nữa, vui vẻ một chút. Chúng ta uống rượu ăn cơm là được rồi.
Buổi chiều Chiến Nhất Cương đã đến tìm hắn, không hiểu đã nói gì. Ngọc Thanh Thanh nói, còn có thể nói gì, có lẽ chỉ là đi kể khổ thôi, càng chẳng phải là đi xin một khu vực tốt gì đó. Xin trợ lý Diệp quan tâm đến phân khu hắn một chút, ha ha, muốn kiếm được tiền thì cũng rất khó khăn. Cứ như thế đến lúc đó lão sẽ rất là mất mặt. Triệu Nhất Thác vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn. Bí thư Triệu, đừng cười, tôi so với ông ta còn chẳng bằng. Anh nói xem, bảo tôi một cán bộ tuyên giáo tôi đi gom tiền, đi gom ở đâu đây? Tôi còn cho chết đi đây. Ngọc Thanh Thanh nghe xong mặt trầm xuống liếc nhìn Chủ tịch Chu. Trưởng ban Ngọc bên này chẳng dễ gom tiền đâu, tuy nhiên, vẫn có cách mà. Ban tuyên giáo chẳng phải quản các tòa soạn lớn hay sao? Còn có phòng giáo dục điện tử, báo chí cũng có thể kiếm được chút tiền mà, còn người kinh doanh cũng muốn quảng cáo, chẳng phải là có thể lợi dụng những cái này để kiếm một ít về xây dựng thành phố cũng được sao? Đương nhiên chúng ta không lo, anh cứ từ từ kiếm, nhiều người thì cũng dễ làm hơn mà. Bí thư Thành ủy thành phố Giang Hoa cũng có một số cách, cách kiếm tiền cũng nhiều. Đồng chí Nhất Thác cũng rất khá, bên phía Ủy ban Chính trị Pháp luật phân cho quản lý tòa án, viện kiểm sát mà. Chủ tịch Chu nói, ai, những thứ đó chỉ đáng một chút thôi, tất cả gom lại cũng không được 2 triệu. Ngọc Thanh Thanh thở dài. Ha ha, không sao, đến lúc đó, không chỉ là anh không hoàn thành được nhiệm vụ, nhất định còn có những đồng chí khác cũng không hoàn thành được. Như thế cũng không thể chỉ xử lý mình anh được hay sao? Và lại, căn bản chúng ta không di rời, đâu có làm sao? Đơn giản sau này nếu tỉnh phủ quyết việc này xong những đồng chí có thể kiếm được nhiều tiền có được vinh dự, hầu bao cũng lại dày lên mà thôi. Đương nhiên, đồng chí Diệp Phàm thực sự muốn làm lớn chuyện này, đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách giúp anh là được. Về phần hai người Nhất Đa và Nhất Thác các anh, mỗi người đều phải nghĩ cách, đừng chỉ trông chờ vào tôi. Chủ tịch Chu cười nói. Thế thì tôi yên tâm nhiều rồi. Ngọc Thanh Thanh vẻ mặt cảm kích. Cũng không thể buông lỏng tinh thần được, vẫn phải cẩn thận một chút. Còn nữa, một khi việc di rời được chính vụ viện phê chuẩn xuống thì có lẽ phải bước vào giai đoạn tiến công tuyên truyền. Trưởng ban tuyên giáo anh sẽ có việc mà làm đấy. Chủ tịch Chu tỏ ra thận trọng. Ha ha ha, tuyên truyền à, đó là việc của chúng tôi rồi. Phải làm như thế nào thì chẳng phải là nằm trong tầm tay chúng tôi hay sao? Ngọc Thanh Thanh lại tỏ vẻ rạng rỡ. 6 giờ sáng, Diệp Phàm vẫn đang trên giường, tối qua luyện huyết trích tử đến 1 giờ sáng, còn Tử Đồng Trùng cũng phải tăng cường luyện khống chế, vì thế, Diệp Phàm vừa ngủ cũng chưa được 5 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, Đỗ Vệ Quốc qua gõ cửa. Vệ Quốc, còn sớm thế này qua đây chắc có việc gấp phải không? Diệp Phàm vừa mở cửa vừa hỏi. Vốn tôi định gọi điện, nhưng tôi ở bên cạnh, việc lại gấp nên chẳng có cách nào, phải đích thân đến báo cáo với anh một chút. Đỗ Vệ Quốc nói, có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi, vừa nhận được thông báo của thư ký Khương, nói là cô ta cũng vừa nhận được điện của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Nói là trưởng ban Bạch hôm nay sẽ xuống, bây giờ đang trên đường đi rồi. Đỗ Vệ Quốc nói, có nói xuống làm gì không? Diệp Phàm hỏi, không nói. Đỗ Vệ Quốc nói, khoảng mấy giờ đến nơi? Diệp Phàm hỏi, từ tỉnh xuống đến đây phải 4, 5 tiếng, khoảng 11 giờ thì đến. Trợ lý Diệp, có phải chuẩn bị gì không, vừa rồi thư ký Khương gọi điện qua. Đỗ Vệ Quốc nói, trước kia chuẩn bị như thế nào thì bây giờ chuẩn bị như thế đi, nếu trưởng ban Bạch xuống có lẽ có việc công, chúng ta cũng làm việc ở phòng làm việc đi. Diệp Phàm nói. Thư ký Khương hỏi hội nghị đảng ủy hôm nay có phải hủy hay không? Đỗ Vệ Quốc hỏi. Hủy, hủy làm cái gì, cứ tiến hành bình thường. Đảng ủy chúng ta 9 giờ bắt đầu họp, khi trưởng ban Bạch đến thì đã họp xong đến giờ ăn cơm rồi. Chúng ta có thể tranh thủ thời gian mà, việc đã định không thay đổi, anh nói với thư ký Khương một tiếng như thế. Diệp Phàm hừ nói. Trợ lý Diệp, việc này có phải hơi lạ hay không? Trưởng ban Bạch xuống có phải là vì hội nghị đảng ủy của chúng ta? Nếu trưởng ban Bạch là chỗ dựa của chủ tịch Chu, hành động dằn mặt ngày mai người ta lại cầu cứu trưởng ban Bạch đến, chứng tỏ làm rối hội nghị đảng ủy của chúng ta. Đỗ Vệ Quốc nói. Hừ, nếu mình không làm việc mất mặt thì không sợ bị người ta dằn mặt. Muốn thoải mái tránh được cái tát này thì phải xem vào bản lĩnh của Chu gia sinh hắn. Dù là trưởng ban Bạch xuống dằn mặt là phải dằn mặt càng mạnh càng tốt. Cú đánh vào mặt của Chu Gia Sinh có lẽ trưởng ban Bạch cũng sẽ đau đấy. Diệp Phàm lạnh lùng nói. 9 giờ sáng,
Diệp Phàm bước chậm rãi vào trong phòng họp. Đảo mắt nhìn qua một lượt, hỏi Khương Nguyệt. Các vị ủy viên đều đã đến rồi chứ? Hình như bên kia vẫn còn chỗ trống mà. Những đồng chí khác đều đã đến, chỉ còn lại đồng chí Tiền Thành Quý vẫn chưa đến. Khương Nguyệt nói. Sao lại thế, hôm qua cô có thông báo cho ông ta không? Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Tôi đã thông báo rồi, tất cả các ủy viên đều do tôi đích thân gọi điện thông báo. Hơn nữa, còn nhắc đi nhắc lại là chỉ thị của anh không được đồng chí nào vắng mặt. Khương Nguyệt nói. Gọi điện thúc đi, hay là bị tắc đường? Diệp Phàm nói, Khương Nguyệt lập tức gọi điện thoại. Không lâu sau, gác máy nói. Đồng chí Tiền Thành Quý nói là tối qua khi ông ta chuẩn bị trở về thì gặp trưởng ban tổ chức tỉnh Bạch, gọi ông ta nói một hồi. Hôm nay trưởng ban Bạch sẽ xuống, bảo đồng chí Thành Quý đi cùng với ông ấy. Khương Nguyệt nói. Thế này nhé, hội nghị đảng ủy cứ tiến hành bình thường. Chúng ta cứ gọi những người phụ trách các đơn vị trong tổ điều tra liên hiệp huyện Lăng Hà vào trước. Nghe họ báo cáo tình hình cụ thể kết quả điều tra được ở huyện Lăng Hà trước. Việc điều tra này hết sức quan trọng, cung cấp tài liệu đầu tiên cho việc đại quy hoạch sắp tới, không được qua loa. Chờ tổ trưởng tổ điều tra đồng chí Thành Quý đến, anh ta tổng hợp kết quả điều tra lại một chút là được. Diệp Phàm nói, Khương Nguyệt ra ngoài gọi mấy đồng chí vào. Trợ lý Diệp, bây giờ đồng chí Thành Quý vì có lý do đặc biệt nên vẫn chưa đến được. Ít nhất cũng phải chờ anh ấy trở lại cùng nghe các đồng chí bên dưới báo cáo. Nếu anh ấy không ở đây, không nghe được các đồng chí khác báo cáo thì làm sao có thể tổng kết được có phải không nào? Tôi thấy, hay là cứ chờ đi, chờ đồng chí Thành Quý trở lại rồi thì hãy thảo luận việc này. Chu Gia Sinh đặt chén trà xuống nói. Anh ta còn muốn nghe hay sao? Hôm qua anh và tôi đã nói rồi, anh ấy gánh vác nhiệm vụ tổ trưởng tổ điều tra đối với huyện Lăng Hà trong việc di rời thủ phủ địa khu. Là một tổ trưởng tổ điều tra, phải là người đầu tiên nắm được tình hình điều tra được của các đơn vị trong tổ. Còn những đồng chí phụ trách các đơn vị trực thuộc tổ điều tra cũng phải nhanh chóng báo cáo tình hình điều tra mỗi ngày cho tổ trưởng. Hoạt động điều tra đã tiến hành được 2 tháng rồi, làm sao có thể nói đồng chí Thành Quý không nghe được báo cáo thì không thể tổng kết được. Về việc này hôm qua Bí Thư Khương cũng đã thông báo rồi, tối qua đồng chí Thành Quý chắc cũng đã viết xong báo cáo tổng kết. Nếu không hôm nay anh ấy báo cáo cái gì? Vì thế, đồng chí Gia Sinh, căn bản chúng ta không cần lo lắng đồng chí Thành Quý không hiểu rõ tình hình điều tra. Tôi tin tưởng tính đảng của đồng chí Thành Quý và năng lực công việc có phải không nào? Diệp Phàm giọng cấp trên. Việc này, sau này có chút nguyên nhân nên đã bỏ lỡ. Sắc mặt Chu Gia Sinh đỏ lên, nói. Nguyên nhân nhỏ là nguyên nhân gì? Mà bỏ lỡ cái gì? Hành động dằn mặt của Diệp Phàm đã bắt đầu. Đương nhiên không thể bỏ qua cho Chu Gia Sinh. Chương 3101, hung hăng đánh vào mặt. Diệp Phàm biết, muốn công việc di rời hoàn thành thuận lợi, phải thuyết phục Chu Gia Sinh. Nếu không, có y quấy rối, căn bản là không thể thuận lợi hoàn thành công tác di rời. Sau này nhân tài ở Sở Giao Thông Tinh như đồng chí Thành Quý sẽ mượn sang đây. Chu Gia Sinh kiên trì nói. Mượn thì mượn thôi, chỉ cần là cần cho công việc. Nhưng... đây có phải chứng tỏ đồng chí Thành Quý sau này sẽ không tham gia tổ điều tra chuyện Lăng Hà không? Diệp Phàm chặn họng Chu Gia Sinh muốn cho y thấy mất mặt mới sảng khoái. Đúng vậy, Chu Gia Sinh nói. Nhưng thật ra kỳ quái, nếu sau này đồng chí Thành Quý đã đến Sở Giao Thông tỉnh, vậy sao cơ quan chức năng không đổi người phụ trách tổ điều tra? Một tổ điều tra không có tổ trưởng giống như năm bè bảy mảng không thể làm tốt công tác được. Di rời khu trung tâm là công việc lớn của tỉnh ủy. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ tốt, dù là hoàn thành thì trách nhiệm cũng không cao. Đồng chí Gia Sinh, anh đã nghĩ đến điều này chưa? Diệp Phàm hừ nói. Đây là công việc của đồng chí Thành Quý chưa được quyết định, Sở Giao Thông Cung không nói là điều tạm. Không biết là một thời gian ngắn nữa y lại trở về đi làm. Công việc đều có tính liên tục cho nên, cơ quan chức năng phải thảo luận. Quyết định để y tiếp tục kiêm nhiệm chức tổ trưởng. Chu Gia Sinh lại đưa ra lý do. Tính liên tục, mấy tháng chưa xong các anh cũng yên tâm, hiệu suất công tác của tổ liên ngành thấp như thế, không ngờ 2 tháng còn chưa điều tra rõ chuyện Lăng Hà. Bọn họ mỗi ngày làm gì? Chẳng lẽ huyện Lăng Hà lớn đến mức có thể làm cho một tổ điều tra hơn 10 đồng chí mấy tháng cũng không thể điều tra rõ sao? Nếu anh nói là thành phố Phổ Hải còn có thể, đồng chí Gia Sinh, đây không phải là lý do để đùn đẩy trách nhiệm. Hiện giờ hậu quả là việc di chuyển trung tâm sẽ khởi động nhưng chúng ta chưa nắm được tình hình cơ bản của huyện Lăng Hà,
khiến cho công tác quy hoạch cũng không thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn. Cứ như vậy, chẳng phải là coi quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh là trò đùa sao? Đây không phải là việc làm của một đảng viên đủ tư cách, không phải là tố chất của một lãnh đạo. Như vậy đi, không thể cứ tiếp tục kéo dài, tôi cho cơ quan hành chính bên này 5 ngày thời gian. Diệp Phàm nói, 5 ngày, trợ lý Diệp, việc này cũng quá gấp, căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chu Gia Sinh nói, đã không phải là 5 ngày mà 2 tháng 5 ngày rồi. Nếu đồng chí Chu Gia Sinh cho rằng cơ quan hành chính trong 65 ngày còn không rõ tình hình của thị trấn Lăng Hà thì ủy ban nhân dân tỉnh hỏi đến, đồng chí Chu Gia Sinh đi báo cáo với lãnh đạo đi. Diệp Phàm hừ nói, Chu Gia Sinh nhất thời nghẹn, không tìm ra câu trả lời. Sau đó mấy người thuộc tổ điều tra vào báo cáo công việc Diệp Phàm đã tức giận lại càng thêm tức giận. Một đám hỏi đến cái gì cũng đều không biết, hoặc là nói ba phải không rõ ràng. Ngay cả phủ học sĩ ngũ thế đường quan trọng như vậy cũng không rõ tình hình. 65 ngày, tổ điều tra liên hợp có tiến hành công việc hay không? Không ngờ cả huyện Lăng Hà có mấy phố đều không nói thống nhất, mấy đồng chí này đang làm gì? Đồng chí Chu Sinh, tôi hy vọng anh có thể giải thích hợp lý trong cuộc họp thường vụ đảng ủy. Diệp Phàm ném bật lửa trên bàn, mặt sầm xuống. Trợ lý Diệp, công việc của tôi không làm đến nơi đến chốn một ít. Đó là bởi vì đồng chí Thành Quý đột nhiên bị điều đến sở giao thông tỉnh. Nếu nói tổ công tác không triển khai điều tra, thì oan uổng cho họ. Chu Gia Sinh già mồm át lẽ phải. Không phải không làm đến nơi đến chốn một ít mà là rất không đến nơi đến chốn. Anh xem, tổ công tác 65 ngày thu được những gì. Làm cho quy hoạch chúng ta sắp triển khai có nhiều phần không xác định được. Muốn xây dựng thì quy hoạch phải đi trước, quy hoạch chưa được chứng thực thì nói gì đến khởi động. Nếu làm chậm việc quan trọng của tỉnh ủy, tất cả những người ngồi đây không thể không có trách nhiệm. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nhấc tất cả các ủy viên lên một con thuyền. Trợ lý Diệp, lúc trước tất cả các ủy viên đều đồng ý giao việc khảo sát Lăng Hà cho ủy ban. Việc này, ủy ban giờ làm thành dạng này, không có liên quan gì đến những người ngồi ở đây. Phân công phụ trách, người đó chịu trách nhiệm, nên xử ai, nên phê bình ai dù sao cũng phải có lý do có phai không. Tôn Lệ Phương là người đầu tiên nhịn không nổi muốn đẩy trách nhiệm sang một bên. Đúng vậy, đồng chí Thành Quý tạm điều chỉnh đến sở giao thông tỉnh. Ủy ban cũng không báo cáo hội nghị thường vụ, để trao quyền tổ điều tra về địa ủy. Lúc trước chúng tôi cũng đã hỏi qua việc này, nhưng, đồng chí Chu cũng không nói gì. Chúng tôi cho rằng, chẳng qua là chuyện điều tra, dù đồng chí Thành Quý đi rồi. Ủy ban còn có nhiều vị phó, chủ tịch Chu hoàn toàn có thể sắp xếp một đồng chí khác phụ trách việc này. Ai ngờ để cho đồng chí Thành Quý kiêm, chúng tôi thật sự không nghĩ ra, đồng chí Chu sắp xếp như vậy vì cái gì? Mâu Đồng Xuân có chút ám chỉ, Chu Gia Sinh lúc này tức giận hừ lạnh nói. Thể chế có nội quy, không phải chúng tôi không làm, mà mới vì tình huống đặc thù. Ví dụ như, một đồng chí đến trường đảng học mấy tháng, chẳng lẽ cách chức đồng chí đó? Không phải là chỉ 2 tháng sao? Một là một, mặc dù một đồng chí đến trường đảng học, có phải là công tác phụ trách cũng được giao cho đồng chí khác không? Đồng chí Thành Quý được tạm điều đến sở giao thông, vậy công việc đồng chí đó phụ trách phải giao cho đồng chí khác. Ủy ban cũng không bổ nhiệm tổ trưởng mới, căn bản là vì công tác của tổ không có gì. Đem quyết định của tỉnh ủy và ủy ban thành trò đùa. Di rời trung tâm nhiều việc, tổ điều tra rất quan trọng. Mâu Đồng Xuân đương nhiên phản kích. Đồng chí Đồng Xuân, chẳng lẽ tôi còn không rõ tầm quan trọng của tổ điều tra sao? Còn cần các anh nhắc nhở sao? Chu Gia Sinh, biết sao không đổi người? Mâu Đồng Xuân hừ lạnh nói. Tôi không phải vừa mới nói, tình hình đặc thù, đồng chí Thành Quý điều tạm đi không xác định thời gian. Hơn nữa lúc trước lại y tiếp nhận, mù quáng thay đổi một người mới phụ trách chưa quen tình hình. Chính vì tôi thận trọng lo lắng quá, cho nên cảm thấy không thể tùy tiện đổi người. Chu Gia Sinh đưa ra lý do. Buồn cười, thận trọng lo lắng quá. Thận trọng lo lắng quá kết quả cuối cùng là tổ điều tra thành thùng rỗng kêu to. 65 ngày còn không thăm dò hết tình hình của một thị trấn nhỏ có 3 con đường. Tôi muốn hỏi đồng chí Chu một chút, đây chẳng lẽ chính là hiệu quả làm việc mà ủy ban Giang Hoa luôn quảng cáo dùm beng sao? Đây là kết quả của việc thận trọng lo lắng sao? Khương Nguyệt cũng tương trợ. Đồng chí Khương Nguyệt không thể nói như vậy, thị trấn Lăng Hà tuy nhỏ nhưng chim sẻ nhỏ vẫn đầy đủ bộ phận. Các khu của Lăng Hà trên cơ bản đều có,
chẳng qua cấp bậc và trình tự thấp một bậc thôi. Tổ công tác cũng là làm việc với thái độ chăm chỉ và trách nhiệm, cho nên, tuy nói tiến độ điều tra chậm một chút, nhưng, ý tưởng này rất tốt. Chủ yếu là vì làm rõ tình hình của huyện thành Lăng Hà thôi. Ngoài ra, quyết định phê duyệt của cấp trên vẫn chưa được đưa xuống đúng không? Triệu Nhất Thác thấy Chu Gia Sinh nhìn mình không thể không kiên trì đứng lên nói. Thật muốn chờ quyết định đưa xuống, cái gì đến đều chậm. Hai tháng tỉnh ủy đã muốn quyết định việc này. Chẳng qua cần quốc vụ viện phê chuẩn một chút thôi. Đồng chí Nhất Thác, chẳng lẽ anh còn muốn che giấu hành vi không làm việc của tổ điều tra? Còn muốn ủy ban đối với chuyện này lo giải thích sao? Như trợ lý Diệp nói, nếu tỉnh hỏi thì trách nhiệm anh gánh vác sao? Tôn Lệ Phương cũng lạnh lùng hừ nói. Chỉ là tốc độ chậm một chút, cái này có trách nhiệm gì? Triệu Nhất Thác lo lắng nên yếu đi một chút. Ai phụ trách thì người đó chịu trách nhiệm. Trợ lý Diệp, tôi không hy vọng việc này lẫn lộn. Đến lúc đó dường như tất cả chúng ta ngồi đây đều phải chịu trách nhiệm. Mậu Đồng Xuân hôm nay quyết định phải đuổi kịp bước chân của Diệp Phàm. Kỳ thật, Mậu Đồng Xuân có thể hạ quyết định quyết đoán như thế, có liên quan đến Võ Đông Sơn. Bởi vì, Diệp Phàm báo cáo tỉnh xong, hơn nữa có một số quan hệ của Võ Đông Sơn, ban tổ chức tỉnh ủy đã bắt đầu sát hạch đối với Võ Đông Sơn rồi. Từ Võ Đông Sơn, Mậu Đồng Xuân thấy được mức độ coi trọng của tỉnh ủy Điền Nam đối với Diệp Phàm. Đồng chí Đồng Xuân, anh nói vậy có ý gì? Anh nói xem. Trách nhiệm này do ai chịu? Có cái gì trách nhiệm phải chịu? Anh nói thẳng ra, hôm nay chúng ta họp, để giải thích rõ việc này. Nếu không, cả ngày ngấm người hại người, đó là hành vi gì? Chu Gia Sinh tức giận, trực tiếp nói với Mậu Đồng Xuân. Hơn nữa, trực tiếp nhằm vào Mậu Đồng Xuân khiêu chiến. Nhưng, mặc dù thế nào, dùng tốc độ nhiều tra chuyện thị trấn Lăng Hà mà địa ủy đã giao cho ủy ban để quy trách nhiệm là tốt nhất. Kết quả này không làm tốt. Trách nhiệm rất rõ ràng. Nên xử lý thế nào, các vị ngồi đây đều biết. Như đã nói rồi, việc này, không liên quan gì đến phân quân khu của chúng tôi. Ai muốn đem chuyện này đặt trên đầu chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. Chiến Nhất Cương càng trực tiếp hơn, nói những lời này giống như lưỡi lê hướng về phía Chu Gia Sinh. Tham mưu Chiến, bây giờ còn chưa đến lúc nói về trách nhiệm. Nói lời này liền nặng, dù sao. Việc này còn chưa đến mức phá hỏng không thể bù đắp nổi. Trước kia mặc dù là tổ điều tra chậm một chút, nhưng cũng là vì nguyên nhân đặc thù. Hiện giờ bắt đầu thúc họ đẩy nhanh tiến độ là được. Cứ theo thời gian mà trợ lý Diệp đưa ra, cho họ 5 ngày nữa phải làm rõ ràng tình hình để tiến hành quy hoạch huyện Lăng Hà. Lưu Nhất Đa rõ ràng nói sang chuyện khác, biết ở đây không thể áp dụng tha tự quyết. Nặng, đến lúc đó tỉnh ủy và ủy ban truy cứu trách nhiệm. Sẽ không phải là vấn đề nặng nhẹ mà là vấn đề không làm tròn trách nhiệm. Tỉnh ủy và ủy ban coi việc di rời trung tâm địa khu Giang Hoa là việc quan trọng. Cấp dưới chúng ta lại qua loa là xong. Các đồng chí nghĩ lại xem, đến lúc đó, việc này nếu lãnh đạo cấp trên biết, trong lòng lãnh đạo sẽ như thế nào? Nếu đồng chí Lưu Nhất Đa cho rằng việc này cũng không quan trọng, anh có thể dũng cảm đứng ra gánh vác trách nhiệm không? Chỉ cần anh nói anh gánh vác, Chiến Nhất Cương tôi cũng không nói gì. Chiến Nhất Cương lạnh lùng hừ nói. Anh căn bản là càn quấy thôi, chỗ nào với chỗ nào. Lưu Nhất Đa nói không ít lo lắng, giọng yếu đi. Chương 3102, không xử lý không được. Ai đang ở đây càn quấy? Lúc này cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, tiếng trưởng ban Bạch vang lên. Trưởng ban Bạch, đến cũng không báo trước một tiếng, không đón từ xa được, ngại quá. Diệp Phàm vừa thấy, đi ra phía trước đón. Không sao, tôi muốn tham quan trung tâm của địa khu Giang Hoa. Một khi rời đi thì nơi này hoàn toàn thay đổi, lưu lại trong trí nhớ cũng rất tốt. Bạch Vạn Thăng thản nhiên nói xong, bắt tay với Diệp Phàm nói. Lần này xuống dưới chủ yếu là tuyên bố một việc. Nếu trợ lý Diệp thấy tiện, nghe nói các cậu đang họp hội nghị thường vụ, các ủy viên đều ở đây. Tuyên bố lệnh điều chuyển đồng chí Thành Quý ở đây một chút là được. Bạch Vạn Thăng đến một chuyến. Chính là vì tuyên bố lệnh điều chuyển. Việc như vậy, căn bản là không cần trưởng ban tổ chức tỉnh ủy như Bạch Vạn Thăng tự mình đến. Diệp Phàm trong giây lát liền hiểu được, có lẽ Bạch Vạn Thăng đến đây là có mục đích. Chính là cho Chu Gia Sinh một chỗ dựa. Có lẽ, Bạch Vạn Thăng xuống đây cũng là để tương trợ Chu Gia Sinh về chuyện của Thành Quý. Đồng chí Thành Quý, nếu anh đã đến đây rồi thì càng tốt hơn. Trưởng ban Bạch vừa rồi chúng tôi đang thảo luận tình hình của Lăng Hà.
mà tổ điều tra thăm dò Lăng Hà của ủy ban có DCH Thành Quý là tổ trưởng. Tôi muốn nghe DCH Thành Quý báo cáo kết quả của tổ trưởng. Nếu trưởng ban Bạch tiện thì ngồi xuống cùng nhau nghe một chút. Di rời thủ phủ được tỉnh ủy và ủy ban tỉnh quyết định là việc lớn. Trưởng ban Bạch cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hơn nữa tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đưa ra quyết định này. Tin rằng trưởng ban Bạch cũng đồng ý nghe địa ủy và ủy ban nhân dân địa khu Giang Hoa báo cáo công tác chuẩn bị di rời có phải không? Diệp Phàm nhạy bén, giành lên tiếng trước, muốn kéo Bạch Vạn Thăng thành khách. Ha ha, nếu trợ lý Diệp đã yêu cầu, tôi ngồi xuống dự thính một chút, các cậu cứ coi như tôi không tồn tại là được. Không cần nói là báo cáo. Xây dựng thành phố là chuyện của ủy ban, mà tôi lại làm công tác tổ chức, đối với vấn đề này rốt đặc cán mai. Tham gia ý kiến không thỏa đáng, cho nên, tôi chỉ là người đứng xem thôi, các cậu nói đi. Bạch Vạn Thăng cười, Diệp Phàm mới ông ta ngồi, nhưng ông ta vẫn kiên trì đứng bên hông. Bạch Vạn Thăng ngồi xuống, mấy ủy viên ngồi thẳng người nhìn Thành Quý. Hai tháng trước, địa ủy và ủy ban Giang Hoa giao cho tôi phụ trách việc khảo sát Lăng Hà, vì thế còn. Thành Quý báo cáo cũng là ba phải cái gì cũng được, có lẽ tùy tiện mời một người dân Lăng Hà nói còn xuất sắc hơn hắn. Chỉ có thể thôi sao? Diệp Phàm nhướng mày. Tôi không nắm thêm tình hình nào nữa. Tiền Thành Quý mặt đỏ lên nói. Cậu là tổ trưởng chỉ nói chút tình hình như vậy có khác gì không nói. Trong đó rất nhiều số liệu có lẽ là cậu suy đoán hoặc nghĩ ra. Tổ điều tra nên cung cấp số liệu tỉ mỉ xác thực cho quy hoạch. Tuyệt đối không thể qua loa. Các anh làm như vậy, thì sau khi quy hoạch xong sẽ thay đổi. Nếu bởi vậy mang đến nhiều chỉ tiêu không xác định khiến cho quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh không thể thuận lợi hoàn thành. Đồng chí Thành Quý, anh có nghĩ đến hậu quả và ảnh hưởng của việc này không? Diệp Phàm nghiêm mặt, Tiền Thành Quý anh muốn ở cùng một chỗ với Chu Gia Sinh vậy thì không thể nương tay. Việc này tôi vừa trở về, có chút tình hình còn chưa rõ, còn tập hợp. Một tập hợp thì số liệu sẽ rõ ràng. Tiền Thành Quý nhìn Chu Gia Sinh một cái, vẻ mặt khó coi. Tập hợp, các anh điều tra hai tháng, còn không phải là tập hợp liên tục sao? Có phải là còn muốn địa ủy cho các cậu hai năm? Vậy chuyện di rời của chúng ta không cần tiến hành nữa, sau hai năm hoặc hơn nữa? Diệp Phàm chất vấn. Trợ lý Diệp, còn chưa tập hợp. Tôi biết, công tác của tôi còn chưa làm đến nơi đến chốn. Nhưng, tôi cũng có nguyên nhân đặc thù. Lúc trước Sở Giao thông tỉnh điều tạm tôi sang bên đó, cũng không xác định thời gian. Cho nên, hai bên đều làm việc, tôi thật sự là bận quá. Hơn nữa, tuổi tác lớn, năm tháng không buông tha người. Tiền Thành Quý nói xạo. Nếu bận quá cậu có thể từ chức ở một bên, vì sao phải cứng rắn giữ? Diệp Phàm hừ nói. Việc này, ủy ban cũng có lo lắng đặc thù. Sợ người lại tiếp nhận chưa quen tình hình, mà Sở Giao thông lại chưa xác định thời gian điều chuyển. Tôi nghĩ chỉ vài ngày, nhoáng một cái liền qua đi. Không thể tưởng được chuyến đi này lại không quay về đây. Đây là sai lầm của tôi trong công việc, mời trợ lý Diệp phê bình tôi. Tiền Thành Quý ỷ vào có Bạch Vạn Thăng ở đây, nói đều là do hoàn cảnh. Có trưởng ban Bạch ở đây Diệp Phàm anh muốn phê bình tôi sao? Dầm một tiếng. Phê bình, anh cho là không làm tròn trách nhiệm vài câu phê bình liền có thể giải quyết chuyện sao? DCH Thành Quý. Tôi thấy anh đến giờ còn chưa hiểu được tính quan trọng của vấn đề này. Còn không thật sự coi quyết định lớn của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh làm việc chính. Diệp Phàm vỗ bàn một cái, Bạch Vạn Thăng rõ ràng nhíu mày, nói. Ha ha, DCH Diệp Phàm, đập bàn như vậy là không lịch sự, nhẹ một chút. Không làm tròn trách nhiệm, trợ lý Diệp Phàm, anh nói như vậy có nghiêm trọng quá không? Tiền Thành Quý cũng có chút giận, hơn nữa bị điều đi rồi. Mà Bạch Vạn Thăng lại ở đây, vừa rồi ông ấy cũng tham gia, cho nên, người này thế đang tới. Nghiêm trọng, làm sao nghiêm trọng, anh là người hiểu rõ. Anh là tổ trưởng, anh xem, anh đã làm như thế nào. Hai tháng, không cần nói một tổ công tác có mười mấy người, dù là anh một mình thì cũng có thể làm được nhiều việc. Nếu tìm hiểu khảo sát không rõ ràng thì không có cách nào tiến hành quy hoạch bước thứ hai, quy hoạch không được liền không thể thực thi. Không di rời sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh giao. Không hoàn thành được nhiệm vụ nguyên nhân chính là vì tổ trưởng cậu không có trách nhiệm. Cậu nói xem, truy cứu ra, cậu có phải hay không phạm vào tội không làm tròn trách nhiệm. Diệp Phàm giọng điệu sắc bén, tranh thủ trước tiên công phá thành lũy của Tiền Thành Quý.
Tổ điều tra còn có hơn 10 DCH, tại sao chỉ là mình tôi chịu trách nhiệm? Tiền Thành Quý mặt càng đỏ hơn. Anh là tổ trưởng, lúc trước không làm được thì nhanh chóng nói ra. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Không phải tôi muốn làm. Tiền Thành Quý bị chọc tức, thốt ra, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng trong lòng, lập tức ép hỏi. Chẳng lẽ có người nào ép anh làm, nói đi, ai ép anh? Lời này vừa nói xong, rất nhiều DCH đều nhìn về phía Chu Gia Sinh. Việc này cũng rõ ràng thôi. Tôi không nói như vậy, cũng không ai ép tôi. Tiền Thành Quý kịp phản ứng lại lập tức lật lọng. Nếu không ai ép anh, đó chính là anh tự mình muốn làm có phải không? Diệp Phàm hỏi. Trợ lý Diệp Anh nói thế có ý gì? Có ai được phân công công tác không muốn làm, anh cứ ép tôi như vậy. Có phải là muốn tôi thừa nhận rằng đã không làm việc phải không? Nếu trợ lý Diệp thật sự muốn Tiền Thành Quý tôi như vậy tôi cũng hiểu. Nhưng tôi lại sẽ khiếu nại lên lãnh đạo cấp trên. Tiền Thành Quý rất giận, kiên trì muốn chơi xấu. Không ai ép anh giữ chức tổ trưởng tổ điều tra, mà công việc lại không làm tốt, thậm chí có thể nói là qua loa cho xong. Chỉ cần thái độ này của anh đối với công tác, hơn nữa, đối với công trình quan trọng của tỉnh, đây là bất kính coi rẻ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Bởi vì việc này toàn liên quan đến toàn bộ ủy viên địa ủy Giang Hoa cũng bị liên lụy. Đồng chí Thành Quý, thái độ này của anh vô cùng xấu. Tôi lấy danh nghĩa bí thư địa ủy Giang Hoa đề nghị hội nghị thường vụ địa ủy tạm thời cách chức đồng chí Thành Quý, nhận điều tra. Ai đồng ý mời giơ tay? Diệp Phàm nói xong lập tức giơ tay lên. Chiến Nhất Cương đương nhiên giơ tay đầu tiên, là người giơ tay thứ hai. Mà Khương Nguyệt cũng giơ tay lên, Mậu Đồng Xuân cũng giơ tay không do dự. Lập tức bốn vị ủy viên giơ tay, mặt Tiền Thành Quý thiếu chút nữa tái đi rồi. Còn lại sáu đồng chí, các anh cũng cho biết thái độ đi. Có đồng ý hay không đồng ý cũng đều được, nhưng các vị phải suy nghĩ rõ ràng. Không đồng ý chính là nói đồng chí Tiền Thành Quý không cần chịu trách nhiệm gì. Anh ta cũng không phải không hoàn thành nhiệm vụ. Trái lại nói là đồng chí Tiền Thành Quý hoàn thành tốt công việc. Diệp Phàm bổ sung thêm. Tôn Lệ Phương vừa nghe không do dự giơ tay lên. Đã nói như vậy nếu không giơ tay, đây chẳng phải là nói về sau truy cứu trách nhiệm mình còn ủng hộ Tiền Thành Quý sao? Đây chẳng phải là không quan tâm đến quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sao? Đỗ Tử Khải cũng giơ tay lên. Hơn 10 con mắt đang nhìn chằm chằm vào Chu Gia Sinh. Tiền Thành Quý cũng là một trong ủy viên thường vụ địa ủy, tôi phản đối đề nghị của Diệp Phàm. Trưởng ban Vạn, anh cũng nói một câu, không thể để đồng chí của tôi bị chèn ép, lấy thế đè người, trả đũa, không quan tâm. Tiền Thành Quý hét thiếu chút nữa. Trưởng ban Bạch vừa thấy thế đang định lên tiếng. Diệp Phàm tranh lên tiếng trước nói. 11 ủy viên địa ủy đang bàn việc của đồng chí Thành Quý. Cho nên, đồng chí Thành Quý không thể tham gia, chỉ có thể láng tránh. Chỉ còn lại 10 vị ủy viên, đồng ý tạm thời cách chức đồng chí Thành Quý đã vượt qua 6 người, còn 4 vị đến bây giờ vẫn chưa tỏ thái độ. Nhưng đã không quan trọng, các đồng chí đã vượt qua một nửa, đề nghị này được hội nghị thường vụ của địa ủy Giang Hoa thông qua. Tôi phản đối. Tiền Thành Quý hét lên. Đồng chí Thành Quý, đây là phòng họp của địa ủy, anh hét gì, không có chút quy củ nào. Diệp Phàm nghiêm mặt nhắc nhở. Đi, bố đi. Tiền Thành Quý thiếu chút nữa điên rồi, nhất chân định đi. Từ đã đồng chí Thành Quý, chuyện của cậu tôi còn chưa tuyên bố. Hiện nay nên tuyên bố. Trưởng ban Bạch đột nhiên đứng lên, lấy ra quyết định đọc. Bổ nhiệm đồng chí Thành Quý làm phó bí thư đảng ủy sở giao thông, đảng ủy viên, phó giám đốc sở. Nói xong, trưởng ban Bạch bắt tay Tiền Thành Quý nói. Đồng chí Thành Quý, cậu bàn giao công việc rồi nhanh chóng đến nhậm chức, bên kia cần cậu. Trưởng ban Bạch rõ ràng ra mặt vì Thành Quý. Trưởng ban Bạch, đối với đồng chí tạm thời cách chức nhận điều tra ban tổ chức tỉnh ủy có phải là nên hoãn lại không? Diệp Phàm nói. Chương 3103, tỉnh ủy hành động nhanh chóng. Đồng chí Diệp Phàm, anh cho quyết định của ban tổ chức tỉnh ủy là trò đùa sao? Mà đồng chí Tiền Thành Quý lúc trước cũng không nhận được thông báo tạm thời cách chức điều tra của các anh. Ban tổ chức tỉnh ủy lại càng không nhận được thông báo của địa ủy Giang Hoa. Không nhận được thông báo chẳng lẽ ban tổ chức tỉnh ủy còn phải xin chỉ thị của địa ủy Giang Hoa mới tỉnh ủy yên bố sao? Ban tổ chức cán bộ công bố quyết định bổ nhiệm phải xin chỉ thị của cấp dưới, hình như không có quy định này. Trưởng ban Bạch nghiêm mặt hừ nói. Đương nhiên không có quy định này, nhưng...
vừa rồi trước khi trưởng ban Bạch công bố quyết định thì địa ủy chúng tôi đã tiến hành xử lý đối với đồng chí Tiền Thành Quý. Mà trưởng ban Bạch cũng ở đây, không thể không nghe thấy. Nếu như trưởng ban Bạch không ở đây, chúng tôi sẽ báo cáo ban tổ chức tỉnh ủy. Nếu trưởng ban Bạch công bố quyết định chúng tôi chưa xử lý đồng chí Tiền Thành Quý thì khác. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói. Báo cáo là chuyện của địa ủy Giang Hoa các anh. Nhưng, địa ủy Giang Hoa các anh có chính thức báo cáo việc này lên ban tổ chức tỉnh ủy sao? Tôi ngồi ở đây, vừa rồi trợ lý Diệp có báo cáo tôi sao? Tôi nói rồi, tôi chỉ là dự thính thôi, các anh coi như tôi không tồn tại là được. Hơn nữa, nói về tổ chức, vừa rồi hội nghị thường vụ địa ủy các anh còn có 4 đồng chí chưa tỏ thái độ. Tỉnh ủy nói bọn họ tỏ thái độ không thể quyết định được đại cục. Nhưng, hội nghị thường vụ đảng ủy quan trọng phải tôn trọng ý kiến của các thành viên đảng ủy có phải không? Dù sao cũng phải cho 4 đồng chí một chút thời gian để lo lắng. Trợ lý Diệp quyết định vội vàng như vậy chẳng lẽ sợ 4 vị đồng chí có thể phản đối sao? Bạch Vạn Thăng thật đúng là đanh đá chua ngoa. Diệp Phàm tỉnh ủy y nói vừa rồi chiếm ưu thế nhưng cũng không có thời gian để thông báo với Bạch Vạn Thăng. Đúng vậy, 4 chúng tôi đều phản đối đề nghị của trợ lý Diệp. Chu Gia Sinh vừa nghe lập tức nhảy ra rồi, mà mấy người Triệu Nhất Thác cũng tỏ thái độ. Thư ký Đỗ, ghi lại, 4 vị đồng chí Chu Gia Sinh phản đối việc tạm thời cách chức đối với đồng chí Tiền Thành Quý. Diệp Phàm lập tức nhìn Đỗ Vệ Quốc nói. Sau đó Diệp Phàm còn nói thêm. Trưởng ban Bạch. Hiện tại tôi lấy danh nghĩa địa ủy và ủy ban nhân dân Giang Hòa báo cáo vấn đề của đồng chí Thành Quý. Nhưng, Diệp Phàm mới vừa nói đến đây, Bạch Vạn Thăng vừa cất bước, nói. Các vị đồng chí, tôi có việc gấp, chuyện của tôi đã hoàn thành, đi trước một bước. Vừa nói xong, Bạch Vạn Thăng cũng chưa nhìn Diệp Phàm một cái đi nhanh. Hừ, Tiền Thành Quý hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi nhanh. Đồng chí Khương Nguyệt. Lập tức đem chuyện xử lý đồng chí Tiền Thành Quý của địa ủy Giang Hoa báo cáo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và ban tổ chức tỉnh ủy. Đề nghị họ tạm hoãn thi hành quyết định đối với đồng chí Tiền Thành Quý. Sau khi có kết quả điều tra sẽ ra quyết định. Diệp Phàm phải hạ nặng tay, lấy Tiền Thành Quý để làm kinh sợ Chu Gia Sinh. Sau đó, Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồng chí Chu Gia Sinh, tôi hy vọng anh lập tức thay tổ trưởng mới, tranh thủ trong năm này hoàn thành việc khảo sát. Hoàn thành công tác khảo sát di rời, tiến hành nhanh quy hoạch. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Chu Gia Sinh còn có thể nói cái gì, Diệp Phàm thế đang ở trên, đành phải gật đầu đồng ý. Trưởng ban Bác, rất xin lỗi về chuyện ngày hôm nay. Chu Gia Sinh vẻ mặt tái xanh nói với Bạch Ứng Đông. Cậu đã làm gì, gọi tôi từ trên tỉnh xuống là để khiến tôi khó xử như vậy sao? Cậu muốn làm như thế nào? Nhiều năm lãnh đạo như vậy. Mưu lược của cậu đều như cháo trong bát có phải không? Tất cả đều là ngu ngốc một đống, lần đầu tiên trên hội nghị thường vụ đảng ủy là khinh địch nên thành ra thế, lần thứ hai thì sao? Chuẩn bị đầy đủ rồi. Sao thế, lại bị bại rối tinh rối mù? Bạch Vân Thăng vỗ bàn mấy cái, cốc chén thiếu chút nữa bay lên. Tôi thật sự không nghĩ tới, không ngờ ngay cả anh mà hắn cũng không nể mặt. Họ Diệp thật sự là quá kiêu ngạo, đây là cấp dưới sao? Rất không phải. Chu Gia Sinh giận dữ hừ nói. Người ta như vậy tôi còn có thể thế nào? Diệp Phàm là mượn thế của tỉnh ủy để áp chế đến. Trường hợp này là có bản ghi chép xuống, tôi có thể nói cái gì? Nếu nói ra truyền đến tai tỉnh ủy, Bạch Vạn Thăng tôi thành cái gì? Hơn nữa, Diệp Phàm xuông tay rất quyết đoán, rất nhanh chóng. Cậu chẳng những không phát hiện, Khương Nguyệt, Mậu Đồng Xuân, ngay cả Chiến Nhất Cương cũng ủng hộ hắn. Đồng chí Chu Gia Sinh, mới bao lâu thời gian, hắn xuống dưới không đến 5 ngày. Chu Gia Sinh cậu đã có mấy năm để chuẩn bị mạng lưới quan hệ, hắn chỉ dùng 5 ngày là làm được. Giọng của Bạch Vạn Thăng không ngờ có chút phục. Mậu Đồng Xuân là tình hình đặc thù, Khương Nguyệt là người của Thái Lâm, đương nhiên đuổi kịp bước chân của Diệp Phàm. Còn về Chiến Nhất Cương người này tôi thật không hiểu, người này ở ngoài nhìn ngăn nắp, một quân nhân thật sự, tôi thấy chó má không phải. Còn không phải loại nhu nhược sao, có lẽ là sợ không hoàn thành nhiệm vụ, cho nên, đi cầu Diệp Phàm. Diệp Phàm có lẽ giảm cho anh ta một ít nhiệm vụ. Người này liền vẫy đuôi, đến lúc đó Chu Gia Sinh tôi muốn cho Chiến Nhất Cương biết cầu Diệp Phàm cũng vô dụng. Hễ là ủy viên thường vụ, toàn bộ đều được đối xử bình đẳng. Chiến Nhất Cương anh gọi tôi là cha nuôi tôi cũng không bỏ qua cho y. Chu Gia Sinh mặt đen lại. Cậu còn chưa biết mình sai ở đâu sao?
Bạch Vạn Thăng đập bàn, thấy vẻ mặt Chu Gia Sinh không hiểu, không khỏi hừ nói. Trong đầu cậu còn đang nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, nhiều nhất suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ thì một số người không chịu nổi. Cậu có nghĩ không, mục đích của chúng ta là gì? Tôi nhớ ký, đồng chí Diệp Phàm phân công nhiệm vụ phải chấp hành. Chúng ta chỉ có thể dùng một số thủ đoạn trong đó. Gần đây huyện Lăng Hà và Giang Hoa chúng ta đều hoạt động đi lên. Thư ký tên hàng ngàn người cũng đưa lên rồi. Hiệu quả, có lẽ còn 2-3 ngày nữa mới thể hiện ra. Đến lúc đó, tôi thấy Diệp Phàm sẽ lửa thiêu mông. Chu Gia Sinh âm trầm nói. Muốn rồi. Bạch Vạn Thăng có vẻ có chút nản lòng. Không muộn, không phải là còn chưa mở màn sao? Chu Gia Sinh nói. Tôi nói rất đúng, việc này Quốc vụ viện đã phê duyệt, văn kiện có lẽ đã đến tỉnh thành rồi. Có lẽ chiều này hoặc sáng mai quyết định của tỉnh sẽ được đưa xuống. Cậu có thể vuốt đuôi thôi. Nhưng, mặc kệ thế nào, nhất định phải làm tỉnh thu hồi quyết định mới được. Bạch Vạn Thăng mặt dữ tợn. Chu Gia Sinh gật đầu, kỳ thật, trong lòng sớm đã lạnh rồi. Bởi vì đây là Quốc vụ viện phê chuẩn, tỉnh ủy quyết định rồi, muốn thu hồi khó hơn lên trời. Cứ gây sức ép nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn. Ngược lại để lại ấn tượng không tốt trong mắt tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Nhưng, Bạch Vạn Thăng bị ép trong này, Chu Gia Sinh tiến thoái lưỡng nan. Anh ta biết, hiện tại mình là sĩ qua sống, chỉ có thể tiến không thể lui. Quả nhiên, sáng ngày thứ hai, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã xuống. Vẫn là do trưởng ban thư ký tỉnh ủy Trường Thiên tự mình xuống công bố. Các đồng chí, chuyện di rời trung tâm Giang Hoa là một trong những việc lớn nhất của tỉnh. Chính là việc của ủy ban địa khu Giang Hoa. Ủy ban Giang Hoa chính là quân chủ lực, hy vọng địa ủy Giang Hoa phải chỉ huy tốt việc này, ủy ban phải kiên quyết tích cực hưởng ứng kêu gọi của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, nghe theo chỉ huy thống nhất của địa ủy. Hơn nữa, phải làm nhanh, đồng chí Khai Thành có thận trọng dặn, đồng chí nào dám không coi trọng việc di rời trung tâm địa ủy, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phê bình. Các đồng chí, chúng ta muốn coi di rời trung tâm Giang Hoa là việc lớn của năm nay. Phải làm tốt công tác chuẩn bị. Hơn nữa, ngày hôm qua chúng ta nhận được đề nghị cách chức đối với đồng chí Tiền Thành Quý của địa ủy Giang Hoa. Tỉnh ủy đã phê chuẩn tạm hoãn quyết định bổ nhiệm mới đối với đồng chí Tiền Thành Quý. Hơn nữa, giao cho địa ủy Giang Hoa tiến hành điều tra rõ. Một khi phát hiện có đồng chí có hành vi trong quá trình di rời thủ phủ, cố ý gây chuyện nhất định sẽ phải xử lý nghiêm. Đối với chuyện di rời trung tâm Giang Hoa, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã hạ quyết tâm lớn. Bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn được. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng tôi phản đối di rời, chúng tôi muốn xây dựng thành phố Giang Hoa. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng hét vang lên ầm ĩ. Sao lại thế? Trương Thiên ngừng câu chuyện nhíu mày. Tôi đi xem. Chu Gia Sinh vừa thấy nhanh chóng nói. Mang theo chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Triệu Nhất Thác vội vã đi ra ngoài. Trợ lý Diệp, trước cửa địa ủy tụ tập mấy trăm người dương khẩu hiệu, có lẽ là quần chúng bị đầu độc tìm đến gây sự. Khương Nguyệt nói nhỏ bên tai Diệp Phàm. Anh nói với đồng chí Chu Gia Sinh một chút, khuyên họ trở về, nhưng phải chú ý nắm tình hình, đừng làm sự việc trở nên lớn hơn. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng, Khương Nguyên đi nhanh. Nhưng, tiếng ồn ào vẫn càng ngày càng chói tai. Càng lúc càng lớn. Trợ lý Diệp, đánh nhau rồi. Khương Nguyệt gọi điện thoại báo cáo. Đánh nhau, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm hỏi. Bí thư Triệu gọi công an đến, quần chúng không phục, công an đuổi người đi. Cho nên, liền xông vào đánh nhau. Xem tư thế này, mấy chục nhân viên không ngăn được họ, bởi vì nhiều người quá. Khương Nguyệt nói. Chu Gia Sinh đâu? Diệp Phàm hỏi. Hẳn là bị người đánh một chút. Hiện công an đang bảo vệ anh ấy. Khương Nguyệt nói. Thư ký Trương, ngại quá, tôi đi giải quyết một chút. Diệp Phàm quay đầu nói. Ừ, chú ý đừng làm cho mọi việc trở nên lớn hơn. Khuyên họ trở về là được, chỉ là có đồng chí không cùng ý kiến thôi, tin rằng sau này họ sẽ nghĩ thông suốt. Trưởng ban thư ký Trương gật đầu nói. Trợ lý Diệp, phải chú ý an toàn. Cảm ơn, tôi đi sang đó. Diệp Phàm gật đầu đi ra ngoài. Bên ngoài thật đúng là loạn, mấy trăm người đang cùng với mấy chục nhân viên công an tạo thành bức tường đẩy đi. Nhân viên công an cũng khổ không thể tả, bên ngoài lực đạo quá lớn. Mà Chu Gia Sinh vẻ mặt xanh mét né phía sau mấy cảnh sát cầm loa nói, nhưng không anh để ý đến anh ta.
Các đồng chí, tôi là bí thư địa ủy Giang Hoa Diệp Phàm, tất cả dừng lại hết cho tôi, nghe tôi nói vài câu. Nếu nói không tốt, mọi người làm ầm ĩ cũng chưa muộn. Diệp Phàm nói to, thiếu chút nữa phá hủy cả loa. Quả nhiên, bị Diệp Phàm chấn động, đoàn người im lặng một chút, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chương 3104, việc này là ai làm? Tôi biết, chuyển thủ phủ Giang Hoa làm mọi người lo lắng, nhưng mọi người yên tâm. Chuyển đi cũng không phải địa ủy và ủy ban nhân dân địa khu bỏ nhân dân thành phố Giang Hoa. Ngược lại, là đem đến cơ hội phát triển rất tốt cho mọi người. Bởi vì, trung tâm mới đi theo tập đoàn Hoành Không, lấy du lịch làm mục tiêu phát triển. Diệp Phàm vừa mới nói đến đây, có người mắng. Thúi lắm, đều là lừa gạt người khác, người Giang Hoa chúng tôi không cần đi theo mông thối của tập đoàn Hoành Không. Muốn liếm thì anh tự làm, đừng nhắc chúng tôi lên. Đúng thế, chuyển trung tâm của địa khu, thành phố Giang Hoa của chúng tôi còn cái gì dùng, cái gì cũng mang đi, bệnh viện, trường học. Có người khác cũng đi đem mắng. Nghe nói hết thấy những việc này đều là tập đoàn Hoành Không làm trò quỷ, mọi người không biết chứ người đang nói chuyện còn kiêm chức chủ tịch tập đoàn Hoành Không. Địa ủy căn bản là muốn đem người dân Giang Hoa bán cho tập đoàn Hoành Không. Làm càn. Diệp Phàm quát một tiếng. Bốp bốp vài tiếng giòn tan vang lên. Mọi người kinh ngạc phát hiện theo lời nói của bí thư Diệp, hai vị này không ngờ bị tát vào miệng. Đánh tôi, đánh chết mày. Một tên mắng. Anh đánh tôi trước, tôi cũng đánh chết anh. Người kia cũng hét lên, giơ chân đá qua. Nhất thời toàn bộ ánh mắt của nhân viên đều bị hai người này thu hút. Đây đương nhiên là bút tích của Diệp Phàm, dùng nội khí khống chế tát cho một người một cái, người còn lại cũng làm theo. Đánh nhau trước mặt mọi người, đi lên, bắt lại. Diệp Phàm hạ lệnh, các đồng chí công an cảm giác đến chín phần oan ức, nhận được mệnh lệnh như lang như hổ bắt hai vị này lại. Công an đánh người rồi, công an đánh người rồi. Các anh chị em Giang Hoa, chúng ta không thể để công an thực hiện được. Chúng ta tuyệt đối không thể để họ chuyển khu đi. Hai người này kịp phản ứng, vừa bị cảnh sát bắt đã hét lớn. Nhưng lúc này, ánh mắt quần chúng đã sáng như gương. Bởi vì, công an người ta cũng không đánh người, nhưng thật ra hai người lại đánh nhau, còn đánh đến quần chúng bên cạnh cũng gặp hại. Nếu công an thấy đánh nhau mà không ngăn thì là không làm tròn trách nhiệm rồi. Tôi tiếp tục, nếu trung tâm mới lấy du lịch làm ngành công nghiệp chính. Mọi người đều biết, du lịch chú trọng bảo vệ môi trường. Cho nên, trung tâm tương lai không thể để xí nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ vào đây. Mà tỉnh lại tăng đầu tư vào địa khu Giang Hoa. Tương lại có công ty đến đây trên cơ bản đều tuyển người trong phạm vi Giang Hoa. Sẽ xây dựng cách nội thành không xa. Đến lúc đó, nhiều công ty đến đây, thành phố Giang Hoa lại càng giàu có. Đương nhiên, bảo vệ môi trường chúng tôi cũng yêu cầu nghiêm khắc đối với bọn họ. Thành phố Giang Hoa lại càng thêm xinh đẹp. Diệp Phàm nói. Quả nhiên, người nghe có chút động tâm. Tốt lắm, tan đi, hôm nay nắng như thế này đứng ở nơi đây bị cảm nắng thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó, tất cả mọi người đều giàu có khi tôi còn trở về đây khất thực ấy. Diệp Phàm những lời này vừa nói xong mọi người cười vang. Đi khất thực, tập đoàn Hoành Không các anh chính là giàu có. Có người hét lên. Giàu nhiều giúp người giàu ít, mọi người cùng giàu có mới là mục tiêu của chúng ta. Vị đồng chí này nói rất khá. Sau này tập đoàn Hoành Không nếu có đầu tư ở tỉnh Điền Nam. Diệp Phàm tôi đồng ý, chỗ đầu tư hàng đầu là thành phố Giang Hoa. Về huyện Lăng Hà, để cho nó làm du lịch thôi, ha ha. Diệp Phàm cười sang sảng. Hơn nữa, địa ủy còn có bồi thường khác. Ví dụ như sau này xây đường cao tốc đặc biệt lúc đó sẽ nghĩ đến việc gắn kết thành phố Giang Hoa với trung tâm mới. Mọi người đến đây cũng tiện, không để một giờ chạy xe. Hơn nữa, mục tiêu tương lai chính là gắp bó Lăng Hà và Giang Hoa. Nói rất hay, hy vọng có thể thực hiện. Có người nói. Lúc này tiếng vỗ tay vang lên. Đều về làm việc đi, nếu muốn giàu mặc kệ không làm việc là không thể giàu được. Chúng ta cùng nhau giàu. Diệp Phàm cười nói, đám người cuối cùng bắt đầu tan, toàn bộ tan. Ánh mắt tinh tường của Diệp Phàm phát hiện trưởng ban thư ký tỉnh ủy đứng bên cửa sổ hình như khẽ gật đầu. Làm tốt lắm. Vừa về đến phòng họp, thư ký Trương nói với Diệp Phàm một câu khích lệ. Còn Chu Gia Sinh, thư ký Trương không thoải mái hừ noi. Đồng chí Chu Gia Sinh, tôi hy vọng sau này việc như thế này không xảy ra nữa. Di rời thủ phủ là việc lớn nhất của các anh, cũng là việc lớn của tỉnh ủy.
tôi không hy vọng sinh nhiều chuyện không hay. Tôi hiểu rồi, sau này tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy nữa. Chu Gia Sinh sầm mặt gật đầu nói, người này thiếu chút nữa buồn bực mà chết. Ai làm, ai làm, ai làm. Chu Gia Sinh trở về văn phòng, cầm chén trà đập lên bàn. Sợ tới mức Triệu Nhất Thác cùng Lưu Nhất Đa đứng bên cạnh cũng không dám hé răng. Nhưng, ánh mắt hai người nhìn nhau vài lần có chút kỳ lạ. Hai thằng khốn nạn các anh, tưởng tôi gọi người làm có phải không? Thật sự là ngu ngốc. Chu Gia Sinh càng tức giận, mặt đã thành chiếc bánh mì trái đen. Rốt cuộc là ai làm? Thật sự là lạ. Triệu Nhất Thác vẻ mặt nghi hoặc. Việc này anh điều tra xe, hai người các anh đã không nhìn ra sao? Hôm nay có người muốn hại tôi, là muốn tôi chết. Chu Gia Sinh hừ nói. Sao lại thế? Lưu Nhất Đa có chút không hiểu. Tình hình thế này, các anh nghĩ lại xem, chuyện hội nghị thường vụ ngày hôm qua có phải đã truyền đến tỉnh không? Hôm nay lại xảy ra việc này, đây không phải rõ ràng là Chu Gia Sinh tôi sai người làm sao? Đơn giản chính là muốn làm cho trưởng ban thư ký Trương biết thái độ của quần chúng. Tạo ra một ít chướng ngại vật cho việc di rời. Các anh, bọn họ là muốn tỉnh ủy có ấn tượng đối với tôi. Đồ chó này, không ngờ làm ra chuyện này. Chu Gia Sinh cắn răng. Ban đầu chúng tôi thật đúng là tưởng anh Chu gọi người làm, chúng ta không phải bảo mọi người ký thư hàng nghìn người sao. Việc này, liên hệ một chút cũng dễ hiểu. Không thể tưởng tượng ở đây lại có việc như vậy, lòng người thật sự là khó dò. Nhưng, cuối cùng là ai làm? Có thể là Diệp Phàm không? Triệu Nhất Thác nói. Không phải là hắn, làm như vậy ảnh hưởng cũng không tốt đối với hắn. Nếu thành chuyện lớn, có thể giải quyết thì vẫn có một ảnh hưởng rất lớn. Hắn không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy. Chu Gia Sinh lắc đầu. Rốt cuộc là ai? Ba người Triệu Nhất Thác đều không hiểu. Tôn Lệ Phương, chính là cô sao? Lưu Nhất Đa thầm nói. Người phụ nữ này bình thường hình như không có biểu hiện gì. Đến Giang Hoa chúng ta cũng đã vài năm, vẫn duy trì như vậy. Chỉ cần không trêu chọc cô, mọi người vẫn bình an vô sự. Chẳng lẽ cô cũng muốn cơ hội này thể hiện một chút. Con người mà đều có tính háo thắng thôi. Có lẽ Tôn Lệ Phương cảm thấy được lần này là một cơ hội. Hơn nữa, Diệp Phàm lại là người không thể ở Giang Hoa chúng ta lâu dài. Mà một khi Diệp Phàm quay về tập đoàn Hoành Không thì địa ủy này chính là nhà của Chu Gia Sinh. Tôn Lệ Phương chắc chắn không phục. Triệu Nhất Thác phân tích có chút có lý. Cậu vừa nói đúng là tính cách của người đàn bà này. Chu Gia Sinh khẽ gật đầu. Rốt cuộc là ai làm? Cùng lúc này Diệp Phàm ngồi xuống ghế cũng khó hiểu. Xem ra giống Chu Gia Sinh làm, anh ta thật ra tốt, đi ra ngoài chỉ là giả vờ, căn bản là đang diễn trò cho chúng ta xem thôi. Đỗ Vệ Quốc nói. Vệ Quốc, trước khi biết rõ ràng không cần nói loạn. Có lẽ lần này chỉ là trùng hợp thôi. Di chuyển trung tâm, nhân dân Giang Hoa chắc chắn không chịu. Có lẽ chuyện lần này chính là mở đầu sau này còn có việc gây sức ép nữa. Diệp Phàm nói. Đang nói thì Diệp Phàm nhận được điện thoại. Nhận điện thoại xong nói. Thư của nghìn người dân, việc này có lẽ là bút tích của đồng chí Chu Gia Sinh. Vậy làm sao bây giờ? Chu Gia Sinh lần này thật đúng là hành động lớn. Không ngờ có cả thủ đoạn này, việc này đưa lên cấp trên chắc chắn hỏi qua. Đô Vệ Quốc có chút nóng nảy. Bình tĩnh xem biến đổi, vội cũng không được. Không biết đệ đơn lên đâu, nhưng tám phần không phải là trên tỉnh. Đệ trình lên tỉnh cũng là Bạch Vạn Thăng đệ lên, có lẽ là phải đến các bộ và ủy ban trung tương. Có Bạch Vạn Thăng tương trợ, thư này được đưa lên Bắc Kinh không khó. Con đường này Bạch Vạn Thăng rõ hơn hết. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Vương Long Đông, dặn anh ta chú ý tình hình này. Vài ngày sau Chu Gia Sinh thể hiện là một người cán bộ mẫn cán, trở về liền mở hội nghị ủy ban nhân dân địa ủy. Bổ nhiệm Trịnh Tuế Nguyệt phụ trách tổ khảo sát, mà Trịnh Tuế Nguyệt cũng không dám chậm trễ sáng sớm ngày hôm sau mang theo toàn thể nhân viên công tác đến huyện Lăng Hà đóng quân, rất tư thế khảo sát. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết, chuyện của tổ khảo sát Chu Gia Sinh không dám đùa. Bởi vì ngay cả tỉnh cũng đang theo dõi. Có lẽ muốn gian lận chỉ có thể là tạo ra dư luận trong quá trình triển khai công tác thôi. Tối ngày 3 tháng 9. Đã khuya, sắp 12 giờ. Diệp Phàm đi ra ngoài đánh mấy quyền trở về, nhìn ngoài không thấy ai, cũng không đi vào cửa chính mà đi cửa sau khách sạn vào. Chìa khóa thật ra Diệp Phàm có nhưng vừa mới đi gần đến cửa sắt phía sau, phát hiện có bóng người loanh quanh bên cạnh cửa. Người này đến làm gì? Đã muộn thế này.
Diệp Phàm thầm nghĩ, đôi mắt ưng phát hiện không ngờ chính là Tiền Thành Quý. Diệp Phàm có vẻ không biết đi vào cửa sau, Tiền Thành Quý vừa thấy nhanh chóng nấp vào bụi hoa cạnh cửa. Lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa mới mở cửa đang định đi vào, phía sau nghe tiếng Tiền Thành Quý. Trợ lý Diệp. Ai, hả là anh, đã muộn thế này đứng ở đây làm gì? Diệp Phàm quay đầu nhìn y có vẻ kinh ngạc. Tôi có việc muốn báo cáo anh một chút. Tiền Thành Quý nói. Đi vào rồi nói. Diệp Phàm à một tiếng nói, Tiền Thành Quý đi theo Diệp Phàm cẩn thận đi qua cửa sắt. Diệp Phàm tuy nói là ở nhà khách địa ủy nhưng, phía sau nhà khách còn có tòa nhà khác. Chương 3105, tôi sai rồi. Trước kia nghe nói là để lãnh đạo cấp trên nghỉ ngơi tạm thời. Diệp Phàm ngại phía trước phức tạp nên dọn đến đây. Ở đây chỉ có Diệp Phàm và Đỗ Vệ Quốc, hơn nữa phía trước là khu nhà ở và căn tin, cách xa nên cũng yên tĩnh. Chẳng qua diện tích nhỏ một chút, bình thường luyện công không tiện. Cho nên, Diệp Phàm thường phải theo ống dẫn nước đi xuống, ra ngoài chạy thêm mấy chục dặm đến khu rừng gần đó luyện công. Nhưng, đối với Diệp Phàm mà nói, với sức bàn chân của hắn hiện giờ, mấy chục dặm chỉ cần 10 phút là đến, cũng là một biện pháp rèn luyện thân thể tốt. Có chuyện gì, anh nói đi. Diệp Phàm bảo Tiền Thành Quý ngồi xuống mình cũng ngồi xuống, cả nước cũng chưa rót. Người này căn bản là Diệp Phàm không mong gặp anh ta. Nhưng Tiền Thành Quý không dám ngồi, vẫn đứng một cách tội nghiệp, suy nghĩ một chút lên tiếng. Diệp, trợ lý Diệp, thật ra, việc này nói rất dài dòng. Nói dài, không sao, dù sao hiện giờ tôi cũng không có việc gì, anh cứ từ từ nói. Diệp Phàm hừ nói. Lúc này Đỗ Vệ Quốc cảm giác Diệp Phàm đã về, từ trên tầng đi xuống vừa thấy Tiền Thành Quý thật ra ngây người một chút, nhưng vẫn bước nhẹ đi pha trà. Diệp Phàm thật ra đã dặn Đỗ Vệ Quốc, nói là muốn luyện võ, Đỗ Vệ Quốc cũng biết một chút về Diệp Phàm đương nhiên cũng không thấy lạ. Cho nên, dặn cậu ta muốn ngủ thì ngủ không cần để ý đến hắn. Chẳng qua Đỗ Vệ Quốc rất tích cực, Diệp Phàm về cậu ta thường xuất hiện đúng lúc lấy nước, có khi còn tự mình nấu cho Diệp Phàm chút gì đó. Diệp Phàm nói vài lần cũng vô dụng nên kệ cậu ta. Dù sao, còn trẻ, có sức khỏe. Trợ lý Diệp, tôi sai rồi, sai rất thái quá. Tiền Thành Quý đỏ bừng mặt cúi thấp đầu. Hả, anh sai lầm rồi, nói nghe một chút. Diệp Phàm hỏi. Ngay từ đầu tôi đã nói dối. Tiền Thành Quý nói. Nói dối cái gì? Diệp Phàm ép sát, mà Đỗ Vệ Quốc cũng đã ngồi bên cạnh im lặng nghe, việc này cũng là cơ hội tốt để học tập. Lãnh đạo đã như vậy, hơn nữa chỉ có cán bộ thân tín của lãnh đạo mới có cơ hội này. Bình thường còn không có cơ hội này, cho nên, Đỗ Vệ Quốc đặc biệt quý trọng cơ hội này. Tôi nói ra trợ lý Diệp có thể tha thứ cho tôi một cơ hội nữa, nếu không, tôi, Tiền Thành Quý hai mắt không ngờ rơi lệ. Người này có lẽ mấy ngày nay cũng quá mệt, thật vất vả mới từ cán bộ thường lên lãnh đạo, chức vụ đảm nhiệm là phó giám đốc Sở Giao thông tỉnh. Sở Giao thông là một ngành giàu có, lãnh đạo ngã xuống cũng không ít. Đương nhiên ở đây cũng có quyền lực. Không thể tưởng tượng được vì một chuyện nhỏ bị Diệp Phàm nhìn chằm chằm không tha, hiện giờ lại tạm thời bị cách chức, ngay cả vị trí lúc trước cũng nhanh bay mất. Nếu cứ tiếp tục gây sức ép đi xuống, dù Diệp Phàm không xử lý, cứ kéo dài cũng khiến nhà họ ta chết. Vị trí ở Sở Giao thông không thể đợi người, rất nhiều người đang thèm muốn. Hơn nữa, đồng chí lúc trước cùng cạnh tranh với Tiền Thành Quý đã tiếp tục. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm việc của Tiền Thành Quý. Hơn nữa, hỏa lực rất mãnh liệt, Tiền Thành Quý mắt thấy vị trí sẽ bay, mấy hôm nay hoạt động khắp nơi, nhưng cuối cũng đâu cũng gặp trở ngại. Bởi vì, lãnh đạo tỉnh đều biết rõ, đây là trợ lý Diệp làm, mà hai vị đầu sở của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cũng rất cưng chiều vị đồng chí này. Nào có đồng ý cho người nào làm thế? Huống chi di rời trung tâm địa khu Giang Hoa là việc lớn của tỉnh, Tiền Thành Quý anh lại không ủng hộ. Người ta van xin hộ cho anh chẳng phải là muốn giải vây cho anh, kia không phải là âm thầm chống đỡ lại quyết định của tỉnh sao? Việc như thế này, đánh chết cũng không đồng chí nào đồng ý làm. Tiền Thành Quý cùng đường, biết thời gian trôi nhanh, cơ hội sẽ qua mất. Cuối cùng, cố lấy dũng khí đến tìm Diệp Phàm. Việc này, thật ra ngay từ đầu biết rõ tổ khảo sát chính là ngụy trang. Bởi vì lúc bí thư địa ủy Thái Lâm mở hội nghị thường vụ kêu gọi hưởng ứng quyết định của tỉnh ủy. Cứng rắn ép xuống dưới, Chu Gia Sinh không có cách nào, đành phải làm ra vẻ hiểu rõ về tổ khảo sát. Hơn nữa, gọi tôi đến, yêu cầu, tôi đảm nhiệm chức tổ trưởng.
Hơn nữa, ám chỉ tôi không cần tích cực như vậy, qua loa giả vờ giả vịt là được. Mà tôi cũng biết, Chu Gia Sinh là một tay trưởng ban Bạch đẩy lên. Mà trước đó tôi đã đi hoạt động trước, vừa lúc phó giám đốc sở giao thông bỏ của chạy lấy người. Việc này tôi đại khái đã nắm được rồi. Nhưng trưởng ban Bạch là trưởng ban tổ chức, hơn nữa, tôi cũng biết một ít, hình như là trưởng ban Bạch không muốn làm chuyện di rời thủ phủ. Mà Chu Gia Sinh bày mưu đặt kế việc này có lẽ là đang làm việc vì trưởng ban Bạch. Cho nên, nếu không nhận sắp xếp của Chu Gia Sinh, có lẽ cuối cùng trưởng ban Bạch bên đó sẽ kẹt lại. Kẹt này giấc mơ đến sở giao thông của tôi chắc chắn hóa thành bọt nước. Không có cách nào, tôi chỉ có thể đồng ý với sắp xếp của Chu Gia Sinh. Bên này tỏ vẻ kiêm chức tổ trưởng, thật ra, công việc của tổ chính là đến Lăng Hà đi lại mấy ngày. Về sau chính là vào khách sạn nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, ăn chơi. Dù sao nhân viên trong tổ đều là lãnh đạo đầu ngành của địa khu. Ví dụ như Cục Công an, Cục Đất đai, Cục Xây dựng. Mà các ngành ở huyện Lăng Hà tất nhiên đều góp tiền mời khách. Cứ rằng coi như vậy một thời gian nhân viên tổ khảo sát bắt đầu thay nhau về nhà. Hôm nay anh về, hôm sau tôi về. Còn kiểm tra đối chiếu, căn bản là không làm. Cho nên, cuối cùng phải báo cáo mới cuống lên lo tìm một số tài liệu để báo cáo. Căn bản là không hiểu được tình hình thực tế của Lăng Hà. Mà Chu Gia Sinh cũng đến Lăng Hà kiểm tra vài lần. Mỗi lần đều họp tổ khảo sát trong khách sạn ăn một bữa cơm. Nói rất dễ nghe, hưởng ứng kêu gọi của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân, nghe theo chỉ huy của địa ủy. Nhưng, nói thì nói thế, nhưng yêu cầu các nhân viên đừng nóng lòng, nói vội không thể ăn hết đậu hũ. Lãnh đạo nói thế, thật ra tổ viên đều hiểu. Cho nên, tất cả đều làm theo, mà tôi không lâu liền nhận được quyết định tạm điều chuyển đến sở giao thông. Việc này, vốn tôi đã đề cập với Chu Gia Sinh, muốn từ chức tổ trưởng này. Nhưng Chu Gia Sinh cười lạnh nói là việc của tôi đã xác định xong, muốn nghỉ thì nghỉ. Nhưng, Chu Gia Sinh sau đó lại nói, đây chỉ là tạm điều, còn chưa có tuyên bố. Tôi biết, chưa có tuyên bố tôi cũng không thể thế nào. Cho nên, đành phải nhẫn nhịn tiếp tục kiêm chức tổ trưởng này. Tôi đương nhiên biết, việc này hết thảy là thực đáng sợ. Cái này căn bản là lấy góc tường của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh thôi. Nói là bằng mặt không bằng lòng thì chuẩn xác hơn. Nhưng tôi cũng không có cách nào, mấy hôm trước xuống đây cũng là trưởng ban Bạch sắp xếp, vốn việc này tôi còn không biết khi nào thì xuống dưới tuyên bố. Đêm hôm đó trưởng ban Bạch cho tôi biết, tôi lúc đó còn không hiểu tại sao lại thế này. Sau đó Chu Gia Sinh lại gọi điện thoại, dặn tôi cho tôi một ít tài liệu. Tôi lúc này sợ hãi, không có cách nào, tạm thời nhét một ít tài liệu vào trong đầu, cuối cùng tôi kiên trì xuống dưới. Nhưng vẫn không thể nào qua được mắt của trợ lý Diệp. Lúc ấy xuống đấy Chu Gia Sinh luôn nhắc tôi qua điện thoại. Mà tôi thấy trưởng ban Bạch lại ở đấy, lo lắng cũng không ít. Tiền Thành Quý vẻ mặt cho tàn nói. Hừ, nếu không có sách lược vững vàng của trợ lý Diệp. Chẳng phải là âm mưu của anh Thành sao? Đỗ Vệ Quốc không nhịn được nói một câu. Tôi biết mình sai 10 phần, sai quá rồi. Trong thể chế, cũng không phải hết thảy cán bộ đều e ngại lãnh đạo cấp trên. Đặc biệt là cán bộ sắp lên lãnh đạo một ngành, trợ lý Diệp gan dạ sáng suốt làm tôi bội phục thôi. Tiền Thành Quý nói. Biết sai sẽ sửa, anh nói một cút, anh chuẩn bị sửa thế nào? Diệp Phàm hỏi. Trợ lý Diệp, nhất thời tôi hồ đồ. Tôi xin ngài chỉ cho tôi một con đường. Tiền Thành Quý vẻ mặt cung kính nói. Chuyện của anh hiện giờ đã bị lãnh đạo cấp trên coi trọng, hơn nữa, địa ủy đã thành lập tổ điều tra. Mà những chuyện anh làm đều là chuyện thật, phải điều tra rõ ràng có đúng không? Diệp Phàm hỏi. Đúng thế, chỉ là giờ tôi thật sự hối hận, đều là Chu Gia Sinh hại tôi. Để có thể ngồi lên vị trí phó giám đốc sở giao thông, tôi làm trái lương tâm. Hơn nữa, cũng mất đi tiêu chuẩn của một cán bộ. Tôi cũng là người bị hại, vốn chuyện của tôi đã có thể thành. Chính là Chu Gia Sinh lợi dụng lực ảnh hưởng sau anh ta để uy hiếp tôi. Làm cán bộ ai không muốn thăng quan, tôi cũng muốn. Tôi không muốn mất đi vị trí thật vất vả mới có được. Tiền Thành Quý cắn răng nói. Mọi thứ đều là vô bổ, anh vẫn không nhận ra được sai lầm của mình ở đâu. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Tôi sai ở việc một lòng chỉ nhìn vào vị trí phó giám đốc sở giao thông mà đồng ý với điều kiện của Chu Gia Sinh. Tôi thật sự xin lỗi đất nước, thật sự xin lỗi đảng và nhân dân. Tiền Thành Quý sửng sốt, nhanh chóng giải thích. Vậy anh chuẩn bị sửa chữa sai lầm này như thế nào?
Diệp Phàm hỏi. Kiểm điểm với tổ chức, xin tổ chức lượng thứ, cho tôi một cơ hội nữa. Tiền Thành Quý nói. Đồng chí Thành Quý, đến giờ anh vẫn còn ôm một chút ảo tưởng này là chỉ nghĩ kiểm điểm là xong. Mà chuyện do anh tạo nên không liên quan một chút nào. Anh nghĩ tốt lắm, anh cho rằng địa ủy và lãnh đạo tỉnh ủy đều là người mù có phải không? Nếu khiến người ta theo dõi muốn thoát thân sẽ phải trả giá rất lớn. Giọng Diệp Phàm đột nhiên to lên, nhìn chằm chằm Trần Quân. Ôi, tôi biết đây chỉ có thể là ảo tưởng. Tiền Thành Quý thở dài, vẻ mặt khó coi, đột nhiên y ngẩng đầu nói. Trợ lý Diệp, nếu tôi báo cáo tổ chức mọi chuyện thì tổ chức có thể cho tôi một cơ hội không? Đây là anh đang nói chuyện điều kiện sao? Diệp Phàm hỏi. Không dám, sau này tôi còn dám đưa ra điều kiện gì? Tôi muốn tố giác Chu Gia Sinh, chính là người này uy hiếp hại tôi. Con chó này, tôi bị anh ta hại đến thảm. Tiền Thành Quý hạ quyết tâm. Chương 3106, cái gì, chết rồi. Tố cáo, anh có chứng cứ sao? Nói xuông ai có thể tin tưởng được, tổ điều tra chú trọng chứng cứ chứ không phải những gì anh nói. Anh nói ra không có chứng cứ, hết thảy không có tác dụng gì. Ngược lại, đối với anh mà nói, sẽ như thế nào anh có nghĩ chưa? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Tôi nghĩ tốt rồi, nếu tôi không tố cáo anh ta, có lẽ không cần nói vị trí ở sở giao thông tỉnh mà vị trí hiện giờ cũng khó bảo vệ. Tôi muốn tranh thủ lập công. Tiền Thành Quý thận trọng nói. Tốt lắm, sáng mai cậu hãy gặp tổ điều tra để kể rõ lại. Phải nói sự thật, không thể nói bừa. Diệp Phàm nói. Nói xong có thể điều tra không? Tiền Thành Quý vẻ mặt đáng thương nhìn Diệp Phàm. Chỉ cần cậu có thể đưa ra chứng cứ, tổ điều tra sẽ xem xét tình hình thực tế của anh. Đương nhiên, nếu anh tùy tiện vu tội một cán bộ, tổ điều tra cũng sẽ không tha cho anh. Việc này một là một. Diệp Phàm gật đầu, cho Tiền Thành Quý một chút hy vọng. Tiền Thành Quý lặng lẽ rời đi. Sớm biết như hôm nay sao trước còn làm, người như thế, không nên thượng hại y. Trợ lý Diệp, tôi thấy ngài hiện giờ càng ngày càng tốt bụng. Đỗ Vệ Quốc hừ nói. Ha ha, đây không phải là vấn đề tình cảm, Tiền Thành Quý sai lầm, đó nhất định phải xử lý. Ví dụ như, công tác làm không tốt, chuyện này nhất định phải xử lý. Diệp Phàm cười nói. Vậy ý là vị trí ở sở giao thông tỉnh anh ta căn bản là không hy vọng có phải không? Đỗ Vệ Quốc khiêm tốn thỉnh giáo. Đến giờ nếu sau này còn cho anh ta vị trí ở sở giao thông tỉnh thì ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chẳng phải là mắt mù sao? Anh làm công việc thành như vậy còn được đề bạt, vậy lãnh đạo tỉnh ủy thành cái gì? Vị trí ở sở giao thông kia cũng không cần suy nghĩ, nhất định là người khác nắm. Anh ta có lẽ cũng biết điều này. Mà anh ta ở lại vị trí hiện giờ mới lại là chuyện quan trọng. Hơn nữa, muốn bảo toàn trở về cũng không thể nào. Ít nhất, nếu cấp bậc chức vụ được bảo vệ, nhưng không thể tránh xử phải lỗi nặng nhắc nhở. Cho nên Vệ Quốc, làm quan phải cẩn thận, phải có một đôi mắt nhìn rõ, khi gặp việc phải phân rõ nặng nhẹ. Nếu không, hối thì muộn. Diệp Phàm thở dài, cũng có chút tiếc nuối cho Tiền Thành Quý. Xử phạt nhắc nhở cảnh cáo. Nhưng Tiền Thành Quý bị cảnh cáo nhắc nhở thì đời này anh ta muốn đông sơn tái khỏi khó khăn rồi. Đỗ Vệ Quốc gật đầu. Ha ha, tạm thời anh ta cũng muốn không được nhiều lắm, bảo vệ chức vụ hiện giờ mới có cơ hội đông sơn tái khởi. Người ta nói, rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đun. Đã không có rừng thì lấy đâu ra củi. Tiền Thành Quý thấy hoạt động khắp nơi không có hiệu quả, quyết đoán mới quyết định tìm đến tôi. Đó cũng là một quyết định rất quyết đoán và dũng cảm. Nếu anh ta không có dũng cảm này, đời này thật đúng là anh ta xong rồi. Diệp Phàm cười nói. Quyền chủ động không phải anh nắm trong tay sao? Nhẹ hay nặng chỉ cần một câu của trợ lý Diệp. Chuyện khảo sát Lăng Hà thực ra chỉ là một cách nói thôi. Trợ lý Diệp anh nói nghiêm trọng thì sẽ nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Đỗ Vệ Quốc cười ha hả. Không thể nói như vậy, việc này quả nhiên nghiêm trọng. Đương nhiên, đối với xử lý việc này. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh chắc chắn là không có ý kiến. Quyền xử lý là trong tay địa ủy Giang Hoa. Diệp Phàm nói. Nếu Tiền Thành Quý thực sự đến tổ điều tra, tôi nghĩ, sau này tiếp theo phải là Chu Gia Sinh. Đỗ Vệ Quốc nói. Cũng không biết anh ta có bao nhiêu chứng cứ, nhưng Tiền Thành Quý cũng là người khôn khéo. Trong tay không có chứng cứ cũng không thể đến chỗ tôi. Mặc dù là không có chứng cứ, chỉ cần Tiền Thành Quý lên tiếng. Chu Gia Sinh tất gặp phải một chướng ngại. Dù sao có một số việc được làm rõ ràng trước mắt mọi người,
hơn nữa trợ giúp cho việc di rời trung tâm. Nếu Chu Gia Sinh có hành động lớn trong quá trình di rời, người ta sẽ liên hệ đến việc của Tiền Thành Quý. Diệp Phàm cười nói. 7 giờ hơn sáng ngày thứ hai, Đỗ Vệ Quốc vội vàng gõ cửa phòng Diệp Phàm nói. Trợ lý Diệp, Tiền Thành Quý đã chết. Đã chết, sao lại chết? Tin tức có chính xác không? Diệp Phàm cả kinh, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chính xác, Bí Thư Khương đã chờ ở dưới tầng. Đỗ Vệ Quốc nói, Diệp Phàm vội vàng tắm một chút rồi xuống tầng. Trợ lý Diệp, Tiền Thành Quý đã chết. Vừa thấy Diệp Phàm xuống tầng, Khương Nguyệt vội vã nói. Đứng nóng vội, từ từ nói, anh ta chết khi nào, chết ở đâu? Chết như thế nào? Diệp Phàm vừa hỏi vừa bảo Khương Nguyệt ngồi xuống. Khoảng trước sau 3 giờ sáng, Tiền Thành Quý bị đâm chết ở ngã rẽ chỗ đường Đông Sơn. Là một chiếc xe tải Đông Phong, lái xe nói là mất phanh, Tiền Thành Quý vối đi ở phía bên phải đường, lúc này đột nhiên mất phanh. Mà phía trước lại có một chiếc xe buýt du lịch, lái xe tải vì tránh xe buýt du lịch, đành phải đánh tay lái về bên phải, cuối cùng bi kịch đã xảy ra. Khương Nguyệt nói, tất cả các xe đều đi về bên phải, xe buýt nếu đi từ đối diện đến, chắc chắn là đối diện với Tiền Thành Quý, cũng chính là bên phải. Mà xe tải cũng đi bên phải, nhìn từ phía xe buýt chính là bên trái. Như vậy, xe tải mặc dù phanh không nhạy, xe buýt nên không chiếm đường, hoặc nói xe tải không có chiếm đường trái cũng không thể đụng xe buýt. Nếu không thể đụng xe buýt, chỉ là đi qua thôi, xe tải làm gì còn phải đánh lái sang bên phía Tiền Thành Quý. Diệp Phàm hỏi, việc này tôi cũng không biết rõ ràng, đêm qua nhận được tin tôi liền đi qua đó, khi tôi đến cảnh sát giao thông của cục cũng đến rồi. Hiện trường đã được dọn dẹp, tình hình cụ thể phải hỏi họ. Khương Nguyệt nói, đi, 8 giờ sáng bảo người phụ trách đội giao thông đến văn phòng tôi báo cáo. Diệp Phàm nói, trợ lý Diệp, còn một việc. Khương Nguyệt nửa muốn nói nửa không. Chuyện gì cậu nói nhanh đi. Diệp Phàm hỏi, bởi vì thân phận Tiền Thành Quý đặc thù, hơn nữa đã tuyên bố điều đến sở giao thông tỉnh. Cho nên, lãnh đạo cũng rất coi trọng. Dặn cục công an địa khu nhất định phải điều tra nghiêm việc này, điều tra rõ sự thật. Cho nên, từ đêm qua cục công an đã triển khai điều tra toàn diện. Mà đồng chí Triệu Nhất Thác cũng tự mình hạ chỉ thị. Cục công an cũng đã tiến hành điều tra. Theo một người đi đường chứng kiến nói, Tiền Thành Quý đi từ đường Đông Sương sang. Mà cách khu nhà địa ủy không xa. Khương Nguyệt nói đến đây nhìn Diệp Phàm một cái. Hả, có người nhìn thấy gì có phải không? Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Có người đoán không biết có phải là Tiền Thành Quý từ khu nhà địa ủy đi ra không, trước đó bảo vệ khu này cũng chứng nhận không nhìn thấy Tiền Thành Quý vào khu nhà của địa ủy. Mà có người đoán không biết có phải đi vào từ cửa sau không. Thật đúng là gặp nhân chứng, là một vợ chồng bán hoa quả chứng thực, nhìn thấy người này quanh quẩn ở cửa sau khu nhà địa ủy. Vào hay chưa cô cũng không rõ lắm. Hai vợ chồng này thường xuyên bán hoa quả cách cửa sau khu nhà ở địa ủy không xa. Mà nhà khách địa ủy lại cách cửa sau đó không xa. Căn tin đại ủy cũng thường xuyên đến quán của vợ chồng mua nước. Khương Nguyệt nói, tôi muốn có người điều tra rõ việc này. Diệp Phàm trong lòng hiểu được, những lời Khương Nguyệt nói chính là một số người chỉ hướng trên đầu hắn. Vốn muốn nói với Khương Nguyệt, Diệp Phàm lại không nói. Chờ có người ra mặt, thật muốn xem việc này tiến triển thế nào. Trợ lý Diệp, tôi cũng không có ý gì. Chỉ là phản ánh với ngài một vài tình hình thôi. Khương Nguyệt cũng cảm giác được hẳn là Diệp Phàm cảm giác được cái gì, cho nên, nhanh chóng giải thích một chút, tránh để lại ấn tượng không tốt trong lòng Diệp Phàm. Không sao. Diệp Phàm khoát tay áo nói. 8 giờ sáng, Diệp Phàm vừa vào văn phòng, phát hiện lãnh đạo công an địa khu Vương Quốc Lĩnh cùng hai cảnh sát đang đứng ở hành lang. Vừa thấy Diệp Phàm, Vương Quốc Lĩnh tiến lên chào hỏi. Vương Quốc Lĩnh tuy nói là lãnh đạo cục công an, nhưng cũng không kiêm chức chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, Ủy ban Chính trị Pháp luật là Triệu Nhất Thác. Vào văn phòng nói đi. Diệp Phàm bắt tay với Vương Quốc Lĩnh nói. Trợ lý Diệp, về chuyện đồng chí Tiền Thành Quý đêm qua bị giết, đầu tiên là do chi đội trưởng cảnh sát giao thông dẫn người đến hiện trường. Mà sau đó không lâu tôi cũng đến hiện trường, nhưng, đối với tình hình trực tiếp của hiện trường thì cậu ta rõ ràng nhất. Vương Quốc Lĩnh chỉ vào một người trung niên cao gầy bên cạnh nói. Vậy đồng chí Minh Tam báo cáo cụ thể một chút. Diệp Phàm nhìn Lý Minh Tam gật đầu bảo cậu ta nói. Trợ lý Diệp, đêm qua 3 giờ qua 5, 110 báo nhận được báo án của quần chúng, nói là đường Đông Sương có tai nạn giao thông.
một người đàn ông bị một chiếc xe tải đâm người đầy máu. Nhận được tin báo chúng tôi lập tức cử người đến đó, tôi đúng vào ca trực đêm. Cho nên, cũng liền dẫn người đi. Sau đó, tìm giấy tờ trong túi người đàn ông cùng với giấy công tác chứng nhận. Mới phát hiện không ngờ anh ta là phó chủ tịch thường vụ ủy ban nhân dân địa khu Tiền Thành Quý. Tôi không dám chậm trễ, lập tức báo cáo cho cục trưởng Vương. Phó cục trưởng Lý nói đến đây ngừng một chút. Đúng vậy, nhận được báo cáo của đồng chí Minh Sơn, tôi cũng không dám chậm trễ, lập tức cử người báo cáo đồng chí Triệu Nhất Thác. Mà đồng chí Triệu Nhất Thác chỉ thị cục công an địa khu phải nhanh chóng điều tra việc này. Dặn chúng tôi sáng mai báo cáo trợ lý Diệp, đã trễ thế không muốn quấy rầy ngài. Cho nên, chúng tôi lập tức tổ chức cán bộ suốt đêm điều tra tai nạn của đồng chí Tiền Thành Quý. Mà cục công an địa khu không riêng gì chi đội cảnh sát giao thông mà cả chi đội hình sự và trinh sát cũng tham gia điều tra. Lý Minh Tam tiếp lời. Bọn người kia, đương nhiên, trước tiên phải biểu hiện một chút mình coi trọng vụ án thế nào, trách nhiệm thế nào, đây là lệ thường. Diệp Phàm cũng kiên nhẫn cho họ chút thời gian. Trợ lý Diệp, tôi là phó cục trưởng phân công quản lý hình sự trinh sát Cố Tiểu Điền. Vừa nhận được chỉ thị của đồng chí Triệu và cục trưởng Vương. Tôi đã tập trung đội hình mạnh nhất của mình đến hiện trường, cùng chi đội giao thông nhanh chóng triển khai điều tra. Cố Tiểu Điền nói. Đồng chí Minh Tam, anh nói trước xem đồng chí Tiền Thành Quý chết như thế nào. Diệp Phàm hỏi. Chương 3107, khả nghi. Con phố lớn hướng đông chạy từ phía đông bắc lại, là một con phố dốc, hơn nữa lại khá dài. Con phố dài 3 dặm, mà hai xe phía sau lại đụng phải xe tải mang biển châu Á của đồng chí Tiền Thành Quý. Lẽ ra ban đầu giới hạn trọng tải là 20 tấn. Nhưng mà trên xe đầy những khối thép, xem ra không có dưới 60 tấn, thuộc loại xe quá tải nghiêm trọng. Xe tải này chạy từ hướng đông bắc xuống tây nam. Do đây là con phố dốc dài đến 3 dặm, xe vì quá tải mà nhất thời không phanh lại kịp, và cũng là do phanh xe nữa. Chiếc xe lao từ trên xuống, tốc độ ngày càng nhanh bởi cái dốc này thẳng đứng, lại cộng thêm trọng lượng của xe gia tăng. Rẽ xuống dưới lại là một ngã tư. Vốn đèn đỏ đã sáng lên nhưng do xe tải không phanh lại được nên chỉ có thể ấn còi ầm ĩ và lao về phía trước. Kỳ thực là nhìn thấy đèn đỏ rồi nhưng không biết làm thế nào khác. Hướng bên đèn xanh lại là chiếc xe du lịch hơn 40 chỗ ngồi. Nếu không rẽ vào thì chiếc xe tải đã chặn ngang xe du lịch rồi. Chắc chắn là trong chiếc xe du lịch kia đã ngồi kín người. Nếu như đụng phải thì hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Do vậy mà người lái xe quyết định vặn tay lái về bên phải liều chết, bởi bên trái đang có một đám người sang đường. Kết quả là bi kịch đã xảy ra, đồng chí Tiến Thành Quý đúng lúc mang cặp đựng công văn đi bên phải đường dành cho người đi bộ. Không tránh kịp, tử vong ngay tại chỗ, chiếc xe tải cũng đâm vào một cửa hàng. Lý Minh Tam nói, người lái xe thế nào? Diệp Phàm hỏi, lái xe tên là Mộc Lý Cát, nhưng mà anh ta chỉ bị hôn mê. Sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu đã không còn nguy hiểm nữa. Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, ở vài ngày là có thể ra viện. Vương Quốc Lĩnh nói, chiếc xe du lịch không sao chứ? Diệp Phàm hỏi, quá là kinh hãi, bên trong xe có 46 hành khách đi du lịch, nếu như đụng phải thì đúng là một tai nạn giao thông khủng khiếp ở tỉnh Điền Nam chúng ta đấy. Thật may là lái xe Mộc Lý Cát cũng là một tài xế lâu năm rồi, đã có hơn chục năm kinh nghiệm lái xe, tay mắt lanh lẹn đấy. Bằng không thì bi kịch đã không chỉ dừng lại có vậy. Lý Minh Tam trong lòng vẫn còn có vẻ sợ hãi. Tên lái xe sao lại không kiểm tra lại hệ thống phanh trước khi chạy xe nhỉ? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Cậu ta bảo đã kiểm tra rồi. Chuyện này là tình huống xả ra đột ngột, cậu ta cũng không hiểu vì sao lại thành ra như thế này nữa. Lý Minh Tam vừa nói vừa nhìn Diệp Phàm, rồi nói tiếp. Căn cứ vào chiếc xe thì việc chiếc xe dở chứng cũng là chuyện bình thường. Đúng rồi, các cậu đã kiểm tra thử hệ thống phanh chưa? Diệp Phàm hỏi. Đã thử rồi, xem ra báo cáo kiểm nghiệm phải trong TH, thời gian một ngày thậm chí là hai ngày mới tìm ra. Dù sao, xe cũng tổn thất rồi, hệ thống phanh xảy ra sự cố cũng khá phiền phức. Vấn đề là chiếc xe tổn thất nghiêm trọng như vậy, rất khó để phân biệt rốt cuộc là do va chạm hay do nguyên nhân nào khác gây ra. Ừ, tốc độ có thể chậm lại một chút là được. Nhưng mà nhất định phải kiểm tra ra chân tướng, còn nữa, có chuyện gì thì lập tức báo cáo cho tôi. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Vâng, ba người đều hành lễ. Trợ lý Diệp, kết quả khám nghiệm tử thi Tiền Thành Quý thì có thể loại trừ khả năng giết người của cậu ta. Lúc này,
đội trưởng đội hình sự cố Tiểu Điền nói. Nhưng mà trước mắt thì sự cố giao thông này vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Cũng không thể loại trừ khả năng còn có nguyên nhân nào khác nữa gây ra chuyện này. Ý của cậu là về phương diện nào? Diệp Phàm hỏi. Ví dụ như, nếu kiểm tra ra hệ thống phanh xe không có vấn đề gì hoặc là không có nguyên nhân nào khác, thì ngay từ đầu đã có vấn đề rồi. Cố Tiểu Điền nói. Ừ, phải nghiêm ngặt kiểm tra. Diệp Phàm thể hiện thái độ. Vâng. Ba người đứng nghiêm đáp lời, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Diệp Phàm. Buổi tối ngày thứ ba sau khi Tiền Thành Quý bị đâm chết, Đỗ Vệ Quốc vẻ mặt tức giận đến phòng khách nhà Diệp Phàm. Vệ Quốc, sắc mặt anh trông có vẻ không ổn lắm, xảy ra chuyện gì rồi phải không? Diệp Phàm đặt tay xuống tờ báo của đảng. Ông chủ, hiện giờ lời đồn đã lan khắp nơi, anh sao lại không hay biết gì chứ? Đỗ Vệ Quốc nói. Ồ, cậu nói tôi nghe xem nào, là lời đồn gì chứ? Diệp Phàm hỏi. Cũng không biết được là cái con rùa rụt đầu nào lại tạo ra lời đồn này, nói rằng hôm đó, trước khi Tiền Thành Quý chết đã gặp mặt sinh chuyên viên của Trung gia ở Sơn Trang Trúc Khê. Hơn nữa hai người còn xảy ra tranh cãi, cuối cùng đoán chừng là đã đoạt được thỏa thuận nào đó hay nói cách khác là Chu chuyên viên đang uy hiếp Tiền Thành Quý. Mà sau khi Tiền Thành Quý đi khỏi Trúc Khê Sơn Trang thì lại đi cùng trợ lý Diệp Anh vào nhà nghỉ. Đồn rằng Tiền Thành Quý đã quỳ trước mặt cầu xin anh, nhưng anh lại ý chí sắt đá. Cuối cùng, Tiền Thành Quý đưa ra chứng cứ khiến anh vui mừng, hai người đã làm xong thỏa thuận. Tiền Thành Quý tới chỗ anh cũng mang tới cả sát khí ở Châu Gia. Cuối cùng là xảy ra tai nạn giao thông này. Căn bản là Chu Gia Sinh đang muốn đòi bồi thường hoặc là đổ cho anh là người gây ra hiện trường vụ tai nạn giao thông này. Dù sao hai người các anh cũng đáng nghi, Tiền Thành Quý nhất định là do hai người các anh mà chết. Đỗ Vệ Quốc thở phì phò nói. Vệ Quốc! Càng những lúc này càng phải bình tĩnh, trong chuyện này đang có kẻ mượn sự cố tai nạn giao thông để gây chuyện. Những lúc này tuyệt đối không thể rơi vào tình thế rối loạn. Như vậy chỉ càng làm người khác thêm hoài nghi thôi. Chúng ta ý mà, cây ngay không sợ chết đứng. Diệp Phàm ngược lại vẻ mặt thật bình tĩnh. Đúng là lời đồn có thể giết người. Đỗ Vệ Quốc nói. Không cần lo lắng gì cả, chúng ta cứ yên lặng theo dõi diễn biến là được. Có điều, Vệ Quốc này... Cậu thử nghĩ xem là ai đang làm chuyện này. Diệp Phàm trái lại là nở nụ cười. Cái này cũng khó nói, nếu nói là Chu Sinh ra làm chuyện này, có vẻ không giống lắm. Đỗ Vệ Quốc nói. Vậy cậu lại dựa vào cái gì mà khẳng định không phải là người của Chu Gia Sinh làm? Diệp Phàm cười hỏi. Sờ ra như vậy, Chu Sinh ra muốn gây chuyện cũng sẽ không khoe ra cái chậu cứt của chính mình. Nhưng mà lời đồn lại nhằm vào hai người các anh. Chu Sinh ra chẳng phải ngốc như vậy. Đỗ Vệ Quốc nói. Nói vậy cũng không đúng. Tiễn Thành Quý buổi tối hôm đó tới là muốn tố giác Chu Sinh ra. Chu Sinh ra vừa nhìn thấy y tới chỗ chúng ta nên đã suy nghĩ ra điều gì đó. Cho nên đã ra tay gây ra vụ tai nạn giao thông này cũng không chừng. Về phần nói lời đồn, có thể giải thích rất đơn giản. Chu Gia Sinh vì muốn che đậy mình làm chuyện này. Cho nên đã tạo ra mọi chuyện để mọi người nghĩ y dường như cũng chịu nhiều thảm hại trong chuyện này. Cứ như vậy thì sẽ không có ai hoài nghi y. Diệp Phàm nói. Dường như cũng có chút đạo lý, nếu đúng như vậy thì Chu Gia Sinh cũng đáng sợ đấy. Không ngờ lại có thể ra tay tàn nhẫn với mình như thế, lẽ nào cậu ta không sợ rước họa vào người sao, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Đỗ Vệ Quốc nói. Ha ha, chỉ là đi ngược lại những nghi ngờ của anh. Cũng không thể chứng minh điều gì, đúng không? Chúng ta coi như bàn luận về vụ án này thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Diệp Phàm cười nói. Tôi hiểu, nhưng mà tôi cảm thấy có kẻ thứ ba làm chuyện này. Kẻ đầu mưu tôi đoán đúng như hai người các cậu nói. Nếu đúng như vậy thì kẻ thứ ba đó còn có dấu vết có thể tìm ra. Đỗ Vệ Quốc nói. Ồ, anh nói xem. Diệp Phàm cười hỏi. Có phải là một ủy viên trong đảng ủy không? Ví như phó bí thư đảng Tôn Lệ Quân chẳng hạn. Thời đại này, không muốn làm quan không phù hợp, lẽ nào Tôn Lệ Phương lại không muốn làm ô uế uy danh hai người? Một khi hai người các anh bị làm ô uế thanh danh, một khi đổ ngã thì ủy ban tỉnh Giang Hoa sẽ mất đi hai vị lãnh đạo. Mặc cho trên tỉnh nghĩ gì, Tôn Lệ Phương ngồi vào vị trí của Chu Gia Sinh là có khả năng. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng còn có đồng chí khác cũng muốn như vậy. Đỗ Vệ Quốc nói. Ha ha ha, thật không tồi chút nào Vệ Quốc ạ, bây giờ cậu tiến bộ hơn nhiều rồi đấy. Cũng thông minh hơn rồi đấy. Diệp Phàm cười.
sự thông minh của tôi ở trước Diệp Phàm anh chỉ là khoa nhi thôi. Nếu như tôi gặp phải chuyện này, sớm đã tức giận phùng mồm trợn má lên rồi. Làm sao có thể bình tĩnh ngồi câu cá như ông chủ đây? Đỗ Vệ Quốc nói. Ha ha ha, Bao Nghị lại đây, cậu hãy chuẩn bị một chút đồ ăn khuya, chúng ta ăn xong rồi nói chuyện. Diệp Phàm nói, Đỗ Vệ Quốc sửng sốt, không khỏi thở dài. Vẫn là ông chủ lợi hại, như vậy mà không hề có một chút hoang mang, hóa ra đã có chuẩn bị rồi, tôi nói đúng chứ? Ha ha ha, Diệp Phàm cười sang sảng, chỉ vào Đỗ Vệ Quốc nói. Đỗ Vệ Quốc cậu ấy à, tôi không phải hậu thần Gia Cát có khả năng dự tính. Có những chuyện có nghi ngờ liền đi tìm người kiểm chứng. Hơn nữa, nếu Tiễn Thành Quý có giữ lại cái gì thì đối với chúng ta rất có lợi. Thế nên, nhất định phải nắm nó trong tay, bằng không bị người khác lấy đi thì chúng ta không làm được gì cả. Tất cả những gì Diệp Phàm tôi làm, đều là vì có thể tiến hành di rời thuận lợi. Ai muốn cản đường thì sẽ phải đá kẻ đó đi. Thấy Bao Nghị tiến vào, Đỗ Vệ Quân lên tiếng chào hỏi, rồi đi căng tin ăn khuya. Có thu hoạch gì không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có rồi. Bao Nghị gật đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Sớm hôm qua, chuyên gia về xe là Vương Triều Phái đã tới rồi. Anh ta đã tiến hành bí mật kiểm tra, hệ thống phanh của chiếc xe này không linh nghiệm. Nhưng mà, kiểm tra cẩn thận thì phát hiện thấy dường như có người làm cho hệ thống phanh của chiếc xe này mất linh như vậy. Có điều là dấu vết không được rõ ràng. Nếu không phải cục trưởng Vương Phái chuyên gia tới thì ngay cả tôi cũng khó có thể phán đoán ra điều này. Ừ, nếu đúng là như vậy, chứng tỏ có vấn đề rồi. Điều tra từ người lái xe, liệu có phải lái xe sớm đã chạy trốn được? Diệp Phàm nói. Không loại trừ khả năng này, có điều, cũng không thể loại trừ trường hợp người lái xe không biết tình hình cụ thể thế nào đã bị người khác ra tay rồi. Nhưng khả năng này rất hiếm. Bởi nếu lái xe không phối hợp thì sao có thể biết được Tiễn Thành Quý sẽ đi tới. Hơn nữa, cái xe du lịch kia cũng có vấn đề. Nếu nó không xuất hiện thì con đường phía trước sẽ không có xe, người lái xe làm như vậy thật khiến người khác phải nghi ngờ. Vậy nên chiếc xe du lịch cũng phải được điều tra. Hiện tôi đang thấy có chút kỳ lạ, tuy là hệ thống phanh không nhạy. Mà việc có người động tay vào, tuy rằng không kiểm tra tốt nhưng nhân viên hình sự của Cục Công an Giang Hoa chúng ta cũng không phải ăn cháo mà làm việc. Không thể không hề có một chút cảm giác. Bao Nghị nói. Ừ, các chuyên gia trong ngành đã nói có dấu vết có thể tìm ra. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng Cục Công an cũng không điều tra ra. Dù sao, nhân viên hình sự ở đây cũng không thể so sánh với cán bộ. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ trường hợp người kiểm tra chiếc xe của Cục Công an cũng có vấn đề. Kỳ thật là có thể tiến hành điều tra từ rất nhiều phương diện. Trọng tâm là ở người lái xe và chiếc xe du lịch. Còn người kiểm tra xe, chỉ cần có vi phạm là có thể dễ bắt tìm ra thôi mà. Chương 3108, tóm Diệp Phàm. Đương nhiên có thể tìm thấy, có điều đối thủ vạch ra chuyện này cũng khá là chu đáo. Muốn tra ra thân phận của y hẳn là rất khó khăn. Bao Nghị nói, khó đến mấy cũng phải tra ra, có những chuyện đã xảy ra rồi, cũng có những chuyện xảy ra ngẫu nhiên trong khi điều tra. Cậu mà làm chuyện này, trên có trời cao. Muốn bỏ chạy cũng không thoát khỏi mắt thần của trời xanh. Diệp Phàm nói. Tèn Thành Quý có để lại cái gì không? Ngô Tuấn tự mình tới nhà cậu ta nhưng không tìm ra thứ gì. Cũng có thể Tiền Thành Quý không giấu thứ gì trong nhà. Còn có khả năng Tiền Thành Quý vốn dĩ không có chứng cứ gì. Bao Nghị nói. Tiền Thành Quý nhất định là như vậy rồi, chắc chắn là cậu ta có nắm chứng cứ trong tay. Chỉ có điều là tài liệu chứng cứ này giấu ở đâu thì thật khó nói. Cứ dần dần, rồi sẽ có cách. Diệp Phàm an ủi. Đúng rồi, gọi những người đó tới. Mỗi người nằm trong diện nghi ngờ đều phải chú ý. Tôi biết, Ngô Tuấn tới rồi. Ngưu Bá cũng sắp tới rồi, cả Mao Ni cũng tới nữa. Mấy người này họp lại một đội cũng đáng sợ đấy. Mỗi người đều là cao thủ, không giống như cảnh sát chút nào. Bao Nghị cười nói. Đây là sự thể hiện của quân đội của Diệp Phàm. So với cảnh sát chính quy thì còn có tác dụng hơn nhiều. Bọn họ ở nơi bí ẩn, hơn nữa mỗi người đều rất cao tay. Trộm cướp, bắt người, dùng hình, vân vân, họ đều làm rất gọn nhẹ. Ha ha, đây cũng là lý do mà ngay từ đầu tôi phải thu nhận bọn họ. Diệp Phàm tôi thu nhận họ không phải muốn làm những chuyện hại quốc gia. Chuyện họ làm đều là chính đáng, nhất thời không thể giải quyết. Còn có những việc không tiện đi giải quyết. Hơn nữa,
loại cao thủ này càng trực tiếp càng có hiệu quả. Bằng không, cậu có nhờ người trong cục công an cũng không thể dùng hình phạt tra tấn được. Mọi người dùng cậu, chúng ta làm gì có thời gian chờ đợi. Diệp Phàm nói. Hai, ông chủ à, người như vậy quá ít, thu nhận bọn họ thật không hề dễ dàng, hơn nữa, vẫn phải nuôi bọn họ nữa. Vẫn phải dùng thủ đoạn chinh phục những kẻ ngang ngược, không chịu khuất phục này thật là khó khăn. Mà anh làm tất cả như vậy đều là muốn lợi cho quốc gia. Bao Nghị vẻ mặt bái phục. Cũng không thể nói như vậy, mọi chuyện phải hiểu rộng hơn một chút. Tôi vẫn có chút tư đồ. Ví như, bọn họ tuy rằng làm mọi chuyện vì quốc gia nhưng cuối cùng suy cho cùng cũng là làm vì tôi. Tôi gặp phải phiền phức rồi. Làm cho con đường thăng quan tiến chức của ta lại thuận buồm xuôi gió rồi. Lần này cái mũ làm quan có thể ổn định rồi, chẳng phải ta là kẻ đắc lợi. Diệp Phàm nói. Ấy, anh cứ khiêm tốn. Bao Nghị nói. Lời đồn, cậu nói xem, là ai đang đồn thế? Chu Gia Sinh mặt âm trầm hỏi Triệu Nhất Thác. Có thể là có mấy người, Diệp Phàm cũng có thể, còn nữa, cũng có thể người thứ ba. Triệu Nhất Thác nói. Có điều, tôi cho rằng Diệp Phàm rất đáng nghi. Hắn biết rõ chúng ta đang cản việc di rời, hắn sẽ nhanh chóng thoát khỏi khó khăn này, hắn phải ra tay chỉnh đốn anh mới được. Mà chuyện Tiền Thành Quý gặp anh ở Sơn Trang Trúc Khê rất dễ điều tra. Có điều Diệp Phàm không ngờ rằng lúc Tiền Thành Quý đi tới chỗ hắn cũng đúng lúc bị người ta đụng phải. Hắn ngàn vạn lần không thể tính đến điều này. Hơn nữa, Tiền Thành Quý nhất định là Diệp Phàm gọi tới, tiếp tục vạch ra một loạt các hoạt động tiếp theo. Tai nạn giao thông vừa xảy ra, mọi người tự nhiên lại chĩa mũi nhọn vào anh. Nếu như Tiền Thành Quý không phải đêm hôm đi tới chỗ Diệp Phàm cũng không thể xảy ra tai nạn giao thông rồi. Chỉ có Diệp Phàm gọi cậu ta tới mới có thể tỉ mỉ vạch ra kế hoạch này. Nếu đúng như thế, lòng dạ Diệp Phàm cũng quá độc ác. Trên quan trường đấu tranh là chuyện có thể, nhưng không thể giết người, đây là mấu chốt của những cuộc đấu tranh chính trị. Trừ phi là đi tới nước đường cùng không có cách gì mới liều mạng. Tôi nghĩ Diệp Phàm chưa tới mốc này. Mặc dù hiện tại có chút khó khăn trong việc di rời, nhưng hắn cũng có cách giải quyết công bằng. Nói thật, Diệp Phàm tới đây không được 10 ngày, tôi và cậu ta cũng vạch ra vài biện pháp, nhưng tôi không nghĩ ra cái gì cả, thậm chí có thể nói là tôi bị hắn áp chế suýt nữa không thở nổi. Nếu không phải Diệp Phàm làm, vậy Tiền Thành Quý thật sự mong Diệp Phàm lượng thứ. Mà Tiền Thành Quý nhất định nhắm vào tôi rồi. Hắn cho rằng tôi chặn đường thăng quan của hắn, tự nhiên ôm hận trong lòng. Tôi nghĩ, trong tay Tiền Thành Quý có phải là có chứng cứ không? Chu Gia Sinh nói. Đúng vậy, chỉ sợ những chứng cứ này đã nộp cho Diệp Phàm rồi. Vậy chúng ta từ giờ sẽ trở nên bị động rồi. Triệu Nhất Thác nói. Sẽ không giao nộp cho Diệp Phàm đâu. Tiền Thành Quý kết giao với Diệp Phàm không lâu, thậm chí có thể nói rằng đã từng là đối thủ, lần đó, Diệp Phàm đã cho Tiền Thành Quý ăn một phát tát ngay trước mặt Bộ trưởng Bạch. Tiền Thành Quý làm việc có chút gặp khó khăn, cảm thấy không có hy vọng, cuối cùng mới đi cầu cứu Diệp Phàm. Nhưng mà cầu thì cầu chứ muốn lấy được chứng cứ của cậu ta ngay từ lần đầu cũng không dễ. Chí ít cũng phải tiếp xúc vài lần, khiến cho Tiền Thành Quý cảm thấy Diệp Phàm có thể giúp đỡ thì cậu ta mới có thể ra tay. Hơn nữa, Tiền Thành Quý giảo hoạt như vậy cũng sẽ giữ lại một tay. Chu Gia Sinh nói. Đúng là chủ tịch cao minh, có thể nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà bất luận thế nào thì tôi cũng vẫn cảm thấy Tiền Thành Quý không có chứng cứ gì trong tay cả. Y có thể đưa ra cá gì chứ? Mà cái chết của Thành Quý lại biến thành quả bom mà Diệp Phàm đối phó với chủ tịch. Hiện tại thì lời đồn đích thực là nhằm vào anh, mà Diệp Phàm chỉ đứng bên ngoài thôi. Nếu nói đúng ra thì Diệp Phàm vẫn chưa tới nỗi phải ra tay giết người. Điều này cũng không nhất định, hắn muốn nhanh chóng tiến lên cao, mà lại bị chúng ta cản trở, người trẻ tuổi đương nhiên tâm lý sẽ không nhịn nổi tức giận. Triệu Nhất Thác nói, cũng có thể. Chu Gia Sinh gật đầu nhẹ. Nhưng mà sang ngày thứ hai, lời đồn đã thành hiện thực rồi. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm đang lật dở văn kiện để xem, lúc đó, Bí thư Đỗ Vệ Quốc nhẹ nhàng gõ cửa bước vào, nói. Ông chủ, Giám đốc Chu Ngọc Hà của phòng công an tỉnh đang ở bên ngoài, nói là muốn gặp anh. Chu Ngọc Hà là phó giám đốc công an tỉnh Điền Nam, dáng người cao gầy, nhị cấp cảnh giam, mặc một bộ cảnh phục rất anh hùng, bên cạnh còn có ba đồng chí, một nam, hai nữ, xách cặp công văn, vẻ mặt rất nghiêm túc. Giám đốc Chu, mời ngồi. Diệp Phàm tiếp đón, mấy người ngồi trên ghế salon đặt ở một góc của phòng làm việc. Chu Ngọc Hà giới thiệu ba người đi cùng,
Người trẻ tuổi cắt đầu húi cua là Trịnh Đông, phó đội trưởng đội hình sự tỉnh. Anh cảnh sát có cái đầu hơi to là Tần Quốc Trung, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông tỉnh. Người nữ là Dương Ngọc Thanh, phó chủ nhiệm văn phòng công an tỉnh. Diệp Phàm liếc mắt nhìn ba người, trong lòng khí thế hung mãnh, nhân viên vẫn còn đủ cả. Có điều, đối với Diệp Phàm mà nói thì những điều này chẳng là gì, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, gật đầu như chào hỏi. Trợ lý Diệp, hôm nay tôi tới đây chủ yếu là muốn hỏi anh một chút về sự việc có liên quan tới cái chết của đồng chí Tiền Thành Quý. Chu Ngọc Hà trầm ngâm trong chốc lát, sau đó vẻ mặt nghiêm túc. Tình hình cụ thể anh nên hỏi phòng công an tỉnh Giang Hoa, đương nhiên tôi cũng sẽ báo cáo hết tất cả những gì tôi biết cho các anh. Diệp Phàm nói. Không phải như vậy. Đội trưởng Trịnh đột nhiên xen vào. Không phải như vậy, vậy thì cái gì? Diệp Phàm nhìn đội trưởng Trịnh khinh nhẹ, hỏi. Chúng tôi hôm nay tới đây chủ yếu là muốn hỏi về một vài nội dung về mối quan hệ giữa anh và đồng chí Tiễn Thành Quý trong vụ án này. Vậy được, các anh hỏi đi. Diệp Phàm bình tĩnh. Chủ nhiệm Dương, cô hãy ghi chép lại. Giám đốc Chu bảo phó chủ nhiệm Dương Ngọc Thanh, tư thế nghiêm chỉnh thẩm vấn. Ha ha, phòng làm việc của tôi đây trở thành phòng thẩm vấn rồi. Diệp Phàm cố ý cười cười. Trợ lý Diệp, chúng tôi không có ý này. Nếu vụ án này có liên quan tới anh thì chúng tôi nhất định phải ghi chép lại. Dù sao, vụ án này cũng đã có người chết lại là một người đã được đề bạt làm cán bộ cấp tỉnh, không thể làm qua loa được. Giám đốc Chu rất thản nhiên hừ một tiếng. Ghi âm thì ghi âm, kiểu ghi chép này nghe có vẻ chói tai thôi. Diệp Phàm cũng thản nhiên hừ một tiếng. Anh là người có liên quan tới vụ án, không muốn gọi anh tới phòng công an thẩm vấn đã là có chút khách khí với anh rồi. Đó là bởi anh là trợ lý của chủ tịch tỉnh, bằng không. Đội trưởng Trịnh khẩu khí có mùi thuốc súng, nói tới đây cố ý dừng lại nhìn Diệp Phàm, có ý khiêu khích. Xem ra, tôi phải đa tạ ý tốt của các anh có phải không? Diệp Phàm hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng. Hơn nữa, hắn lấy ra một điếu thuốc hút, coi như không có người bên cạnh. Lại còn thổi ra một làn khói, thiếu chút nữa đã thổi vào mặt đội trưởng Trịnh. Cũng không phải Diệp Phàm ngạo mạn. Chủ yếu là trực giác của đội trưởng Trịnh có vấn đề. Dường như ngay từ đầu đã chọn chuyện này, cảm giác mơ hồ rằng tên đội trưởng Trịnh này tới đây nhất định là muốn làm chuyện này. Nhưng thái độ của Chu Ngọc Hà còn nghiêm túc hơn một chút. Thái độ này của anh là ý gì? Đội trưởng Trịnh đứng lên, trợn mắt nhìn Diệp Phàm. Y quay đầu nói với Giám đốc Chu. Giám đốc Chu, tôi thấy như thế này sẽ không hỏi ra được điều gì. Công việc vẫn cần phải làm. Nếu chúng ta đã có đầy đủ các thủ tục, chỉ bằng cầm về hỏi. Bằng không một vài đồng chí ở đây khoe ra tư thế một vị lãnh đạo, chúng ta làm sao mà phá án được. Ừ, Giám đốc Chu, có người không biết điều, chúng ta cũng không cần phải khách khí, đúng không? Tần Quốc Trung cũng đá theo. Ngồi xuống, nhưng mà, trợ lý Diệp, chúng tôi tới điều tra vụ án cái chết của đồng chí Tiền Thành Quý. Mà trong đó lại nhắc tới anh, dù sao anh cũng là lãnh đạo tỉnh. Vậy nên chúng tôi tới đây hỏi. Hy vọng anh có thái độ đoan chính một chút. Giám đốc Chu do dự một chút, cái danh của Diệp Phàm để đâu, không thể không khách sáo một chút. Có gì cần hỏi thì hỏi, hà tất phải làm giống như tôi phạm tội không bằng. Bốn đồng chí, Diệp Phàm tôi không phải phạm nhân. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Tuy anh nói anh không phải là phạm nhân, nhưng cũng chỉ có thể nói là tạm thời không phải là phạm nhân thôi. Có điều, anh là người bị tình nghi lớn nhất. Một khi điều tra ra, hừ hừ. Đội trưởng Trịnh châm chọc. Nói bậy. Một tiếng ba vang lên, Diệp Phàm đập lên bàn trà một cái, cốc trà bắn lên. Kỳ lạ là cốc trà trước mặt đội trưởng Trịnh dường như nhảy lên vui sướng, rơi ngay trước mặt đội trưởng Trịnh. Nước trà kia giống như đài phun nước nhỏ phun nước lên khắp mặt đội trưởng Trịnh. Nóng tới bỏng răng, tuy nói không bị bỏng nhưng không tránh khỏi đau đớn. Đây chính là hỏa dược, đội trưởng Trịnh vừa ngồi xuống. Lần này không hề do dự, y bước về trước mấy bước tới phía sau Diệp Phàm. Chương 3109, tên này quá kiêu ngạo. Một tay người này chộp hai cánh tay Diệp Phàm, tay còn lại vòng qua bên hông. Bốp một tiếng giòn tan, còn kêu to hơn vừa nãy. Chờ cho ba người giám đốc Sở Chu phản ứng, thấy đội trưởng Trịnh của bọn họ oai hùng đã muốn ngã vào người Diệp Phàm, mông chạm đất, rất khiếm nhã. Cô làm gì đồng chí Diệp Phàm đấy hả? Giám đốc Sở Chu đứng lên nhìn Diệp Phàm. Dám dùng bạo lực chống lại pháp luật, giám đốc Sở Chu, tôi không khách khí đâu.
Mặt đội trưởng Trịnh đỏ lên rút súng ra, đúng lúc vừa sờ tới eo, súng sáng loáng nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Nhưng, không để cho anh ta khoe khoang, cảm thấy tay quặn đau. Hơn nữa, trong giây lát, súng lục trong tay Diệp Phàm giống như bùn vậy, bị Diệp Phàm nắm lại, nòng súng biến thành bánh quai trèo rồi vo ở trong tay. Đương nhiên, băng đạn sớm đã bị Diệp Phàm gỡ ra rồi. Kêu ba tiếng. Giám đốc Sở Chu nhảy dựng lên chạy đến bên cạnh, đoán chừng nghĩ rằng Diệp Phàm tức giận rồi. Trả lại cho các anh, quay về nói với đồng chí Võ Thông Sơn một tiếng. Các anh còn chưa đủ tư cách hỏi tôi. Nếu như muốn hỏi, kêu đồng chí Võ Thông Sơn tự mình đến đây. Súng lục bị Diệp Phàm ném trước mặt giám đốc Sở Chu, nhưng, cũng là đồ bỏ đi rồi. Đồng chí Diệp Phàm, dùng bạo lực chống lại pháp luật, hơn nữa còn cướp đả súng trong tay nhân viên công an, còn cố ý làm hỏng súng. Những điều này là gây tội rất to rồi. Nhưng, mặc dù anh đã như thế, chúng ta mai gặp. Giám đốc Sở Chu tức giận đến tái xanh cả mặt, dẫn người đi. Nhưng, lúc đi tới cửa, hừ nói. Đội trưởng Trịnh, gọi mấy người tới đây, theo dõi đồng chí Diệp Phàm 24 giờ. Vâng sếp Chu. Đội trưởng Trịnh nghiêm một cái, sờ sờ vào cổ tay nhanh chóng bước đi. Quá kiêu ngạo rồi, hôm nay nếu như không ở đây, tôi thật muốn nổ súng cho tên cuồng nhân này rồi. Nghĩ đến việc lãnh đạo rất giỏi, lãnh đạo cấp trên còn có quốc pháp, là quốc pháp to chứ không phải lãnh đạo to, quả thực cuồng điên cực đại rồi. Đội trưởng Trịnh vừa ra khỏi cửa, vừa vào trong xe thật sự chịu không nổi kêu lên. Trịnh Đông, nơi này là địa bàn của hắn, anh thật sự muốn làm to chuyện chúng ta có thể đường đường chính chính bắt hắn. Nhưng, vừa rồi anh thấy rồi đấy, người này thực sự rất giỏi, nếu như vẫn còn muốn làm việc, rốt cuộc thì người ta cũng là trợ lý tỉnh, chúng ta không thể đối đãi với cấp trên như thế. Giám đốc Sở Chu nói, ôi, không thể tin người này lại lợi hại như thế. Súng lục ở trong tay đã biến thành bùn rồi. Tôi nghi ngờ súng lục này có phải là do công xưởng sản xuất hay không? Vẻ mặt nữ cảnh Dương Ngọc Thanh bội phục. Tức giận Trịnh Đông hừ lạnh nói. Giỏi cái gì, tôi sơ suất quá. Bằng không, mang đao với súng đến sân thể dục thử xem, không đánh cho hắn răng rơi đầy đất thì không phải là Trịnh Đông. Thì đó, đội trưởng Trịnh Đông là ai chứ? Đã từng là anh hùng đánh một lúc thắng 5 kẻ bắt cóc. Dương Ngọc Thanh nói khích lệ, thật ra rất khinh bỉ. Cho là có quyền kiêu ngạo đi, công an tỉnh của chúng ta cũng không phải là ăn chay niệm Phật. Chu Ninh, tôi thấy loại người này chúng ta phải đối đãi thật tốt. Là việc đi, nên làm như thế nào thì làm như thế, phải nghiêm khắc xử lý. Giám sát hắn cẩn thận, sẽ ở trong tay chúng ta thôi. Xem hắn còn có thể làm được cái gì. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông Tần Quốc Trung cũng căm giận, dù sao mọi người cũng cùng nhau đến, bị người ta khinh rẻ trong lòng thật không thoải mái gì. Văn phòng giám đốc công an tỉnh Võ Thông Sơn. Sao lại như vậy, bốn người các anh lại ủ rũ thế? Có phải là sắt đá không? Võ Thông Sơn liếc nhìn bốn người này một cái, cảm thấy rất buồn cười. Nhưng, trường hợp này, không thích hợp cười, cho nên, đành phải làm mặt như thế. Võ Ninh, việc anh giao cho tôi không thể hoàn thành. Giám đốc Sở Chu thở dài nói. Ngày hôm qua mới từ trên tỉnh về, nghe nói khu Giang Hoa xảy ra việc. Cấp trên cứ dục, gọi các anh đi điều tra một chút, tối hôm qua đi như thế nào hôm nay lại như thế, có phải là gặp phải phiền phức hay không? Giám đốc Sở Võ cũng có chút kỳ lạ. Đương nhiên, việc này do giám đốc Sở Chu phụ trách, gặp Diệp Phàm thì giám đốc Sở Chu tự nhiên không hiểu được. Không phải là trợ lý Diệp trên tỉnh sao? Trịnh Đông giận dữ nói một hồi, nói xong lấy súng biến thành bánh quai trèo rút ra, hừ nói. Giám đốc Sở Võ, việc này nên xử lý như thế nào? Không nghiêm túc xử lý sau này công an tỉnh chúng ta cũng không cần phá án nữa. Diệp Phàm, chẳng lẽ là Diệp Phàm đấy? Không thể nào đâu. Không thể tin được là Võ Thông Sơn đột nhiên nhá tới một câu kỳ lạ. Giám đốc Sở Võ, việc này phải nhanh chóng giải quyết. Tôi thấy tên Diệp Phàm rất khả nghi, không chắc cũng là chó cùng rứt dậu. Bản lĩnh người này rất cao, hơn nữa địa vị rất cao, tôi sợ cảnh sát dưới tay tôi cũng làm gì được hắn. Vậy, chắc chắn là có đề cập đến quyền giao dịch nhận không ra người hoạt động. Việc này, có phải là nên phản ánh với Ủy ban Kỷ luật tỉnh một chút không? Trịnh Đông lại ép. Nói nhiều cái gì, anh cứ ngồi xuống. Không thể tin được giám đốc Sở Võ lại khách khí với Trịnh Đông. Bản mặt giờ phút này, đúng là giáo huấn rồi. Trịnh Đông anh cũng không được lấy chuyện của Võ Thông Sơn ra được. Phó bí thư Kỷ luật Ủy ban tỉnh thì sao,
mọi người đều khách khí. Dù sao, Trịnh Đông Anh chính là Trịnh Đông, cũng không phải là phó bí thư Trịnh. Trịnh Đông vừa nghe, sắc mặt cứng đơ, sắc mặt Hạ Sướng không dám lên tiếng nữa. Tuy nói chú mình làm ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhưng, cũng không thể lấy Võ Thông Sơn mà che cả công an tỉnh được. Đương nhiên, Võ Thông Sơn không thể kiêm luôn cả chức bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Nói cách khác, Trịnh Đông nào dám nói gì ở trước mặt anh ta nữa. Gặp anh ta là tức rồi, bốn người cũng không dám hé răng nói gì, đứng yên chừng to mắt nhìn. Ngược lại Võ Thông Sơn mở máy tính, gõ gõ cái gì ở bên trong, sau đó vào phòng vệ sinh gọi điện. Sau khi đi ra ngồi lên ghế, thật lâu sau cũng chưa nói chuyện. Các anh quay trở lại gặp trợ lý Diệp, thái độ phải thành khẩn, phải sửa chữa, việc này chỉ được hỏi lãnh đạo cấp trên một chút. Hơn nữa, việc đầu tiên, các anh phải thành khẩn giải thích. Để cho trợ lý Diệp hài lòng, quay về đi, điều tra rõ vụ án quan trọng hơn. Làm cho nhanh, không kiểm tra không được. Võ Thông Sơn mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc, ra lệnh. Giám đốc Sở Võ, có là trợ lý Diệp Phàm ở trên tỉnh cũng không thể xử lý sằng bậy như vậy được có phải không? Lãnh đạo ở trên tỉnh cũng không thể yêu cầu chúng ta phán án được. Như vậy sao mà phá án được, căn bản là biến thành tình huống chúng ta đi cầu xin hắn à? Công việc này tôi không làm, mời giám đốc Sở Võ đổi người khác đi là được. Trịnh Đông tôi đi thật sự rất mất mặt, súng của nhân viên phá án bị người ta bẻ gãy lại còn đi cầu xin hắn, lý nào lại vậy, uy nghiêm của pháp luật ở đâu? Trịnh Đông tức giận đến cực độ, can đảm nói ra. Bang một tiếng, Võ Thông Sơn đập một phát xuống bàn làm việc. Láo xược, Võ Thông Sơn nhìn chằm chằm Trịnh Đông nói. Hôm nay tôi đã bảo vệ anh cho rằng người của công an tỉnh có thể giận dữ ngút trời sao? Diệp Phàm là trợ lý trưởng trên tỉnh, theo lý mà nói còn là lãnh đạo của chúng ta. Các anh phải khách khí với tình huống này chứ. Còn nữa, giám đốc Sở Chu, lúc đi nhất định phải tôn trọng trợ lý Diệp. Anh nói lại hai chữ này thật không thỏa đáng. Chính tôi nghe cũng thấy chói tai, lần sau phải chú ý, bằng không, không cần mang lại những phiền toái không đáng có đâu, ảnh hưởng tới việc điều tra án. Tôi biết rồi, nhưng, giám đốc Sở Võ, chúng tôi có chút không thỏa đáng. Nhưng, trợ lý Diệp có phải là cũng làm quá lên một chút có phải không? Giám đốc Sở Chu nói có chút không phục. Ba người các anh đi trước lo liệu, đồng chí Ngọc Hà ở lại. Giám đốc Sở Võ nói, ba người Trịnh Đông tức giận đi ra ngoài. 2. Giám đốc Sở Võ thở dài ném cho Chu Ngọc Hà một điếu thuốc, còn vươn vai kêu răng rắc một tiếng, Chu Ngọc Hà cũng im lặng hút thuốc. Anh Chu, bây giờ chỉ còn có hai chúng ta, tôi không phải là lãnh đạo của anh cũng không phải là cấp dưới của tôi. Thật ra, tôi cũng khó xử, vừa rồi tôi bảo các anh phải thay đổi thái độ cũng vì nghĩ tốt cho các anh. Võ Thông Sơn nói, anh Võ, có gì thì anh cứ nói thẳng ra đi. Đương nhiên, nếu như anh Võ coi Chu Ngọc Hà tôi là người nhà thì cứ nói thẳng. Tôi đảm bảo là một chữ cũng không nói ra, bằng không, chữ chết tôi cũng hiểu được có phải không? Tôi chỉ sợ là không hiểu được nhịn không nổi lại tức giận. Chu Ngọc Hà hỏi, anh ta và Võ Thông Sơn có mối quan hệ rất tốt. Hai người làm việc với nhau cùng nhau để bà tới vị trí hiện tại, cũng có thể nói là cùng nhau giúp đỡ mới có ngày hôm nay. Hắn không những là trợ lý trưởng trên tỉnh, mà còn là trợ lý của Bộ trưởng Bộ Công an. Võ Thông Sơn liền nói một câu. Sao có thể như thế? Chu Ngọc Hà trừng mắt, vẻ mặt không tin. Tôi có nhất thiết phải lừa anh không anh Chu? Võ Thông Sơn nói. Tôi hiểu rồi, tôi quay về, sẽ đến Giang Hoa. Giám đốc Sở Chu đứng lên, vẻ mặt thận trọng cúi người trước Võ Thông Sơn. Tin anh sẽ làm thỏa đáng, vụ án của Tiễn Thành Quý nhất định sẽ phá được. Nhưng, phải chú ý đề cập đến những nhân vật có liên quan. Nói ví dụ như, vụ án tôi vừa nhắc đến, Chu Gia Sơn cũng là người có liên quan, anh Chu. Là người ở giữa anh có nhìn thấy cái gì không? Võ Thông Sơn một lần nữa mời Chu Ngọc Hà ngồi xuống, hai người giống như là hai người bạn cũ ngồi nói chuyện với nhau vậy. Trong đó có một vướng mắc rất lớn, tất nhiên đều có liên quan đến hai người đứng đầu địa ủy Giang Hoa rồi. Đã tuyên bố việc điều Tiền Thành Quý chuyển công tác, việc này lại có liên quan đến anh ta. Vướng mắc của mấy người này ở cùng một chỗ, thật là không dễ làm. Tôi lo lắng, làm việc không thỏa đáng. Thì bản thân sẽ bị cuốn vào những khó khăn không dứt ra được. Chu Ngọc Hà rất lo lắng. Tôi cũng lo lắng việc này, nhưng, anh là người tôi tin nhất. Việc này bảo các đồng chí khác đi làm tôi không yên tâm.
Tôi sợ bọn họ làm qua loa cho xong, cuối cùng, phiền toái lại đổ lên đầu chúng ta. Võ Thông Sơn nói. Nhưng, điều tra vẫn phải điều tra. Anh không cần nói cách làm là được, tận trung tận lực để không bị cuốn vào những việc nằm ngoài điều tra vụ án. Trong đó, anh Chu, chắc chắn có đề cập đến vài phương án. Hơn nữa, hậu phương của những người này đều trên tỉnh cả. Kỳ thật đúng là trận chiến trên tỉnh, khu địa chính Giang Hoa chính là tiền tuyến chiến đấu. Chu Gia Sinh chính là một con cờ, nhưng Diệp Phàm cũng bị cuốn vào. Nếu như là một người nào đó thiết kế ra cái bẫy này, người ta thủ đoạn cao minh như thế, thật sự khiến cho người ta khiếp sợ. Hơn nữa, đoán chừng có liên quan đến việc tách khu địa chính Giang Hoa. Võ Thông Sơn nói. Chương 3110, nụ cười thần bí. Đúng vậy, tôi sớm đã nghe qua rồi, có người không muốn làm. Nhưng ủy ban tỉnh lại quyết định việc phá án, việc này sau khi được quyết định, chỉ có thể ngăn cản được những việc khác. Cho nên, tôi lo lắng, Tiền Thành Quý chết mới là màn đầu tiên. Tôi lo lắng điều tra sâu hơn, còn có đồng chí rơi vào. Cuối cùng, lỗ thủng này càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi khiến người ta run sợ, ngay cả chúng ta cũng không có cách gì xoay sở tình thế. Cho đến lúc này, căn bản là chúng ta không có khả năng. Nhưng chúng ta lại phải điều tra. Bởi vì, đây là vụ án mà trên tỉnh chú ý, không điều tra không được, nhưng mà càng điều tra thì càng bế tắc, giống như nướng nhân bánh bích quy vậy, thật sự rất khó. Chu Ngọc Hà thở dài, mặt tự nhiên trông rất khó coi. Đi từng bước một, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng. Cố gắng không để mình vướng phải là được. Võ Thông Sơn nói. Đôi khi, chỉ sợ bản thân không qua khỏi, nhưng tôi qua rồi. Chu Ngọc Hà dường như quyết tâm, đứng lên, xoay người đi nhanh. Anh Chu, bảo trọng. Phía sau Võ Thông Sơn nói vọng lại một âm thanh trầm xuống. Con mẹ nó việc này phải cầu trời. Đi ra cửa sau Chu Ngọc Hà thật sự muốn nói một câu với ông trời. Vào lúc đêm, ba người Bao Nghị, Đỗ Vệ Quốc ngồi ở trong đại sảnh. Lời đồn ngày càng lợi hại rồi. Vẻ mặt Đỗ Vệ Quốc lo lắng. Hôm nay lại có tin tức gì không, có phải có tin đồn bí thư địa ủy Giang Hoa bị công an tỉnh bắt phải không? Diệp Phàm cười nói, uống ngụm trà, rất bình tĩnh. Không riêng gì tin tức của trợ lý Diệp Anh, còn có tin của Chu Gia Sinh. Nói hai người đầu sỏ địa ủy Giang Hoa bị đưa vào điều tra. Chắc chắc có liên quan đến cái chết của Tiền Thành Quý, ngay cả sở tỉnh cũng ra tay. Nhưng Tiền Thành Quý vì sao mà chết, thật sự là vật hy sinh trong việc tranh quyền của hai người đầu sỏ. Báo Đô Thị Thiên Vân cũng đăng một số tin tức mang tính chất phỏng đoán. Rất kỳ cục, còn có báo như thế, sao lại có thể đăng tin linh tinh như thế? Trên mạng cũng đăng tin linh tinh, tất cả đều làm bừa bãi. Đỗ Vệ Quốc nói. Biến thì biến, nếu đã muốn xác định làm cái gì thì làm. Người thứ ba hoặc người thứ tư nhất định phải thảo luận. Nhưng, một kho chân tướng sự việc đã rõ ràng, lời đồn sẽ bị coi như cái gì? Diệp Phàm nói. Có ảnh hưởng, gần đây nhiều đồng chí ở địa ủy bị lung lay rồi. Nếu như những lời đồn này mà biến thành sự thật, thì đều có liên lụy đến hai đầu sỏ của địa ủy Giang Hoa. Đoán chừng việc này không lâu sau sẽ bỏ tù hoặc là kẻ đứng sau có mạnh như thế nào cũng sẽ bị điều đi hoặc là giáng chức. Kế hoạch về việc tách rời thủ phủ trợ lý Diệp Anh chẳng phải không cần tiến hành sao. Điều này khiến cho rất nhiều đồng chí có thái độ hy vọng. Chính là điều tra của Lăng Hà Huyền cũng chưa từng có vật cản, nhân viên tổ điều tra làm việc cũng đều không có chút lòng người. Tâm tư của mỗi người cũng bị lung lay. Tôi thấy, có nên bác bỏ những tin đồn kia hay không? Đỗ Vệ Quốc hỏi. Ha ha, ở trên không có động tĩnh gì, ở dưới có làm đến chết cũng không có tác gì. Chỉ có kẻ thứ ba dùng một chút thủ đoạn thôi mà. Vệ Quốc, anh xem chính phủ tỉnh ủy có gọi điện cho tôi không? Diệp Phàm cười nói. Thật sự có chút kỳ lạ, chính phủ tỉnh ủy đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng, đoán chừng cũng có mệnh lệnh mở ám rồi. Bằng không, công an tỉnh cũng không thể dễ dàng đến hỏi anh được. Dù sao, cấp bậc của anh là ở chỗ nào chứ? Không có sự đồng ý của tỉnh ủy, công an tỉnh sao có thể hỏi có phải không? Ngày hôm qua có mấy người tới cũng rất hỗn xược. Đặc biệt là cái tên họ Trịnh kia, chuyên môn của anh ta giống như là đến chỉ trích vậy. Những người này, có phải là vì anh mà đến không? Đỗ Vệ Quốc lại đưa ra một lý do. Ha ha, không cần lo lắng, tin là ngày mai bọn họ sẽ lại quay lại thôi. Đến lúc đó, thái độ đoán chừng là sẽ khác đi nhiều. Diệp Phàm cười thần bí.
nhưng, thật ra Bao Nghị có chút suy nghĩ gật đầu. Anh, việc điều tra xe du lịch bên kia có tiến triển rồi. Lúc này Bao Nghị nói. Nói đi. Diệp Phàm hỏi. Xe buýt du lịch là xe của công ty, hơn nữa lữ khách du lịch lại đi qua thành phố Thiên Vân. Lúc ấy trong xe có rất nhiều người, chuẩn du lịch đến Lệ Giang. Lái xe tên là Nông Hồng Căn, cũng có mấy năm kinh nghiệm lái xe. Đêm qua chúng tôi ẩn nấp vào bệnh viện bắt anh ta. Anh ta không thể chịu nổi, đột quỵ rồi. Có người bỏ tiền ra bảo anh ta làm như vậy. Vì phải tới đúng giờ, xe của anh ta dừng ở chỗ sửa xe mất 3 giờ đồng hồ. Đương nhiên, nói với khách du lịch là xe bị hôn đang sửa. Bao Nghị nói. Ai bỏ tiền ra, nói ra đi. Lông mày Diệp Phàm nhướn lên. Anh ta nói chưa gặp người này, chỉ liên lạc qua điện thoại. Hơn nữa, tiền đặt cọc lại để ở đầu giường trong nhà. Người này để lại mấy chữ, vừa ra tay đã đặt tập đoàn Hoành không cọc 1 triệu rồi, con của Nông Hồng Căn phải ra nước ngoài học. Nhưng phải tự trả học phí, Nông Hồng Căn làm ở công ty xe buýt căn bản là không thể trả nổi tiền học phí. Vì đứa con, Nông Hồng Căn đã làm liều. Hơn nữa, anh ta cho rằng chỉ là việc lái xe bình thường. Mặc dù sau khi sự việc phát giác anh ta cũng không có liên quan gì. Hơn nữa, Nông Hồng Căn còn ôm một ảo tưởng, muốn đứa con ra nước ngoài du học, vợ cũng đi sang bên đấy chăm sóc. Đến lúc đó cũng kiếm được ít tiền trở về, không ngờ là cơ hội đã đến. Tiền kiếm được cũng không nhiều lắm, nhưng bản thân anh ta cũng có thể ra nước ngoài. Đây gọi là bị ma quỷ ám rồi. Nhưng, chúng ta điều tra điện thoại của Nông Hồng Căn, không phát hiện ra điều gì cả. Người này làm việc rất thần bí, không lưu lại một manh mối có liên quan nào cả. Bao Nghị có chút buồn bực, nói. Xem ra, đối thủ của chúng ta thật không đơn giản chút nào. Diệp Phàm gật đầu nói. Nông Hồng Căn này thật sự chỉ là một kẻ ngốc, chuyện đầu cơ trục lợi của thiên hạ cũng tin. Người như thế nên ngồi tù. Đỗ Vệ Quốc giận dữ nói. Có một số việc con người nghĩ đơn giản quá, nhưng, Nông Hồng Căn đoán chừng cũng là đói ăn nên lấy bừa. Chuyện của con đè nặng, hơn nữa, còn muốn di dân, tự nhiên cũng mạnh dạn. Người này to gan lớn mật, kết quả là liên lụy đến bản thân. Diệp Phàm nói. Nhưng, nếu Nông Hồng Căn đã đột quỵ rồi, Mộc Lý Cát tài xế lái chiếc xe tải kia chắc chắn có vấn đề. Cũng không có tiến triển gì bên Nông Hồng Căn, vậy tại sao Nông Hồng Căn lại xuống tay chứ? Tôi lo lắng tình huống của Mộc Lý Cát không cũng không khác là mấy, nếu ông chủ là một người, người ta có thể nghĩ ra tất cả được. Kế hoạch này, thật sự rất chu đáo chặt chẽ. Bao Nghị nói, hiện trường rất u ám. Đúng lúc này, điện thoại của Bao Nghị vang lên. Sau khi nhận điện thoại sắc mặt Bao Nghị thay đổi mắng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vẫn quá lơ là. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Sa Thiên luôn nhìn chằm chằm Nông Hồng Căn, không thể tin được lại có thể tìm được vấn đề của Mộc Lý Cát. Nghe nói đột nhiên ở bệnh viện la to lên, tâm trạng giống như người điên. Bao Nghị nói, tôi phái vài cảnh sát đến giám sát, không thể tin được là vẫn như thế. Đối phương ra tay rất nhanh. Diệp Phàm nhăn mặt lại. Đợi một chút anh đi điều tra trước đi, trực tiếp gọi Vương Triều phái người đi điều tra chính xác cán bộ công an, chúng ta không thể ẩn nấp mãi một nơi được, phải trực tiếp ra mặt điều tra. Đương nhiên, mục tiêu hàng đầu vẫn là hỗ trợ công an tỉnh Điền Nam phá án rồi. Vâng, tôi lập tức xem. Bao Nghị nói. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Giám đốc Công an tỉnh Chu Ngọc Hà lại đến, vẫn là 4 những hôm trước. Các anh lại tới đây làm gì, không phải tôi đã nói rồi sao, gọi Giám đốc Sở Võ trực tiếp đến đây. Diệp Phàm tôi là thành viên của gánh hát tỉnh, chẳng lẽ Giám đốc Sở Võ không tự đến được sao? Diệp Phàm cố ý làm bộ như thế, chính là muốn chỉnh cho 4 tên này một chút. Trợ lý Diệp, lúc trước chúng tôi không đúng, lần này chúng tôi đến riêng là để giải thích. Thái độ của Chu Ngọc Hà rất thành khẩn. Đúng vậy trợ lý Diệp, lần trước thái độ của tôi rất xấu. Sau khi trở về giám đốc Sở Võ đã phê bình mạnh mẽ rồi, tôi cũng biết lỗi của mình. Phá án thì phá án, không được thô bạo như thế. Cho nên, tôi đến riêng đây giải thích với anh. Mặt Trịnh Đông cũng đỏ lên nói. Hơn nữa Dương Ngọc Thanh và Tần Quốc Trung nói cũng không khác lắm. Cũng không khác gì như mất thể diện hay bị đánh bại, Diệp Phàm cũng chấp nhận, nói. Ừ, các anh biết như thế, tôi rất vui. Đương nhiên, nhất định phải phá rồi. Cái chết của đồng chí Tiền Thành Quý cũng là một vụ án lớn của địa khu Giang Hoa chúng ta. Nhưng, thái độ phá án phải tốt trong quá trình phá án.
không thể muốn làm cái gì thì làm, sau này nhớ kỹ đấy. Cứ như vậy đi, chúng ta bắt tay, các anh muốn hỏi cái gì thì hỏi trực tiếp đi là được. Tôi biết cái gì sẽ nói cái đấy. Vậy được, cảm ơn trợ lý Diệp đã hiểu cho. Chu Ngọc Hà nói, mấy người ngồi xuống, cùng Diệp Phàm nói chuyện về việc của Tiền Thành Quý. Sau khi đi ra, Trịnh Đông không chịu nổi vẫn nói. Nhìn thấy không, chúng ta đã mất mặt đến đây, hắn lại còn làm càn. Tố chất cái gì chứ? Nói ít thôi, Trịnh Đông, sau này nhớ kỹ, phải thận trọng từ lời nói đến hành động. Có một số việc, họa chính là từ miệng mà ra đấy. Không thể tin được là vẻ mặt của giám đốc Sở Chu lại nghiêm túc, trực tiếp phê bình Trịnh Đông. Tôi lại nói sai cái gì sao, nói ít thì nói ít, sau này nhất định sẽ không nói. Trịnh Đông dỗi. Đồng chí Trịnh Đông, có một số việc tôi nói nặng lời với anh, tôi tuyệt đối là muốn tốt cho anh. Bằng không, tôi cũng sẽ không nói với anh có phải hay không. Chu Ngọc Hà nói, lời nói dịu đi một chút, bất đắc dĩ vỗ vai Trịnh Đông. Sếp Chu, thật ra trợ lý có lai lịch thế nào? Tần Quốc Trung không nhịn được hỏi một câu. Ai, có một số việc hiểu qua là được. Hơn nữa, không phải là vấn đề thể diện hay sao, tất cả đều tốt hơn việc mất chiếc ghế sao? Chu Ngọc Hà thở dài. Những lời này vừa nói ra, Tần Quốc Trung và Dương Ngọc Thanh đều lộ vẻ khiếp sợ. Nhưng Trịnh Đông lại có vẻ không để ý. Mục Lý Cát đột nhiên bị điên rồi, thiên hạ thậm chí có chuyện trùng hợp như thế sao? Trịnh Đông xoay người nói, nhìn Chu Ngọc Hà có chút mất hứng, vì thế cũng muốn hỏa hoãn một chút. Dù sao, Chu Ngọc Hà cũng là người lãnh đạo trực tiếp của anh ta. Nếu mà đắc tội với thủ trưởng, mặc dù có là chú mình, nhưng huyền quan cũng không bằng hiện quan. Chuyên gia đến kiểm tra thần kinh đã đến chưa? Chu Ngọc Hà nhướng mày, hỏi. Sắp đến rồi, nhưng, vừa mới nhận được tin mới nhất. Phó Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ Công an tỉnh Vương Triều phái người đến, nói là hỗ trợ chúng ta tiến hành điều tra. Lúc này Dương Ngọc Thanh nói. Chương 3111, đều kinh động rồi. Ngay cả trên bộ cũng kinh động rồi, vụ án này thật đúng là kinh thiên động địa rồi. Chu Ngọc Hà sửng sốt, nhăn mặt lại. Tỉnh ủy cấp cao đã chú ý rồi, bằng không, giám đốc Sở Võ cũng không tự mình đi hỏi việc này. Cán bộ cấp cao trên tỉnh đã chú ý rồi, người trên bộ sẽ đến thôi. Nhưng, nói thì dễ nghe, nói là xuống giúp đỡ chúng ta, thật ra, đến lúc đó, chúng ta đều phải diễn rồi. Trịnh Đông có chút không phục. Trịnh Đông, đến lúc đó anh đừng có giận dỗi. Đồng chí trên bộ bảo chúng ta làm như thế nào thì chúng ta làm như thế là được. Vẻ mặt Chu Ngọc Hà nghiêm túc, nói. Biết rồi, nhưng, tôi kêu oan cho giám đốc Sở Chu anh đấy. Cấp bậc của Vương Triều còn không bằng anh, dựa cái gì mà anh ta sắp xếp chúng ta phải nghe theo. Đoán chừng những đồng chí mà anh ta gọi nhiều nhất cũng phải có cấp bậc chứ. Trịnh Đông nói. Ha ha, anh chưa nghe sao? Trưởng ban trên bộ xuống đều là lãnh đạo của chúng ta. Người ta là người trên bộ cử xuống. Chúng ta à, là đơn vị cấp dưới, phải phục tùng cấp trên thôi. Ha ha. Người ta là đặc sứ trên bộ, là người đại diện cho lãnh đạo trên bộ. Chúng ta nghe theo anh ấy cũng là lẽ thường tình. Chu Ngọc Hà cười thần bí, nói. Thật ra, các anh nghĩ mà xem, chúng ta nghe họ đối với chúng ta cũng không phải là chuyện gì xấu cả mà. Việc này mà không phải là việc xấu à, chúng ta đều biến thành người hầu rồi. Việc này, bảo đi đâu là đi đấy sao? Trịnh Đông nhất thời không nghĩ mà nói ra những lời này. Ý của giám đốc Sở Chu là gì? Tần Quốc Trung dù sao tuổi cũng cao hơn một chút, đột nhiên nghĩ đến điều này, giống như là ngộ ra vậy. Đúng vậy, các anh nghĩ mà xem, vụ án này hiện giờ có liên quan đến hai đầu sỏ của thành ủy Giang Hoa. Hơn nữa, rất có khả năng xuất hiện người thứ ba thậm chí là người thứ tư nhúng tay vào. Mà tất cả các lãnh đạo trên bộ đều tham gia, anh nghĩ mà xem, vụ này không lớn sao? Chu Ngọc Hà nói, hiểu rồi, ý của sếp Chu chúng ta không kéo vào. Để cho bộ làm việc, ngược lại có thể xem là diệu kế. Trịnh Đông rốt cuộc hiểu vấn đề rồi. Loại việc này, thật sự khó giải quyết. Nếu như làm không tốt sẽ làm bị thương chính chúng ta, so sánh với cao thủ, chúng ta bị cho là cái gì? Chính là hai chùm đầu sỏ của địa ủy Giang Hoa, người nào là người dễ chọc đây? Đặc biệt là trợ lý Diệp, chúng ta với thật thận trọng với hắn. Cho nên, ít nói đến quá trình điều tra ở đằng sau đi, làm nhiều việc, báo cáo cho hắn. Phải tôn trọng lãnh đạo. Chu Ngọc Hà thừa nhận nói. Hắn không phải là người phá án sao, theo lý là phải tránh chứ.
Trịnh Đông hừ nói. Ha ha, báo cáo là báo cáo, xem anh báo cáo được cái gì. Người ta một tay che cả giang hoa, hiểu tình hình tiến triển vụ án là chuyện bình thường. Chu Ngọc Hà cười nói. Buổi chiều, lời đồn vẫn là lời đồn khỉ gió. Chu Gia Sinh như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại mấy vòng trong phòng làm việc rồi. Vừa nghe thấy tin Triệu Nhất Thác đã choáng váng rồi, Chu Gia Sinh không thể thấy được, trong mắt Triệu Nhất Thác đột nhiên tai họa lại ập xuống. Đúng rồi, thật là điên rồ rồi. Chu Gia Sinh đột nhiên hỏi lại. Điên rồi, chắc chắn điên rồi. Chuyên gia trên bộ đã xem xét xong rồi. Nói là đoán chừng gánh nặng tâm lý quá nặng rồi. Bị đâm ở đằng sau sẽ rất khó hồi phục, cuối cùng thần kinh bị hù dọa mà phát tác thành điên. Triệu Nhất Thác nói. Con mẹ nó, sớm không điên muộn không điên lại điên vào đúng lúc này. Anh điên rồi tôi biết phải làm sao. Đến lúc đó, việc này càng ngày càng mơ hồ, muốn làm cái gì thì làm. Chu Gia Sinh tức giận. Chủ tịch địa khu Chu, chúng ta cũng không nhất thiết phải lo lắng gì cả. Việc này, không phải là còn liên quan đến một người khác sao? Nghe nói anh ta còn đùa giỡn ở trước mặt nhân viên công an tỉnh, thiếu chút nữa đánh nhau. Nhưng, sau đó đoán giám đốc sở võ quay về nói cái gì, tên ấy lại quay trở về rồi. Triệu Nhất Thác nói. Người ta là trợ lý trưởng của công an tỉnh, còn hữu danh vô thực hơn chúng ta không thể đứng trước mặt Chu Ngọc Hà mà đùa giỡn được nhưng người thì có thể. Nhất Thác, khác nhau là như thế, đây là biểu hiện của quyền lực trực tiếp nhất. Nếu như tôi có danh hiệu này, Chu Ngọc Hà còn dám giải quyết việc của chúng ta sao? Sao lại thế, tiểu nhân đắc chí? Chu Gia Sinh nhìn không nổi chửi má nó, gần đây rất nhiều đả kích khiến cho anh ta nhanh chóng bị sụp đổ. Cấp trên là trưởng ban Bạch không hài lòng, nhưng mà trên địa ủy lại bị Diệp Phàm ép cho rất thảm, bây giờ ngay cả dân chúng cũng bịa đặt, thêm một chút, không quan tâm là mọi người có chịu được hay không. Nhất Thác, tăng cường tốc độ phá án. Không được rồi, không phải là do chúng ta. Không thể tin được là Triệu Nhất Thác lại chua xót thở dài. Có ý gì? Chu Gia Sinh nhìn Triệu Nhất Thác nói. Mặc dù là Chu sảnh trường đích thân đến. Nhưng, không phải là làm việc chính với Cục Công an khu Giang Hoa chúng ta sao? Cường Long còn không đối đầu với hổ. Triệu Nhất Thác anh cũng không phải là trái hồng, một Chu Ngọc Hà đã khiến anh thành ra cái bộ dạng này sao? Chúng ta nhất định phải nắm bắt quyền chủ động vụ án này. Bằng không, đến lúc đó làm cái gì, người khác sớm đã biết, chúng ta còn bị coi thường. Cứ như vậy có vẻ như khá bị động, chúng ta tuyệt đối không thể bị động, nắm giữ được chủ động mới có thể nhìn được toàn cục. Không phải chúng ta muốn bỏ quyền chủ động này, nếu như chỉ có Chu Ngọc Hà đến làm một chút, nhưng bây giờ không giống như thế người trên bộ đã xuống rồi. Vừa mới nhận được tin, Chu Ngọc Hà đã bỏ quyền chủ động rồi. Hỗ trợ người trên bộ phá án. Đương nhiên, bề ngoài Chu Ngọc Hà vẫn nắm bắt được tình hình, trên thực tế chính là theo đuôi. Không phải là trưởng phòng trên bộ xuống rồi sao? Triệu Nhất Thác giận dữ nói. Hai, Chu Ngọc Hà cảm thấy có gì đó, chính là cố ý nhượng bộ quyền chủ động, khu Giang Hoa này đã biến thành nơi đầy thị phi rồi. Nếu có thể đồng chí ấy đã sớm muốn bước ra rồi, có thể không phải tận lực tận tâm. Chu Gia Sinh thở dài, sắc mặt tương đối khó coi. Phân khu quân đội Giang Hoa là một nơi giam giữ bí ẩn. Diệp Phàm và Bao Nghị cùng đi vào, đã được chuyên gia trên tỉnh giám định người bị bệnh tâm thần đang lắc loạn điên cuồng trên giường. Thằng nhãi này kêu to, mà tay chân đều bị trói chặt ở khung giường rồi. Và mấy vị cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm người này. Các anh ra ngoài hết đi. Bao Nghị phất tay, mấy tên cảnh sát này sau khi chào cũng đi ra ngoài. Nội khí xuyên thấu qua đôi mắt chim ưng trong cơ thể Mộc Lý Cát, chậm rãi chảy, không lâu sau đó, Diệp Phàm thu công. Sa Thiên, anh đến đây kiểm tra cái gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Tôi có chút cảm giác, giống như là ở não bộ bị bệnh vậy. Nhưng, cụ thể là bệnh nặng như thế nào tôi cũng không biết rõ lắm. Sa Thiên hơi lắc đầu nói. Ha ha, nội khí người này còn không mạnh bằng anh. Nhưng, nội khí của người này có chút kỳ lạ. Diệp Phàm cười nói, có phải có cảm giác giống như có sâu lông đang bò không, vừa rồi sau khi tôi đưa nội khí vào có cảm giác cơ thể có chút ngứa. Mới làm được nửa ngày ngứa không chịu được để tiếp tục kiểm tra. Nhưng, càng ép bộ não thì càng cương lên, cuối cùng tôi chỉ đảo qua được mấy lần, bởi vì, thật sự là ngứa không chịu nổi. Sa Thiên nói, ha ha, đúng vậy, tôi đoán là nội khí người này luyện trong đó có tồn tại một nội chất gây ngứa. Cho nên,
cho dù công lực của người này còn thấp hơn so với anh một chút, nhưng bởi vì đây là tính đặc thù của nội khí. Cho nên, khiến cho anh bó tay không có cách nào, nhưng thôi, gặp người có công lực quá cao như anh ta, tác dụng làm ngứa của anh ta cũng yếu dần thôi. Diệp Phàm cười nói, trên đời này còn có loại nội khí thời nhưng kỳ này sao, thật đúng là mở mang tầm mắt rồi. Bao Nghị rất phục nói, thế gian rộng lớn như thế, tình hình nào cũng có. Điều này, cũng không kỳ lạ, đối với sự việc này, đầu tiên tôi sẽ dồn cho cái vật làm ngứa ấy rơi ra khỏi người Mộc Lý Cát sau đó hồi phục cho anh ta sau. Hơn nữa, tôi cảm thấy nội khí gây ngứa này có phải là một loại độc tố trời sinh hay không? Ví dụ như, bệnh có chút khuẩn có thể ép được. Giống như bệnh nấm ngoài da vậy, đây là một loại bệnh có tính lây nhiễm rất cao, bệnh này thu hút những thực khuẩn gây ngứa. Lúc bệnh nấm ngoài da phát tác thì trên da sẽ xuất hiện những lấm tấm màu đỏ màu xám, hoặc là trên đầu xuất hiện một cái mụn tròn. Nên có thể nhìn rõ vi khuẩn này bên ngoài da, nhưng kết quả bên trong mắt thường không nhìn thấy được. Mà khuẩn bệnh này phát ra trên toàn bộ cơ thể mắt thường khó có thể nhìn thấy được, đoán chừng nhìn qua kính hiển vi mới có thể nhìn thấy được. Nhưng, bởi vì năng lực đặc thù của tôi, cho nên, có thể cảm giác nhìn thấy được. Chỉ cần có thể nhìn rõ trong nội khí mà anh ta giấu cái chất đấy thì chúng ta có thể ép chất này ra. Bước tiếp theo chúng ta có thể từ từ giải cái thứ mà người này đã ám. Diệp Phàm vừa nói, đôi mắt chim ưng cẩn thận quan sát. Hơn nữa, nội khí trong cơ thể của Mộc Lý Cát chảy rất chậm, cảm nhận thấy nội khí này có tính đặc thù. Loại này thật tốt, nếu có thể luyện thành công như thế này. Người mà bị đánh thì nội khí sẽ đánh người. Người bị đánh sẽ không biết ngay bởi vì ngứa không chịu nổi trở nên điên cuồng. Bao Nghị cười nói. Ha ha, tôi nghĩ công lực của người này đạt tới mức này, đoán chừng là có thể làm được như thế. Đến lúc đó, xuất một trường, giống như độc khí phát ra. Đến lúc đó, anh mà bị dính vào thì sẽ bị ngứa đến phát điên mà chết đấy. Việc này, còn đáng sợ hơn là giết người, cũng không khác mấy so với đạn trong chiến tranh thời hiện đại. Các tiền bối của chúng ta thật là thông minh, tự nhiên có thể nghĩ ra cách này. Điều này, thật sự phải nhìn vào thực tế. Cũng thuộc loại độc trưởng, đoán chừng là người này từ nhỏ đã tiếp xúc với vi khuẩn bệnh ngứa này, từ nhỏ đã luyện công cùng với chúng rồi. Mà bản thân ông ta vì tiếp xúc lâu dài nên mới có khả năng kháng bệnh. Mà những người khác thì không thể như thế được. Diệp Phàm cười, thử dùng nội khí tấn công. Sau mấy lần thay đổi độc chất cuối cùng cũng có hiệu quả. Một loại độc chất trong đó giống như thuộc tính của vi khuẩn gây bệnh ngứa. Trong lòng Diệp Phàm rất vui, không ngừng tăng cường tốc độ. Mộc Lý Cát kêu thảm thiết, suốt 3 giờ đồng hồ, đã ép hết hoàn toàn chất độc ngứa ra ngoài, Mộc Lý Cát đã dần im lặng trở lại. Bước tiếp theo là rửa sạch chỗ bị ám, việc này, nếu không thì dùng cái gì để tẩy não. Đối với việc Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng mà nói cũng không phải là chuyện khó, nửa giờ sau. Hoàn toàn có thể ép được hết bệnh ra khỏi người Mộc Lý Cát, người này cũng dần dần tỉnh lại. Việc làm tiếp theo chính là Bao Nghị dẫn người đi thẩm vấn, Diệp Phàm về nhà nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Bao Nghị gọi điện thoại tới, nói là đã điều tra được dấu hiệu tên là cuồn cuộn của Phi Hùng. Nhưng, cuối cùng cơ thể của Phi Hùng lại bị mắc kẹt. Bởi vì, Phi Hùng bị mất tích, tạm thời rất khó có thể tìm thấy người, manh mối lại bị đứt. Chương 3112, một tên kỳ quái. Nhưng, từ sự thực quan hệ giữa Mộc Lý Cát và Nông Hồng Căn, Tiền Thành Quý chắc chắc sẽ bị việc này đè chết mất. Có thể chắc chắc đây là một vụ án mưu sát. Chu Ngọc Hà báo cáo vụ án này lên tỉnh, trên tỉnh cũng bị chấn động. Yêu cầu tăng thêm tốc độ điều tra, nghiêm túc điều tra ra hung thủ. Nhưng, hung thủ cũng rất mờ ảo, một chút manh mối cũng không có. Vụ án này tạm thời rơi vào bế tắc. Diệp Phàm triệu tập mọi người mở cuộc họp kịp thời, tập hợp lại tất cả cán bộ mở rộng hội nghị. Buổi tối khi trở lại phòng, mắt Diệp Phàm khép lại, đèn vẫn để sáng bên cạnh. Quan sát một chút, phát hiện không có động tĩnh gì mới đi đến bàn trà, ném phi tiêu vào bàn trà, bên trên có một tờ giấy gặp ở núi Tây Lang. Còn muốn hạ độc ông đây à, mày còn non lắm. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, xoa hai tay, tờ giấy biến thành bụi bay đi. Sau đó, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Khương Nguyệt, nói rõ vị trí của núi Tây Lương, sau đó xoay người bước đi. Núi Tây Lang cách thành phố Giang Hoa 30 km, bởi vì ngọn núi này có hình dáng giống một con sói đang nằm, cho nên gọi là núi Tây Lang. Núi này cũng không cao lắm, nhưng có điều, rất xa xôi hẻo lánh, bình thường rất ít khi nhìn thấy người qua đây.
Cây cối trên đồi cũng khá nhiều. Diệp Phàm tới ngọn núi đưa mắt nhìn bốn phía, lúc này, có một tiếng hử lạnh nói. Người đã đến rồi, rất đúng giờ. Quay đầu nhìn lại, có một người thanh niên, sắc mặt lạnh lùng, mặc áo choàng rộng thùng thình màu trắng, áo choàng tóc dài bay nhẹ nhàng trong gió, người này, rất có khí chất là một nghệ sĩ. Chính là anh gọi tôi tới đây. Diệp Phàm hỏi. Ừm. Bạch Y Nhân thừa nhận. Các hạ tên gì? Diệp Phàm hỏi. Xuân Thiên Thạc. Người kia nói. Hình như tôi không biết các hạ. Diệp Phàm hừ nói. Đúng là không biết, nhưng, bà của tôi biết anh. Xuân Thiên Thạc hừ nói. Bà của anh, là ai? Diệp Phàm sửng sốt. Anh đã quên thời gian trước đây chuyện có một ngày ở bờ sông Thông Thiên câu cá không? Xuân Thiên Thạc hừ nói. À, người phụ nữ ấy chính là bà của anh sao? Diệp Phàm cuối cùng cũng nhớ ra, lúc ấy Ngưu Bá còn bị bà ấy làm cho điêu đứng. Cho nên hắn mới ra tay làm cho bà ấy nhục nhã một phen. Không thể tin được bà ấy lại tìm đến tận đây. Bà tôi tên là Lạc Thanh Trần, là người mà tôi yêu quý nhất. Cũng là người thân duy nhất của Duẫn Thiên Thạc tôi. Ánh mắt Duẫn Thiên Thạc trở nên ôn nhu. Anh chàng này bị trúng độc tình yêu rồi, trong lòng Diệp Phàm khách sáo, hừ nói. Anh muốn thế nào? Bà bị làm nhục, anh nói tôi muốn thế nào? Rất đơn giản, anh hãy tự chặt một cánh tay mà anh dùng để đánh bà tôi đưa tôi là được. Duẫn Thiên Thạc hừ nói. Tôi nhớ, hình như trước đây là tay phải, nhưng thôi. Diệp Phàm nói đến đây cố ý nhìn lòng bàn tay phải, hừ. Vậy thì các hạ có nhiệm vụ đến đây lấy à, tay phải của Diệp mỗ tôi cứ tùy ý lấy đi. Hừ. Duẫn Thiên Thạc hừ một tiếng, rút cái kéo ở thắt lưng ra, chiếc đao cũng phải dài khoảng triệu nhất thác mét, bổ về phía Diệp Phàm. Chiếc đao cắt qua không khí, âm thanh vang lên. Đao công cũng không tệ lắm, nhưng thôi, công lực cũng vẫn còn yếu lắm. Diệp Phàm trêu chọc nói, vung đao ra, đao nhất thời bay qua. Kết một tiếng, thân cây to cách đấy mấy chục mét đã bị chặt làm đôi. Một âm thanh ghê rợn vang lên, làm chim chóc sợ bỏ trốn mất tích. Lại nào? Duẫn Thiên Thạc chém ba bốn phát, nhưng, vẫn vô ích. Hồng Tao trưởng. Duẫn Thiên Thạc hô to một tiếng, tự nhiên vứt đao đi. Chắp tay hành lễ, hé ra bên ngoài một chút, đẩy mạnh về phía Diệp Phàm. Dưới đôi mắt chim ưng. Diệp Phàm phát hiện, nội khí trong tay Duẫn Thiên Thạc sau khi gặp không khí, bên trong nội khí này anh tay tung ra một thứ nhỏ bé màu đỏ. Thịt kho tàu trưởng, ha ha, bàn tay của anh cũng không phải hùng trưởng, làm thịt kho tàu không thể ăn được. Diệp Phàm hơi lắc đầu, điên cuồng cười một tiếng, bổ vào người anh ta. Duẫn Thiên Thạc cảm thấy hồng tao trưởng của mình dường như gặp phải ngọn nữ, một lư xê đẩy vô cùng lớn. Ba tiếng két. Cả người Duẫn Thiên Thạc bị Diệp Phàm dùng lực chặt hết mấy cái cây nhỏ đằng sau anh ta, cả người cuối cùng bị ngồi chật vật ở một chỗ. Tóc dài của tên này giờ bay bồng bềnh như cỏ cây. Đồng chí Tiểu Duẫn, có thân thủ, chẳng có ý nghĩa gì cả. Diệp Phàm vỗ vỗ tay, vẻ mặt nhìn khinh khỉnh, tự nhiên gọi cái tên không biết trời cao đất dày này không biết nhục rồi. Ha ha ha! Duẫn Thiên Thạc như cá chép nhảy bật lên, ngửa mặt lên nhìn trời cười điên cuồng. Kỳ lạ! Có phải là bị đánh đến nỗi muốn làm người điên à? Diệp Phàm trầm ngâm một chút làm bộ nghi hoặc nhìn người này. Các hạ, đến lúc đó người điên chính là anh đấy. Không lâu đâu, một phút đồng hồ, sau một phút anh sẽ biết như thế nào gọi là điên. Duẫn Thiên Thạc cười to nói. Ồ, biểu diễn thật lợi hại, tôi thật sự muốn nếm thử chút dư vị của điên. Diệp Phàm nghĩ dường như mỉm cười nhìn người này, sau đó ngồi xuống, lấy bao thuốc ra. Có muốn một điếu không? Tôi không có tật xấu này, hơn nữa, thuốc khiến người ta nhu nhược. Duẫn Thiên Thạc lắc đầu. Ha ha! Diệp Phàm cười hút thuốc. Sau một phút Diệp Phàm hút xong điếu thuốc. Các hạ, có phải có cảm giác bị ngứa không? Không có gì, càng về sau sẽ càng ngứa, sẽ cho anh biết thế nào gọi là ngứa, rất ngứa, cực ngứa, ngứa đến nỗi phát điên lên. Duẫn Thiên Thạc cười lạnh. Giống như không có cảm giác. Ngược lại hút một đĩa thuốc cảm thấy rất thoải mái. Thoải mái quá, thật sự muốn nằm xuống đất, nhưng, có anh ở đây không tiện lắm. Diệp Phàm nhún vai. Đừng giả bộ nữa, anh bây giờ không phải là bắt đầu rồi à, ngứa chưa? Duẫn Thiên Thạc vẫn rất tự tin về khả năng làm ngứa của anh ta. Bởi vì, trăm trận trăm thắng. Thật sự là không có gì, thật sự rất thoải mái. Diệp Phàm cười nói, quay mặt nghiêm túc, hừ nói.
anh lại khoe khoang khả năng làm ngứa trước mặt tôi đây, Mộc Lý Cát chính là anh động tay động chân hả? Anh thật sự không bị ngứa hả? Duẫn Thiên Thạc mở mắt thật to, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Anh thấy tôi có giống người bị ngứa không? Diệp Phàm nhìn giống như tên ngốc vậy. Đoán chừng anh đã sớm có phòng bị rồi, không sao. Nhưng, tôi đã thay đổi chủ ý rồi. Chỉ cần anh cùng tôi đi gặp bà tôi quỳ ba cái coi như xong. Nguyễn cắt tay phải luôn. Duẫn Thiên Thạc hừ lạnh nói. Anh có yếu điểm có phải không? Hôm nay anh khó lòng có thể bảo toàn tính mạng. Chỉ với việc hạ độc, ngăn cản việc thi hành án, hôm nay tôi có thể bắt anh rồi, cho anh vào ăn cơm tù mấy năm rồi đấy. Vẻ mặt Diệp Phàm đứng đắn. Vậy anh đưa tôi đi chất vấn là được chứ gì, tôi biết công lực của anh cao hơn tôi. Duẫn Thiên Thạc tự nhiên giơ tay lên, làm cái dáng vẻ thuận theo tự nhiên. Kỳ lạ, bộ dạng của anh giống như lo lắng vậy. Trong lòng Diệp Phàm cũng sửng sốt, nhìn người này. Ha ha, có phải là không muốn biết phi hùng rơi như thế nào à? Có phải là có cao thủ đứng phía sau muốn sát hại Tiễn Thành Quý có phải không? Rốt cuộc người muốn bịa đặt là ai? Có phải là người đứng đầu những sóng gió này hay không? Có phải là muốn vơ vét chiến tích thăng quan phát tài hay không? Các anh làm quan như thế, đều giống nhau. Duẫn Thiên Thạc cười lạnh nhạt, có vẻ rất thần bí. Xem ra, vụ án này anh là người làm rối loạn cả lên. Tôi nói sao lại có biến đổi bất ngờ như thế được, không sao, chỉ cần bắt được anh, đến lúc đó, chính là do anh. Diệp Phàm cười kỳ lạ. Vô dụng, chứng cứ tài liệu cũng không có trong tay tôi. Hơn nữa, chỉ cần tôi 20 giờ không về, tất cả sẽ bị hủy. Hơn nữa, nếu như tôi dám đến đây, đương nhiên cũng có kế sách vẹn toàn rồi. Việc này anh biết là cái gì không? Duẫn Thiên Thạc đưa tay chỉ về phía thân cây. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm nhìn, nhất thời ngạc nhiên, trong lòng nói kỳ lạ, cái này giống như camera quay vào ban đêm trong nhóm vậy. Là khoa học kỹ thuật mới nhất, lại có ống rất to, nhưng hiệu quả quay lại rất tốt, thật sự rất rõ ràng. Đoán chừng rõ ràng như thế này tốc độ phân giải cũng phải 360p. Người này chẳng lẽ cũng là người trong tổ sao? Việc này thật đúng như lọt vào dòng nước chảy của Miếu Long Vương rồi. Anh có thể không biết, nói cho anh biết, đây là thiết bị quay camera ban đêm mới nhất của nước ngoài. Hơn nữa, có thể quay lại tất cả sự chuyển động đồng bộ. Cho nên, chỉ cần anh phạm phải sai lầm gì, đều có NSG đến tìm anh. Duẫn Thiên Thạc đắc ý vì thiết kế chặt chẽ như thế. Ngược lại lại khiến cho Diệp Phàm có chút phục người này. Ha ha, rất tốt, có thể nói là có đối thủ. Đã lâu không gặp một người có thể chơi một ván, thật là cao thủ giấu mặt. Diệp Phàm vẫn ra vẻ bình tĩnh, quyết định kiểm tra xem người này có phải là người trong tổ hay không. Đương nhiên, cũng không thể ngoại trừ người nước ngoài thật sự có loại trò chơi này. Về phương diện kỹ thuật khoa học điện tử, người Hoa Hạ vẫn kém hơn người Mỹ và người Nhật một chút. Nhưng anh lấy cái gì để cho tôi tin là trong tay anh có đồ tôi cần? Diệp Phàm liến nhìn anh ta một cái hỏi. Trước hết hãy để cho tôi xem một chút. Duẫn Thiên Thạc lấy điện thoại di động ra quơ quơ. Nói đi, anh muốn giao dịch như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Rất đơn giản, vẫn là điều kiện vừa nãy, anh đi theo tôi, đến quỳ trước mặt Lạc Thanh Trần nhận lỗi. Hơn nữa, thái độ phải thành khẩn. Duẫn Thiên Thạc nói. Tôi lo lắng bà ấy không chịu nổi cái cúi đầu của Diệp Phàm tôi thôi. Diệp Phàm cười lạnh nói. Chịu không nổi là chuyện của bà ấy, quỳ hay không lại là chuyện của anh. Duẫn Thiên Thạc quyết tâm để Diệp Phàm quỳ. Trước hết hãy để tôi gặp bà ấy rồi nói, không chắc là bà ấy sẽ nghĩ thông suốt đâu. Diệp Phàm nói. Không được, vừa nhìn thấy bà ấy anh đã phải lập tức quỳ xuống rồi. Nói cách khác, giao dịch này của chúng ta sẽ không thành công rồi. Duẫn Thiên Thạc hừ nói. Tốt lắm, chúng ta đi gặp bà ấy. Diệp Phàm nói. Đừng có dở mánh khóe với tôi, tất cả đều vô dụng thôi. Tôi biết công lực của anh mạnh hơn tôi, anh có thể tùy ý lấy mạng của tôi. Nhưng tại sao tôi lại dám làm như vậy, đương nhiên còn có cái đảm bảo. Duẫn Thiên Thạc tôi cũng không đánh không chuẩn bị gì. Cho nên, tất cả những mánh khóe ở trước mặt tôi đều chưa dùng. Ví dụ như, anh bắt bà của tôi uy hiếp tôi. Nếu như anh định làm như thế, anh sẽ nhanh chóng bị đánh gục thôi. Nói cách khác, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Duẫn Thiên Thạc nói. Ha ha, chúng ta đi, anh dẫn đường đi. Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thật ra có chút nghi ngờ Duẫn Thiên Thạc, nhưng, anh ta không nói nhiều, xoay người bước đi.
Nửa giờ sau, tới một ngôi nhà ở trên núi. Trên sườn núi có đủ loại cây cối, đã đến cuối tháng 9 rồi, cam ở khắp núi đã chín rồi. Nhưng, cam vẫn màu xanh, nhìn qua thấy rất đáng yêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 170.